Một người đàn ông lạnh lùng đang bước về phía đám đông, anh cởi mũ lộ ra khuôn mặt điển trai và quyết đoán. Ngay lập tức người hâm mộ đổ xô đến chỗ của Gojin. Ngay khi Gojin đứng kiêu hãnh trước mặt mọi người, thì không ngờ ở phía xa xa có người đang chĩa súng bắn tỉa vào anh. Mọi chuyện phải bắt đầu lại từ đầu. Gojin có một thư ký tên Shin-a, giống như bao người lao động bình thường. Cuộc sống hàng ngày của Shin-a không có gì khác hơn là chạy việc vặt cho Gojin kén chọn, chọn quần áo và mua bữa sáng đến cho anh ta. Ngày hôm đó, Shin-a đến công ty sau khi làm xong những công việc này, nhưng thấy cửa thang máy đông đúc người vào giờ cao điểm buổi sáng, thấy sắp muộn nên Shin-a nghiến răng cầm theo đồ đi thang bộ. May mắn thay, cô đã chạy đủ nhanh đến chỗ ngồi trước khi Gojin xuất hiện. Shin-a đã ngồi vào chỗ thành công. Sau đó cô để bữa sáng ra đĩa rồi mang vào cho Gojin. Gojin rất kén chọn đồ ăn. Shin-a cần chuẩn bị cho anh trước món nước chanh làm từ chanh mới được hái. Espresso cũng phải duy trì ở nhiệt độ 50 độ. Shin-a ở bên cạnh hồi hộp chờ Gojin thử đồ ăn, nhưng cuối cùng vẫn có sai sót. Gojin nhổ chiếc bánh sandwich ra với vẻ mặt không vui. Nguyên nhân hóa ra là do nhân viên bán hàng vô tình cho hành tây vào. Gojin mở thùng rác bằng chân rồi vứt bánh mì đi. Điều tiếp theo không cần nghĩ cũng biết, Shin-a bị mắng một trận. Cô trở về chỗ ngồi trong sự hổ thẹn và nhanh chóng uống vài viên thuốc nhức đầu. Áp lực làm việc với Gojin quanh năm khiến cô tiền đình. Trên thực tế, những gì cô làm đã đủ tốt rồi, bởi vì những thư ký trước đây chỉ làm việc trong một thời gian ngắn. Họ sợ đến mức cam chịu trong nước mắt rồi nghỉ việc. Shin-a là nữ thư ký đầu tiên làm việc được hơn 3 tháng, quả thật rất kỳ diệu. Trong văn phòng, Gojin bắt đầu giải quyết công việc kinh doanh đầu tiên trong ngày, đó là xử lý việc Kang Min đánh bạc ở nước ngoài. Gojin sa thải anh ta mà không do dự. Không chỉ có vậy, Gojin cũng nói những lời không hay với anh ta. Kang Min từng là giảng viên tiếng Anh số 1 ở trung tâm, bây giờ thứ hạng đã tụt lại phía sau và không còn có ích với Gojin nữa. Anh không quan tâm Kang Min đã kiếm được bao nhiêu tiền cho mình. Kang Min giờ đã lỗi thời, không xứng đáng ở lại công ty, bởi vì trong mắt Gojin, người không kiếm được tiền giống như rác rưởi nên vứt vào thùng rác. Kang Min bỗng nổi giận, vứt hết mọi đồ trong phòng của Gojin, thậm chí còn muốn bem người tại chỗ. May mắn thay, nhân viên bảo vệ đã chạy tới ngăn cản và kéo anh ta đi. Gojin bình tĩnh nhìn đồng hồ, như thể trò hề này không liên quan gì đến anh. Sau đó thì giao nhiệm vụ cho Shin-a dọn dẹp văn phòng, nói xong thì quay người rời đi. Ngay sau đó Gojin đã có mặt tại cuộc họp, thông báo tin Kang Min bị sa thải. Mọi người đều ngạc nhiên. Sau đó Gojin lại nói gay gắt rằng, anh không coi trọng người giảng viên chăm chỉ thức khuya viết sách, mà lại chế nhạo đối phương vì chỉ số IQ kém của mình, và nhấn mạnh nhiều lần rằng giảng viên có thể kiếm ra tiền mới là người anh cần. Các giảng viên xung quanh giận nhưng không dám nói gì. Không khí ngột ngạt này tiếp tục cho đến khi Segi xuất hiện thì mới hạ nhiệt. Segi là một người em đã cùng nhau khởi nghiệp kinh doanh với Gojin. Rất khác với Gojin lạnh lùng, Segi thì tử tế hơn nhiều. Khi thấy Segi đến thì mọi người ngay lập tức gieo hò. Khi Gojin đang tổ chức cuộc họp thì Shin-a dọn dẹp văn phòng và đặt gói hàng đã giao lên bàn. Gojin và Segi đẩy cửa bước vào, nhưng còn chưa nói chuyện nhiều thì Segi rời đi với lý do có cuộc hẹn vào buổi tối. Gojin đang ngồi một mình trên ghế sofa, phàn nàn một cách trẻ con rằng Segi đã quên ngày sinh nhật của mình. Giây tiếp theo Segi và Shin-a đẩy cửa vào với chiếc bánh trên tay, tạo cho Gojin điều bất ngờ. Nhìn thấy cảnh này, Gojin cảm thấy hạnh phúc, nói sinh nhật chẳng là gì cả, nhưng không thể kìm được nụ cười trên môi. Sau khi ngồi xuống ăn bánh, Segi bắt đầu xin tha cho Kang Min. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Gojin vẫn kiên định với quyết định của mình, chắc chắn sẽ không tha thứ cho lỗi lầm của Kang Min. Khi đang nói chuyện, Gojin bước đến bàn làm việc và mở hộp đồ. Sau đó biểu cảm của anh thay đổi. Thực ra bên trong có rất nhiều thứ đẫm tiết canh, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, không thể cho Segi phát hiện ra điều gì bất thường. Giả vờ bình tĩnh làm quen nói chuyện Segi chuẩn bị đi công tác ở Mỹ. Sau khi tiễn xong Segi, Gojin lại mở gói hàng, đoán xem ai đang chơi khăm mình. Anh từ từ mở căn phòng bí mật của văn phòng, bên trong có đủ loại áp phích và con rối đe dọa chống lại anh. Kể từ khi Gojin trở nên nổi tiếng thì chuyện này xảy ra như cơm bữa, vì thế Gojin không để bụng. Cùng lúc đó, Shin-a mua bữa ăn cho nhân viên và phân phát cho mọi người. Nhưng vì không mua được hương vị mà cô Ma Eun Jong thích, nên cô bị nói không ra gì, còn bảo cô nên xin nghỉ việc thì hơn. Trong mắt Eun Jong thì việc Shin-a làm thư ký cho Gojin chính là một bi kịch. Giảng viên ở đây sẽ đem sự bực tức với Gojin trút lên Shin-a. Shin-a chán nản quay về chỗ ngồi, ngây ngốc nhìn quyển lịch để bàn. Nhớ những ngày đầu tiên đến đây, Shin-a suýt chút nữa là giống những cô thư ký cũ, chịu được vài ngày là bỏ. Nhưng may mắn là cô đã sống sót nhờ làm việc chăm chỉ. Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm làm việc của cô ở đây. Khi chuẩn bị tan làm thì Shin-a bị Segi gọi đi. Không ngờ là Segi lấy ra một lẵng hoa và tặng cho Shin-a, chúc mừng cô nhân dịp làm việc được một năm. Segi cũng động viên cô hãy kiên trì với ước mơ trở thành giảng viên, vì công ty có quy định sau khi làm thư ký được một năm thì có thể đi phỏng vấn với tư cách là giảng viên. Điều này có nghĩa là sự nghiệp của Shin-a có thể còn tiến xa hơn nữa. Shin-a nhìn giỏ hoa mà không giấu được niềm vui, miệng thì cứ lẩm bẩm lại lời động viên của Segi, bảo cô hãy theo đuổi ước mơ. Tối đó, ba thư ký đã nghỉ việc quay về công ty cũ, họ viết một dòng chữ chúc mừng sinh nhật đỏ chót và nhét vào trong một con gấu. Có vẻ như là muốn dọa Gojin đây mà. Thấy bảo vệ xuất hiện, ba người họ ném con gấu đi.
vừa khéo ném nó đến bên ngoài cửa sổ phòng Gojin. Gojin nghe thấy tiếng Wick thì vẫn bình tĩnh làm việc, miệng thì lẩm bẩm rằng mong bạn yên nghỉ. Anh có thể đã nghĩ rằng một trong những nhân viên đã tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa nhà. Ngày hôm sau, Gojin trở lại trường cũ để tham dự một buổi diễn thuyết. Đối thủ của anh là Yang Tae cũng có mặt. Vừa gặp đối thủ cạnh tranh, hai người họ đã ăn miếng trả miếng. Gojin thậm chí còn không muốn ở cùng một chỗ với người ở hạng 2 như Yang Tae. Sau đó, anh búng tay một cái là có tấm thảm đỏ ngay lập tức được trải ở bậc thang. Anh bước lên thảm đỏ và bước vào trong. Ở phòng chờ, Yang Tae cũng tiết lộ lịch sử đen tối của Gojin. Thực ra Gojin ban đầu chỉ là một tay xã hội đen nhỏ làm công việc dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp văn phòng của Yang Tae thì anh đã vô tình nhìn thấy các câu hỏi Olympic. Gojin sau đó đã viết câu trả lời đúng lên bảng trắng. Nhờ vậy mà anh mới có cơ hội tỏa sáng trong nền giáo dục. Đối mặt với sự khiêu khích của Yang Tae, Gojin phản công mạnh mẽ. Anh nói nhờ có ơn Yang Tae mà anh mới đạt được nhiều thành tựu như bây giờ. Thế là anh đã chuẩn bị một món quà tặng cho Yang Tae. Gojin chế giễu đối phương một hồi thì rời khỏi phòng chờ. Yang Tae tức giận nên đã cho người bỏ thuốc nhuận tràng vào nước Gojin sẽ uống, muốn biến anh thành kẻ ngốc ở nơi nhiều người. Buổi diễn thuyết sắp bắt đầu, cả Gojin và Yang Tae đều không má nào chịu thua má nào, cả lúc bước lên sân khấu cũng tranh nhau. Sau khi ngồi xuống, Yang Tae phát biểu trước, đang nói thì ông ta ho một cái. Gojin tốt bụng mỉm cười rồi đưa nước của mình cho Yang Tae. Đầu tiên anh xin lỗi Yang Tae ngay tại chỗ vì chuyện ban nãy ở phòng chờ và mong ông ta sẽ nhận lấy chai nước này để xí xóa chuyện vặt vãnh. Hai người đã giải quyết xong, khán giả phía dưới vỗ tay nồng nhiệt. Yang Tae hết cách chỉ đành nghiến răng nghiến lợi uống nước. Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, bụng Yang Tae cồn cao. Gojin ngồi một bên thưởng thức âm nhạc tuyệt vời phát ra từ bụng ông ta. Hết cách, Yang Tae hét lên rồi chạy khỏi sân khấu. Giờ thì hay rồi, tự nhận lấy nghiệp do mình tạo ra. Yang Tae cố lết cái thân già đi vào nhà vệ sinh. Gojin một mình nhận câu hỏi trên sân khấu. Có vài người hỏi Gojin tại sao anh lại muốn dạy toán. Gojin thẳng thắn nói là để kiếm tiền. Câu trả lời này chắc chắn sẽ gây thất vọng, nhưng Gojin giải thích điều này là vì không có tiền nên anh đã phải nhịn đói một tuần. Bởi vì không có tiền thì anh không thể chữa khỏi bệnh ung thư của bà. Đó là lý do tại sao anh làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền, muốn tự mình nắm giữ cuộc đời. Nhưng rồi một điều bất ngờ nhỏ đã xảy ra, giảng viên Ma phụ trách PowerPoint đã không nhớ mình để USB ở đâu. Eun-jong bối rối trong giây lát, sợ bị Gojin mắng. Đột nhiên cô ta nảy ra một ý, muốn đổ lên đầu Shin-a. Eun-jong bảo người liên hệ với Shin-a, nhờ cô tìm USB rồi mang qua đây. Nhưng thực chất đây chỉ là màn diễn của Eun-jong. Cô ta đã báo cáo với Gojin rằng Shin-a đã quên bỏ tài liệu vào. Và Shin-a sau bao vất vả để đến được đây, thì Gojin đã chỉ thẳng mặt làm cô bẽ mặt ở nơi đông người, khiến cô lập tức cảm thấy xấu hổ. Shin-a trở lại công ty và làm thêm giờ đến khuya. Áp lực quá lớn buộc cô phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhớ lại từng lời Gojin hôm nay nói để phá hủy giấc mơ của cô. Đồng thời, tâm trí của Shin-a cũng vang lên những lời động viên của Se-gi. Ngay lập tức cô lấy lại được động lực, lên kế hoạch để tiếp tục kiên trì. Ngày hôm sau, Shin-a đến bệnh viện để gặp bác sĩ. Vì thời gian cấp bách nên cô chỉ làm một xét nghiệm rồi phải vội vã quay lại công ty, chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho cuộc họp. Sau khi làm xong thì cô không thấy ai đến họp cả. Shin-a không nhịn được đi ra ngoài hỏi thăm. Điều buồn cười là ngay cả cô lao công cũng biết họ đang đi công tác, nhưng không ai thông báo cho cô hết. Shin-a thất vọng trở lại bệnh viện, sau đó lại biết được một tin xấu khác, cô bị ung thư não giai đoạn cuối và phải nhập viện. Ngay lập tức, Shin-a suy sụp hoàn toàn. Sau khi rời bệnh viện, những bông tuyết đang rơi xuống, giống như trái tim Shin-a lúc này vậy. Ngồi một mình ở bến xe buýt, cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Gojin vừa mới tắm xong thì đi ra phòng khách, đột nhiên phát hiện trong nhà có thêm một người mặc đồ đen. Người phụ nữ không nói gì, bỏ mũ ra, thả tóc xuống, và người đó chính là Shin-a. Cô từng bước đi về phía Gojin, sau đó thì giơ búa lên. Thời gian quay về 3 năm trước, Shin-a rất quan tâm đến nghề giảng viên và tiếp tục làm việc chăm chỉ vì nó. Cuối cùng cô đã trải qua thời gian thực tập tại một trường luyện thi, nhận được sự đánh giá. Khi đứng trên bục giảng, do căng thẳng quá mức nên cô đã nói lắp khi giảng bài. Điều này khiến Gojin kén chọn không chịu nổi, đặt một chữ X lớn trên bảng điểm của cô. Cuộc phỏng vấn đã kết thúc, Shin-a cau mày, không biết phải làm gì. Eun-jong bảo cô hãy chọn giữa từ chức và chuyển đến làm việc ở văn phòng thư ký. Và Shin-a đã chọn cái sau, trở thành thư ký của Gojin. Hôm nay, một năm sau, Shin-a cô đơn bước đi trên đường. Trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại những điều bác sĩ đã nói trong ngày, cô vẫn không thể tin được bản thân lại bị ung thư não giai đoạn cuối khi còn trẻ. Nguyên nhân khiến cô mắc phải căn bệnh này là do chịu quá nhiều áp lực trong công việc. Shin-a nhìn sự hối hả và nhộn nhịp trên đường phố, mọi người chạy về phía hạnh phúc, sau đó lại nghĩ đến bệnh tật của mình mà thở dài bất lực. Quay đầu lại thì cô nhìn thấy khuôn mặt ma ám của Gojin trên biển quảng cáo. Shin-a chợt nhận ra nỗi bất hạnh mà giờ cô phải chịu đều đến từ người đàn ông này. Một năm qua, Gojin luôn yêu cầu công việc phải thế này với Shin-a. Shin-a ngày nào cũng phải
phải xoay như trong chóng quanh một cái trục đó là Gojin, nếu không làm tốt thì sẽ bị mắng, dù có hành tây trong cơm cũng sẽ bị mắng, báo cáo công việc cũng phải chuẩn xác từng milimét, ngay cả nhiệt độ của cà phê mà bị chênh lệch vài độ thì Gojin cũng ném thẳng vào thùng rác. Trong môi trường làm việc áp lực cao lâu dài, Shin-a bắt đầu rụng tóc, mỗi khi cảm thấy ấm ức cô chỉ biết trốn vào nhà vệ sinh và khóc. Cô còn viết sẵn đơn từ chức chuẩn bị rứt áo ra đi, nhưng nghĩ về giấc mơ trở thành nền giảng viên, Shin-a cuối cùng đã âm thầm xé nát đơn xin nghỉ việc, nhưng bây giờ nghĩ lại thì trái tim Shin-a đã tràn ngập hận thù. Cô về nhà và trang điểm theo concept chị đại, sau đó đội mũ và buộc tóc lên, cầm theo túi rồi lái xe đến nhà Gojin. Lúc này Gojin đang lắc ly rượu đỏ, thưởng thức âm nhạc tuyệt vời. Khi anh đang ngắm sao và tính toán các bài toán, thì tưởng tượng bản thân đang ôm người đẹp trong lòng. Đúng lúc anh muốn hôn nàng, thì đột nhiên bị rơi xuống đất. Gojin chạm vào cánh tay đau nhức và nghĩ chắc là do ảnh hưởng của rượu nên mới bị ảo giác. Thế là anh quyết định đi tắm để tỉnh táo hơn. Cùng lúc đó, Shin-a đã đến trước cửa nhà Gojin. Cô xách túi của mình bằng một tay, còn tay kia thì cầm búa, đi thẳng vào phòng khách nhà Gojin. Shin-a lặng lẽ đứng bên cửa sổ chờ anh. Gojin bước ra khỏi phòng tắm và bị sốc khi nhìn thấy cô. Sau đó Shin-a giơ cao cây búa trong tay, Gojin sợ hãi đến mức vội vàng ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, khác hoàn toàn với sự kiêu ngạo thường ngày. Shin-a mỉm cười, buông búa xuống đất, thì ra giảng viên đứng hạng nhất cũng chỉ là một tên nhát gan, thì Shin-a điên cuồng tát vào mặt Gojin bằng lá đơn xin nghỉ việc. Gojin choáng váng, Shin-a giận dữ buộc tội anh về những việc bản thân đã làm, và cô đã phun ra những lời mắng chửi mà bao lâu nay cô muốn nói. Shin-a còn chỉ vào Gojin và cảnh báo rằng về sau nếu có đi đêm thì cẩn thận, đừng chọc tức cô, nếu không dù có hẹo cô cũng sẽ kéo Gojin theo. Nói xong, Shin-a lấy ra củ hành mà Gojin ghét nhất rồi đập thẳng vào mặt anh. Sau đó cô đổ túi hành lớn còn lại xuống đất rồi giận dữ rời đi. Gojin bị mắng nhiều đến mức không nói nên lời, vừa mới bước thêm một bước thì đã dẫm phải chiếc búa kia. Gojin đau đến nỗi ôm chân và ngồi phịch xuống đất. Sau khi chút giận, Shin-a cảm thấy rất hạnh phúc, hét lên bầu trời một cách nhẹ nhõm. Nhưng rồi Gojin mở cửa, khập khiễng như một thây ma và đuổi cô ra ngoài. Thấy vậy, Shin-a nhanh chóng bỏ chạy, nhưng lại không may bị lăn xuống dưới. Gojin cười ngạo nghễ, nhưng còn chưa hả hê được thì bản thân anh cũng bị lăn xuống đó theo. Sau khi đứng dậy, hai người tiếp tục trò mèo vờn chuột. Vòi phun nước trên bãi cỏ bất ngờ được kích hoạt, nước bắn tung tóe. Họ cứ rượt đuổi nhau dưới nước như thế. Gojin đột nhiên bị trượt chân vì cỏ quá trơn. Sau khi đứng dậy, anh tiếp tục đuổi theo Shin-a. Shin-a thì cố hết sức bỏ chạy, chuẩn bị lên xe rời đi. Kết quả là Gojin trực tiếp mở cửa ghế phụ bước vào. Và thế là hai anh chị này chơi trò va nhau, giằng tóc các kiểu, cũng khéo thế nào mà phá luôn cả hộp đen. Shin-a mất khá nhiều thời gian mới đẩy được Gojin ra khỏi xe. Kết quả là cô đã tông vào một cột điện bên đường ngay khi vừa xuất phát. Gojin đứng dậy và lại chạy ra xe. Lần này Shin-a khóa cửa xe lại. Gojin có đập mạnh vào cửa xe cũng vô ích, chỉ đành trơ mắt nhìn Shin-a bỏ chạy. Sau đó, Gojin giận dữ gọi điện cho Shin-a, thề rằng nhất định sẽ bắt được cô. Khi anh đang nói chuyện thì một chiếc ô tô cách đó không xa chạy tới, đâm thẳng vào Gojin. Đột nhiên không có âm thanh từ đầu bên kia của điện thoại. Shin-a cảm thấy hơi lạ, vì thấy lo nên cô quyết định quay lại xem thử. Kết quả là thấy Gojin được nằm dưới đất bất tỉnh, đầu đầy tiết canh. Shin-a bị hoảng, lập tức gọi xe cấp cứu. May mắn thay, vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên Gojin không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì vỡ động mạch chủ ở bàn chân phải nên cần phẫu thuật ngay. Shin-a lo lắng đến mức lớp trang điểm trên mặt bay hết. Cô ngồi bên ngoài phòng mổ mà cầu nguyện, hy vọng Gojin sẽ bình an vô sự. Cũng may là ca phẫu thuật thành công, Shin-a mới thở phào nhẹ nhõm. Segi bên kia đang đi công tác, khi máy bay sắp cất cánh thì anh mới nhớ ra mình để quên điện thoại ở công ty, nhưng anh không để tâm điều đó. Shin-a vì không thể liên lạc với Segi nên không biết phải làm gì. Shin-a bước vào phòng bệnh tự nói chuyện với Gojin vẫn chưa tỉnh lại, nhưng còn chưa nói được mấy câu thì Gojin đã co giật. Shin-a sợ quá nên vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo điều này là bình thường, vì thể chất của Gojin khá đặc biệt nên phản ứng với thuốc mê sẽ khác với người bình thường. Nghe xong thì Shin-a cảm thấy nhẹ nhõm. Cả đêm tiếp theo, Shin-a thậm chí còn không nhắm mắt, ở bên giường bệnh chăm sóc Gojin từng chút một, cho đến khi cô y tá không thể nhịn được nữa mới bảo Shin-a soi gương. Lúc này cô mới nhận ra mình xấu xí và mất mặt đến mức nào. Shin-a vội vàng đến một khách sạn gần đó để sửa soạn lại, nhưng khi đi ra thì cô vô tình va phải Su-yang. Cà phê của Su-yang đổ vào quần áo Shin-a. Su-yang chính là người phụ nữ mà Gojin hằng mơ ước được ôm vào lòng. Cô là con gái lớn của một gia đình giàu có và giờ là chủ tịch của công ty bé Kedu. Vì để xin lỗi, Su-yang tìm một bộ quần áo của mình cho Shin-a thay, còn nói đây là món quà năm đó mối tình đầu tặng. Shin-a nhìn chằm chằm vào Su-yang và không thể rời mắt đi. Quả nhiên là trên đời này vẫn còn có những người xinh đẹp và tốt bụng như vậy. Cùng lúc đó, Eun-jong đến công ty thì không thấy có bánh mì hay cà phê để sẵn trên bàn. Cô ta trông không vui và phàn nàn rằng Shin-a
không nghiêm túc trong công việc. Các đồng nghiệp nam nói rằng Shin A không đến làm việc, có lẽ đang đi nghỉ cùng Gojin. Cô Lao Công Piu Sơn ở một bên nhìn hai người trò chuyện, sau đó đến báo cáo tình hình với mấy cô thư ký đã từ chức trước đó. Các thư ký đang chờ tin vui về việc Shin A từ chức. Trước đây, khi Shin A đến mua bánh sandwich, thì một trong mấy cô thư ký đã cố tình bỏ hành tây vào đó. Bà Piu Sơn nói rằng Shin A không từ chức mà là xin nghỉ phép. Nụ cười trên mặt hai cô thư ký lập tức biến mất. Đây không phải là kết quả họ muốn thấy. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe của Gojin, bởi vì hung thủ thực sự đã trốn thoát ngay tại chỗ. Vậy là cảnh sát đã coi xe của Shin A tại hiện trường là phương tiện gây ra tai nạn. Thấy camera hành trình bị hỏng, cảnh sát cho rằng cô đang cố gắng che đậy bằng chứng, cố ý bem người. Và sau khi tìm thấy một chiếc búa từ trong nhà, cảnh sát càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Còn Shin A thì không hay biết gì về chuyện này. Sau khi trở lại bệnh viện, cô tiếp tục ở bên cạnh Gojin. Shin A lại cố gắng liên lạc với Segi, nhưng vẫn không ai bắt máy. Lúc này, có cuộc gọi đến giục cô đến bệnh viện điều trị. Shin A trong giây lát cảm thấy khó hiểu, trong lòng khá bối rối. Nguyên nhân khiến cô bị ung thư quả thực là do Gojin gây ra. Nhưng bây giờ Gojin bị tai nạn xe vẫn chưa tỉnh lại. Shin A cảm thấy hơi canh cánh trong lòng. Cô liên tục nói mình không liên quan gì đến vấn đề này. Cuối cùng thì nghiến răng rời khỏi phòng bệnh. Sau khi rời bệnh viện, Shin A đã đến ga tàu điện ngầm. Vừa bước vào cửa, cô đã bị một người đàn ông tông phải. Người đàn ông này có vẻ là người lái xe gây ra vụ tai nạn. Đây cũng chính là Kang Min, người đã bị Gojin sa thải trước đó. Sau đó, cảnh sát đi theo Shin A từ bệnh viện ra xuất hiện. Cô bị đưa trở lại đồn cảnh sát với tư cách là nghi phạm hình sự. Hóa ra chiếc xe mà Shin A lái là xe thuê, tình cờ lại cùng một loại với chiếc xe đã đâm vào Gojin. Cộng thêm vết va chạm trên xe của Shin A và việc hộp đen bị hỏng cũng như chiếc búa được tìm thấy trong nhà. Hơn thế nữa, Shin A còn đến nhà Gojin vào đêm khuya. Những sự trùng hợp này khiến cảnh sát nghi ngờ. Giờ thì hay rồi, Shin A bị tạm giam như một nghi phạm, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Thế là Shin A gọi cho bạn ở công ty luật là Ok Hee để giúp mình biện hộ. Ngay khi họ đang bế tắc với cảnh sát thì y tá gọi báo Gojin đã tỉnh lại. Ngay sau đó, một nhóm người đã đến bệnh viện. Ngay khi Shin A vui mừng vì có thể làm sáng tỏ sự trong sạch, thì y tá có hơi kỳ lạ mà ngăn cô lại và bảo cô đi gặp bác sĩ điều trị trước. Nào ngờ, Gojin thực sự đã mất trí nhớ. Vì Gojin có thể chất đặc biệt nên không thể gây mê được. Anh đã tỉnh táo trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã phải tăng cường gây mê cho anh. Vì trải qua quá trình phẫu thuật nên Gojin bị chấn thương tâm lý. Tác dụng phụ của gây mê ngoài đã gây ra triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Shin A đứng dậy và ngã gục. Đối mặt với những câu hỏi liên tục của bác sĩ, cô cảm thấy như cả thế giới đều sắp sập đến nơi. Trong cơn tuyệt vọng, Shin A nhìn thấy ảnh cưới ở phòng khám của bác sĩ và đã nhanh trí nói dối rằng mình là vợ chưa cưới của Gojin. Nếu không nói vậy thì cô không thể thoát được việc bị coi là kẻ sát nhân. Gojin với chiếc mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy đang nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt. Không biết lý do tại sao mà ngoài những ánh sáng chói lóa mà anh nhìn thấy trước khi bị đâm thì không còn nhớ được gì khác. Gojin lúc này mới nhận ra mình đang nằm điều trị ở phòng bệnh VIP. Cùng lúc đó, Shin A vì nói dối mình là vợ chưa cưới của Gojin nên được bác sĩ đưa vào phòng bệnh. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi theo bác sĩ. Ok Hee nhanh trí chặn tất cả cảnh sát bên ngoài. Đúng lúc này thì có kết quả nhận dạng, không phát hiện vết tiết canh trên xe của Shin A, nhưng cảnh sát vẫn nghi ngờ cô. Nhìn vào Gojin đã tỉnh lại, Shin A cực kỳ lo lắng. May mắn thay, Gojin đã hoàn toàn mất trí nhớ, ngay cả tên của mình cũng cảm thấy xa lạ. Sau đó bác sĩ giải thích một số thông tin cơ bản cho anh. Sau khi biết được chứng mất trí nhớ này có thể chữa khỏi trong thời gian ngắn, thì Gojin mới thở phào nhẹ nhõm. Khi bác sĩ hỏi có nhớ Shin A không thì anh ngây ra. Anh nhìn Shin A một lúc rồi lắc đầu, thể hiện không có ấn tượng gì cả. Bác sĩ nói người phụ nữ này là vợ sắp cưới của anh. Gojin thấy thật khó tin. Tuy nhiên, để không liên quan gì đến kẻ sát nhân, thì Shin A đã cắn răng thừa nhận mình là vợ chưa cưới của anh. Bác sĩ chừa chỗ cho hai người ở riêng với nhau. Gojin đã cố gắng hết sức để nhớ lại, muốn nhớ ra Shin A, nhưng lại bị đau đầu vì sử dụng não quá mức. Shin A bảo Gojin nghỉ ngơi cho khỏe, đừng vội vàng cố lấy lại ký ức làm gì. Bởi vì Gojin không có gia đình, nên trong khoảng thời gian này mà vẫn có vợ chưa cưới ở cạnh thì anh cảm thấy rất biết ơn. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Shin A có chút lo lắng. Gojin luôn hung hăng giờ đây lại thật dịu dàng sau khi mất trí nhớ, còn biết cách cảm ơn. Ok Hee nghe xong thì phá lên cười, thở dài hết lần này đến lần khác. Tuyệt vời, có vẻ như Gojin hoàn toàn ngốc đi rồi. Nhưng Shin A vẫn cảm thấy bất bình. Gojin đã hủy hoại cuộc đời cô, dù cho anh có mất trí nhớ thì cô vẫn muốn trả thù. Ok Hee khuyên cô nên thú nhận với cảnh sát, nhưng Shin A kiên quyết từ chối. Cô muốn tiếp tục diễn vai vợ sắp cưới của Gojin để dễ bề trả thù, hủy hoại cuộc đời anh. Shin A nghĩ dù sao thì cũng sẽ hẹo nên cô sẽ nắm bắt thời gian để trả thù. Ok Hee không biết tin buồn là Shin A bị ung thư não, nên hoàn toàn ủng hộ quyết định của cô. Ngày thường Ok Hee làm việc ở một công ty luật và kiêm thêm nghề diễn kịch sân khấu ở nhà hát, vậy nên hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm giảng viên diễn xuất của Shin A, dạy cô cách đóng vai vợ sắp cưới như nào cho đúng. Trước đó, Su Yang cầm hoa đến bệnh viện thăm hiệu trưởng. Trong thang máy, cô tình cờ nghe được tin Gojin cũng đang nằm viện nên đã đến thăm anh. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của Gojin, đôi mắt của Su Yang tràn ngập sự đau xót. Nhưng Gojin đã mất trí nhớ, không thể nhận ra Su Yang trước mặt. Su Yang khát đầy
đành phải thất vọng rời đi. Gojin tiếp tục được đưa đi kiểm tra. Bác sĩ nhìn thấy anh chỉ mất vài giây đã giải được một phương trình thì há hốc mồm ngạc nhiên. Ngay sau đó, Gojin lại đứng dậy và tính toán trên bảng đen. Có vẻ như chứng mất trí nhớ không ảnh hưởng đến chỉ số IQ của anh. Trong những ngày tiếp theo, Shin A quan tâm đặc biệt đến Gojin. Khi anh đi vệ sinh thì cô cũng sẽ đỡ đi. Sau đó thì đắp chăn, lấy khăn và lau mặt cho anh, chăm sóc 24/24. Lúc rảnh rỗi, cô còn chủ động massage cho anh nữa. Ba bữa một ngày đều là Shin A mang đến và bón tận mồm cho Gojin. Bất kể ai nhìn thấy thì đều nghĩ họ là người yêu của nhau. Và dưới sự tấn công nhẹ nhàng như vậy, Gojin khó tránh khỏi có chút bị cám dỗ. Nhưng Shin A nhanh chóng thực hiện bước trả thù đầu tiên. Cô đưa cho Gojin một ít nước vệ sinh pha với lá bạc hà và cũng chuẩn bị cả món có hành tây mà Gojin ghét nhất. Cô nắm lấy cơ hội, cố gắng hết sức nhét nó vào miệng anh. Sau đó, Shin A lại bôi một lớp kem chống nắng dày cho Gojin, rồi vui vẻ đưa anh ra ngoài đi dạo với cái bụng khó chịu. Còn Gojin thì tỏ ra vui vẻ vì không hề hay biết gì. Mặt khác, vì cuộc họp diễn ra tốt đẹp nên Segi trở lại công ty sớm hơn một tuần. Anh mang quà đến cho mọi người, ngay cả bác bảo vệ và cô lao công cũng có phần. Vừa quay về, anh đã mở điện thoại mình để quên bao ngày ở công ty. Sau đó thì cảnh sát gọi đến nói với anh rằng Gojin đã gặp tai nạn xe. Chuyện này đã được bà Pilson đang đứng ở ngoài cửa nghe thấy. Thế là bà lập tức gửi tin nhắn cho các thư ký cũ của Gojin. Và thế là tin tức về vụ tai nạn xe của Gojin nhanh chóng lan truyền khắp công ty. Trong phòng bệnh, Gojin đang lướt xem profile của mình trên Naver. Nhân tiện, anh cũng hỏi về chuyện đám cưới với Shin A. Shin A nói mối quan hệ giữa hai người là sếp và thư ký, chọn bí mật đính hôn vì sợ bị đồn thổi, nên những người khác không biết. Nghe xong, Gojin vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Để xua tan sự nghi ngờ của đối phương, Shin A bịa ra rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Cô đã lấy mấy bức ảnh mình ghép trước đó ra và nói Gojin yêu mình đến thê thảm. Đang lúc nói bon mồm thì cô lấy nhẫn đôi ra và đeo cho anh để tăng độ tin cậy của lời nói. Còn về chuyện hôm Gojin xảy ra tai nạn mà trước đó, cô lại cầm búa đến nhà anh là vì Gojin đã lừa dối. Shin A còn lấy ảnh cô ghép Gojin ôm người khác ra để thêm phần uy tín. Bức ảnh gốc là của Okhi và bạn trai. Shin A cố tình nhận lỗi về mình, nói nếu bản thân không bốc đồng thì anh sẽ không gặp tai nạn. Shin A lợi dụng điều này để lấy được thiện cảm từ bác sĩ và cảnh sát. Phải nói rằng chiêu của cô thật đỉnh, thế mà đã có tác dụng. Nhưng Gojin chỉ có thể giả vờ đau đầu để che đậy sự xấu hổ của mình. Sau khi nhận được tin, Segi vội vã đến bệnh viện. Shin A đã bị sốc khi nhìn thấy anh, sợ đến nỗi ợ hơi. Sau khi Segi biết được chứng mất trí nhớ của Gojin thì không thể tin được, nên đã đi gặp bác sĩ để tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên, sau khi biết Shin A là vợ chưa cưới của Gojin thì anh lại càng ngỡ ngàng hơn. Là một người anh em tốt của Gojin, thế mà anh lại không hề hay biết gì về chuyện này. Đột nhiên, Segi nghĩ rằng trước khi đi công tác, Gojin từng nói đùa mình sẽ đến núi để vui vẻ cùng bạn gái, và Shin A cũng có đi đến đó. Segi không thể không tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai người. Vụ tai nạn xe của Gojin nhanh chóng được đưa tin. Đông đảo người hâm mộ đã chặn lối vào công ty yêu cầu giải thích. Để kết thúc chuyện này, Segi đành phải vội vàng quay lại công ty để giải quyết. Anh dặn mọi người đừng tùy tiện tung tin đồn ảnh hưởng tới công ty. Anh nói thêm rằng Gojin vẫn bình an vô sự, nhưng Eun-jong lấy lý do đài truyền hình muốn ghi hình để thăm dò Segi. Khi thấy anh ngập ngừng nói phải đẩy lịch trình của Gojin muộn hơn, thì Eun-jong lập tức hiểu ra tai nạn xe của Gojin chắc chắn không đơn giản như vậy. Cô ta lẻn vào góc và bấm số gọi điện cho người khác. Hóa ra Eun-jong từ lâu đã bị đối thủ cạnh tranh của Gojin là Yang-tae mua chuộc. Gojin mà có chuyện gì là cô ta lập tức báo cho bên kia ngay. Yang-tae nghe nói có chuyện đã xảy ra với Gojin thì nhảy cẫng lên vui sướng. Cùng lúc đó, Kang-min gây tai nạn rồi bỏ chạy đang thu dọn hành lý ở nhà. Trong lúc khủng hoảng thì không có người bạn nào trả lời điện thoại anh ta cả. Anh ta dự định trước tiên sẽ tìm một nơi để tránh nạn. Cuối cùng thì Shin A cũng có chút thời gian rảnh, mang quần áo mới giặt đến khách sạn trả lại cho Su-yang. Su-yang đi vắng nên Shin A phải đưa nó cho quầy lễ tân trước. Khi đang rời đi thì cô chợt cảm thấy choáng váng. Lễ tân nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô thì có chút lo lắng, nhưng Shin A khăng khăng rằng mình ổn. Sau đó, cô đến bãi biển để thư giãn, nhìn gia đình bốn người vui vẻ từ xa, cô cảm thấy rất ghen tị. Shin A bật điện thoại lên và nhìn vào bức ảnh của một gia đình ba người. Sau đó bố của Shin A gọi tới, hỏi gần đây cô thế nào rồi. Để bố không phải lo lắng, Shin A chọn cách che giấu bệnh tật của mình. Cùng lúc đó, Su-yang lại đến phòng bệnh của Gojin. Cô nghĩ rằng Gojin đang giận nên mới giả vờ không quen biết mình. Sau khi biết được Gojin đã mất trí nhớ, Su-yang vẫn không tin nên đã cho người đi điều tra hồ sơ bệnh án của anh. Đúng lúc đó, luật sư do Segi cử đến đã đến. Luật sư rất nghi ngờ về danh tính vợ sắp cưới của Shin A. Anh ta lấy điện thoại ra, bật ghi âm lên và bảo Shin A thừa nhận thân phận vợ sắp cưới để giữ làm bằng chứng. Ngay lúc cả hai đang bế tắc thì Segi xuất hiện kịp thời. Danh tính của Shin A đã được xác minh và anh cũng yêu cầu luật sư xin lỗi cô. Trên thực tế, Segi nghĩ việc danh tính của Shin A là đúng hay sai không quan trọng. Anh cảm ơn Shin A vì đã luôn ở bên cạnh Gojin. Dù sao thì vào ngày xảy ra vụ tai nạn xe, nếu Shin A không phát hiện kịp thời thì e rằng Gojin đã hẹo từ lâu rồi. Đối với Segi mà nói thì Gojin là người cộng sự rất quan trọng trong cuộc
đời anh, là người cùng anh khởi nghiệp kinh doanh và cùng nhau làm việc chăm chỉ, cũng giống như người anh trai. Vì vậy khi ở trước mặt vị cứu tinh của Gojin, Segi thậm chí còn nhìn Shin A một cách kính trọng và gọi một tiếng chị dâu. Điều bất ngờ đó là chiều hôm nay có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai lẻn vào phòng bệnh, đứng trước Gojin đang ngủ say. Anh ta đang lấy thứ gì từ trong túi áo ra, khi chuẩn bị đâm thì Gojin trên giường đột nhiên mở mắt. Hóa ra sau khi Gojin gặp tai nạn xe hơi vào đêm hôm đó, một người đàn ông đến hiện trường nhìn Gojin ngã xuống đất bất tỉnh. Vào thời điểm quan trọng, Gojin mở mắt và cho người đàn ông này một cước. Sau đó anh rút hết kim trên người ra, lao ra khỏi giường làm người này ngã xuống đất. Thấy hắn ta định bỏ chạy, Gojin tóm lấy hắn và hai người vật lộn nhau trên giường bệnh. Đúng lúc này, Shin A bước vào. Cô bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong cơn hoảng loạn, cô bưng chiếc đĩa lớn đựng hành tây bên cạnh lên và đập vào đầu người đàn ông. Người đàn ông và chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Tiết canh cũng chảy ra từ đầu người đàn ông. Cho đến khi Segi đến thì cuộc chiến này mới dừng lại. Người đàn ông khẳng định mình đi nhầm phòng, cuối cùng lại bị đánh cho tơi tả. Shin A cúi đầu xin lỗi liên tục, nhưng Gojin thông minh nên đã biết người này chính là phóng viên. Anh ta bí mật lẻn vào phòng bệnh, dùng điện thoại để chụp lại ảnh với Gojin, muốn dùng những bức ảnh đó để giật tít. Trong điện thoại của anh ta đều là ảnh selfie với Gojin. Phóng viên giải thích rằng chỉ muốn người hâm mộ của Gojin biết anh vẫn an toàn nên mới làm như vậy. Sau khi bị mất trí nhớ, Gojin rất biết cách ăn nói. Nếu là trước đây thì anh đã nổi trận lôi đình rồi. Nhìn thấy mình trên điện thoại của phóng viên, anh còn bonus thêm cho một tấm selfie. Sau đó anh trả lại điện thoại cho phóng viên và bảo hãy dùng ảnh để giải thích cho người hâm mộ của mình. Động thái này khiến tất cả những người có mặt tại đó choáng váng. Nhưng cuối cùng Segi vẫn giám sát buộc phóng viên xóa ảnh để không gây náo loạn thế giới bên ngoài. Shin A nghe thấy tin vui Segi mang đến. May mắn thay, những người khác không biết rằng Gojin đã mất trí nhớ. Nếu không thì sẽ tạo ra một vụ náo loạn mất. Nghe được tin, Shin A nảy ra ý tưởng mới để trả đũa Gojin. Cô tưởng tượng khi các phóng viên nhận được tin tức thì sẽ đến vây quanh Gojin. Cảnh tượng khiến anh sợ đến mức rùng mình. Nhưng điều này quá đơn giản, Shin A vẫn muốn bắt nạt Gojin một thời gian. Segi an ủi Shin A đừng lo lắng quá và bảo đẩy nhanh việc xuất viện cho Gojin. Suy cho cùng, ở nhà là an toàn nhất. Sau đó Shin A về nhà nghỉ ngơi. Kết quả là bất ngờ phát hiện ra em trai mình, Suho, cũng đang ở đây. Thấy bạn và em trai trông có vẻ hoảng loạn, Shin A đoán chắc chắn Ok Hee đang âm thầm dạy em mình diễn xuất. Thực ra hai người họ đang hẹn hò. Suho bị ám ảnh bởi những màn trình diễn tài năng phi thực tế. Shin A không ủng hộ lựa chọn của cậu, hy vọng cậu sống một cuộc sống ổn định. Shin A rất tức giận trước việc em mình bướng bỉnh, thế nên lập tức đuổi cậu đi. Sau khi chỉ còn lại hai người thì Shin A hỏi Ok Hee. Ok Hee từng nói có một nơi bói toán rất chuẩn. Shin A đặc biệt đến xin bùa xui xẻo, muốn đặt nó trong nhà của Gojin. Ngày hôm sau, Shin A và Ok Hee chuyển đồ đạc đến nhà Gojin. Nhìn căn phòng sang trọng trước mặt, cả hai không khỏi trầm trồ. Mở tủ lạnh thì thấy bên trong chỉ có vài loại trái cây, bởi vì Gojin quá kén chọn nên thường không tự nấu ăn, và anh đặc biệt ghê tởm mùi cá. Sau đó, Shin A sắp xếp mọi thứ mình mang theo vào nhà, nào là cốc đôi, đồ dùng hàng ngày, bàn chải đôi, và cuối cùng là đặt ảnh vào phòng làm việc. Có một bức tường lớn trong phòng đó, nó chứa đầy những vấn đề toán học. Shin A đặt bức ảnh thân mật đã chuẩn bị trước lên bàn, ai cũng có thể nhận ra bức ảnh đã được Photoshop. Cùng lúc đó, Gojin và Segi đang trên đường về nhà. Segi giải thích với anh về tình hình phát triển của nền giáo dục. Nghe xong, Gojin đang thất vọng đột nhiên cảm thấy rất nhiều áp lực. Bản thân của quá khứ quá xuất sắc nên anh lo bản thân của bây giờ mình sẽ không thể đạt được sự mong đợi của mọi người xung quanh. Segi nói với anh, ngày mai sẽ có cuộc phỏng vấn để làm sáng tỏ những tin đồn và không ngừng động viên anh. Nghe vậy, Gojin cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ở bên kia, Suyang bắt đầu kế hoạch kinh doanh tập đoàn giáo dục của riêng mình. Cô đến công ty kiểm tra tình hình hoàn thiện, có vẻ rất hài lòng với tiến độ hiện tại. Thứ cô muốn điều tra cũng đã có kết quả. Sau khi biết Gojin mất trí nhớ là thật, Suyang rơi vào trầm tư. Số phận quyết định ký ức về tình yêu của họ sẽ biến mất, nhưng điều này cũng có nghĩa mọi bất hạnh giữa họ đều tan biến. Suyang tưởng rằng hai người sẽ lại yêu nhau nên cực kỳ mong chờ. Lúc này, Shin A đang tổ chức lễ đón Gojin về nhà. Cô dùng pháo giấy bắn lên khắp người Gojin và treo một tấm bùa xui xẻo cỡ lớn lên tường, nói dối rằng nó được sử dụng để ngăn chặn những điều xui xẻo. Gojin chớp mắt bối rối, cơn đau đầu lại bắt đầu. Shin A nhìn lá bùa và nghĩ có vẻ như hiệu quả ngay lập tức. Gojin chống nặng trở về phòng nghỉ ngơi, còn Shin A thì ở cạnh xoa bóp. Thấy Gojin được chăm sóc, Segi yên tâm rời đi. Shin A cũng ra tiễn anh. Gojin ở trong phòng ngủ, nhưng khi quay đầu lại thì thấy ảnh đen trắng của Shin A với nét mặt dữ dằn. Anh sợ đến mức ngồi thẳng xuống đất. Đêm đó, Gojin bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Anh đi ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Shin A đang ở trong bếp cầm con dao đưa lên đưa xuống. Gojin nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, nhanh chóng chạy về phòng và đóng cửa lại. Anh sững sốt dựa vào tường không dám lên tiếng, chỉ thò đầu ra
ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Kết quả là Xin A bất ngờ xuất hiện, cố tình hỏi anh có chuyện gì à. Mặc dù mặt vẫn dính đầy tiết canh cá nhưng cô vẫn vào gọi anh ra ăn cơm. Khi đến bàn ăn, Gojin nhìn đĩa cá phi lê chiên lớn trước mặt và số cá còn lại trong chậu thì cảm thấy buồn nôn vì mùi tanh. Anh vội vàng chạy về phòng ôm chặt bồn cầu và nôn ọe. Xin A ở bên ngoài hóng hớt cảm thấy rất hả hê. Sau đó, cô vui vẻ đến cửa hàng tiện lợi và mua một chai đồ uống. Đột nhiên cô nghĩ mình bị ung thư não giai đoạn cuối nên không cầm được nước mắt. Ngày hôm sau, Gojin trở lại công ty làm việc, nghĩ về chuyện xảy ra tối qua, cứ nhìn thấy Xin A là anh sợ, thậm chí còn không nhịn được mà nôn khan. Nhưng chứng mất trí nhớ đã thay đổi tính khí của anh một cách đáng kể. Anh cũng chủ động chào hỏi các nhân viên. Nhìn Gojin vui vẻ như vậy, nhân viên cũng ngỡ ngàng. Cô lao công vội vàng kể lại sự việc cho cựu thư ký. Gojin đến văn phòng, Xin A ngập ngừng hỏi anh có nhớ gì không. Sau khi nghe câu trả lời phủ định thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng sau, Gojin bắt đầu được phỏng vấn ở tầng thượng. Anh bảo Xin A mua nước ép mới ép về. Kết quả Xin A bị Eun Jong chặn lại trên đường. Eun Jong cười nhạo vì rõ ràng cô là thư ký mà được giám đốc cho đến nhà chăm sóc. Xin A không thể nuốt nổi cục tức này nên thẳng tay đổ nước ép lên người cô ta. Ngoài ra còn có đoạn ghi âm lời nói của Eun Jong đe dọa cô. Xin A biết vì cô không báo cáo hành động của Gojin với Eun Jong nên mới bị bắt nạt như thế. Eun Jong tức giận đến mức liên tục nói lời khó nghe. Xin A cuối cùng đã thắng trận chiến này. Xin A trở lại tầng thượng thì thấy Gojin đang trả lời câu hỏi về vụ tai nạn. Đột nhiên anh không thở được mà ngã xuống đất bất tỉnh. Xin A nhanh chóng chạy tới kiểm tra tình hình. Một lúc sau thì Gojin tỉnh lại. Anh rất xin lỗi vì đã làm hỏng cuộc phỏng vấn. Tin tức về việc Gojin bị ngất nhanh chóng lan truyền khắp công ty. Ba cựu thư ký cũng biết chuyện này. Eun Jong thậm chí còn xông vào văn phòng và nói buổi họp báo sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Mặc dù tình trạng thể chất hiện tại của Gojin không tốt nhưng anh vẫn đồng ý. Eun Jong quay về chỗ ngồi và háo hức cho buổi họp báo này, bởi vì chỉ bằng cách nhanh chóng chiếm được trái tim của Gojin thì mới đạt được mục đích là đuổi Xin A, người chống lại cô ta. Cùng lúc đó, mấy thư ký cũ lén lẻn vào nhà vệ sinh của công ty tụ họp với cô lao công Piu Sơn. Họ nói chuyện về việc sao lâu thế rồi mà vẫn chưa bắt được nghi phạm đâm xe rồi bỏ chạy, bởi vì biệt thự của Gojin được lắp đầy camera giám sát. Về mặt logic mà nói thì không nên lâu thế chứ. Lúc này Sora đột nhiên khóc, thì ra hôm đó cô cố tình làm vỡ camera giám sát để đổ phân lợn vào nhà Gojin. Sau đó, Sora nhớ tới đêm đó mình đã nhìn thấy Xin A. Nghĩ đến đây thì nhóm thư ký cũ cho rằng lý do Xin A có thể giữ chức thư ký trong một năm là vì gian gian díu díu mập mờ với Gojin. Nhưng cô lao công lại không tin chút nào, thậm chí còn bảo họ dừng vấn đề này lại. Nếu Gojin có thể thích Xin A thì bà sẽ tự chặt tay mình. Mới đó mà đã đến buổi họp báo, tất cả các giảng viên đang bận rộn chuẩn bị. Suyang cũng tới hiện trường. Gojin bước vào phòng chờ riêng, Xin A chủ động giúp anh chỉnh lại cà vạt. Kết quả suýt làm anh gần như nghẹn thở. Sau đó Gojin nhấp thêm một ngụm Ice Americano mà Xin A chuẩn bị. Xin A cố tình nói món yêu thích của Gojin là Ice Americano. Anh đang nói thì đối thủ của anh là Yang Tae xuất hiện. Vừa ngồi xuống, ông ta lập tức nói bóng gió Gojin, nhưng Gojin lại phớt lờ sự tồn tại của ông ta. Yang Tae giận dữ quay người bỏ đi. Một lúc sau, một người đàn ông bí ẩn đeo găng tay đen cầm một giỏ hoa đến phòng chờ. Lợi dụng lúc Xin A ra ngoài thì anh ta nhanh chóng mở cửa và bước vào. Người đàn ông này đã làm xong giỏ hoa từ tối hôm trước, bên trong có giấu một con dao và trên cổ tay anh ta có một vết sẹo. Khi Gojin quay lại thì thấy có một giỏ hoa hồng trên bàn. Khi anh tìm được con dao bên trong thì lát sau có tiếng mở cửa. Gojin nhìn Kang Min đang bối rối bước vào và không thấy có ấn tượng gì. Kang Min trước đây đã đánh bạc nhanh chóng mất tất cả chip của mình nên bị người ta đuổi ra ngoài. Ngồi trong một quán ăn nhỏ tồi tàn, anh ta nhớ lại những ngày huy hoàng mà không khỏi thở dài. Sau đó anh ta gọi điện nhưng không ai trả lời. Anh ta tức giận đến mức ném điện thoại xuống đất. Đột nhiên có nhiều tin nhắn gửi đến. Người gửi tin nhắn nói tôi biết anh đã làm gì. Gojin bị mất trí nhớ rồi nên nhanh chân đến đó gặp anh ta đi. Kang Min tin chắc rằng Gojin đã mất trí nhớ. Anh ta nói mình đi nhầm phòng và định bỏ chạy, nhưng Gojin đã ngăn lại, cảm thấy nhìn người này có chút quen quen. Anh còn nhìn thấy trong túi áo của Kang Min có vé máy bay, chứng tỏ chạy trốn cũng khá nhiều. Gojin liếc nhìn và bảo anh ta dường như đang cố gắng trốn thoát, giống như phạm tội gì đó. Gojin sâu sắc nói rằng chứng mất trí nhớ không phải là cảm lạnh, người bình thường sẽ không dễ dàng bị mất trí nhớ. Nói xong thì anh chửi Kang Min là đồ khốn, là một tay chơi cờ bạc. Thì ra Gojin không bị mất trí nhớ, những tin nhắn đó chỉ là để dụ Kang Min mắc bẫy. Gojin vứt chiếc nặng đi, trở lại bình thường, cũng không quên khoe khoang về khả năng diễn xuất của mình. Với chỉ số IQ 190, anh đã có thể đánh lừa mọi người xung quanh. Sau khi phản ứng lại thì Kang Min hối hận lắm. Anh ta vội vàng chạy tới ôm lấy chân Gojin để thừa nhận lỗi lầm của mình, cầu xin được thả đi. Kang Min không đánh mà khai, tự thừa nhận vụ say rượu đâm người rồi bỏ chạy. Nhưng Gojin không có hai tiếng tha thứ trong từ điển. Anh dùng dao tra hỏi Kang Min có đồng phạm nào không. Kang Min lắp bắp trả lời rằng bản thân đã tự làm tất cả. Nếu đã như vậy thì Gojin yêu cầu anh ta đầu thú tại đồn cảnh sát.
sát. Nói xong, Gojin thả Kang Min ra. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, Gojin nói một cách trịch thượng, dù anh có làm việc chăm chỉ đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi vòng tay của tôi đâu. Sau đó Shin A vào phòng chờ, Gojin lập tức thay đổi sắc mặt, quay về trạng thái mất trí nhớ. Anh uống nước dâu mà Shin A mua, sau đó như thể vô tình nhắc đến việc mình thích nước ép cà chua. Nhưng Shin A không nghĩ nhiều, làm công việc trợ lý như bình thường. Buổi họp báo đã bắt đầu, sau khi giảng viên khác phát biểu xong thì sẽ đến lượt Gojin lên sân khấu. Anh ngồi lên xe lăn, được Seji đẩy đến hậu trường. Trước khi lên sân khấu, Shin A cũng ân cần thắt lại cà vạt cho Gojin. Gojin mỉm cười và cảm ơn cô. Không ngoài dự đoán, khi Gojin lên sân khấu là ở dưới có tiếng vỗ tay vang dội, mọi người đều cổ vũ cho anh. Sau đó anh đã đứng dậy và bắt đầu phát biểu. Seji bị sốc vội vàng hỏi Shin A chuyện gì đang xảy ra. Cô nói đây là Gojin chủ động yêu cầu được làm vậy. Seji nhớ lại việc Gojin bị bong gân chân ngày trước, anh vẫn nhất quyết đứng giảng bài 6 tiếng, vì việc này sẽ càng thu hút sự chú ý của sinh viên hơn. Đó là lý do tại sao anh là số 1 trong ngành. Cảnh tượng tương tự khiến Seji có chút hứng thú. Nghe Gojin phát biểu, Eun Jong không ngừng khen ngợi và nói Gojin thật tuyệt vời. Ngay cả nhóm thư ký cũ cũng đang chăm chú lắng nghe. Không chỉ có vậy, con trai của Eun Hee cũng đang theo học lớp học trực tuyến của Gojin. Hai thư ký còn lại rất khâm phục việc Eun Hee công tư phân minh. Kết thúc buổi họp báo, Su Yang cũng rất hài lòng. Trong mắt cô thì Gojin luôn là sự hiện diện rực rỡ như vậy. Cùng lúc đó, Shin A lo lắng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô đang rất rối, vì sao Gojin mất trí nhớ rồi mà vẫn có thể biểu diễn tốt như thế. Cái tên thần Gojin quả thực không phải là tự nhiên xuất hiện, không có nghi ngờ gì về sức mạnh của anh. Shin A vô tình tìm thấy con dao giấu trong giỏ hoa. Khi đang cầm con dao để kiểm tra thì có một đồng nghiệp đột nhiên bước vào. Nhìn thấy Shin A cầm hung khí thì anh ta đứng yên tại chỗ. Shin A lúng túng giải thích rằng đây là con dao dùng để gọt vỏ trái cây. Nghe thấy vậy, đồng nghiệp sợ hãi đặt đồ đạc xuống và nhanh chóng rời đi. Gojin được Eun Jong đưa về phòng nghỉ. Nhìn Shin A với đôi mắt lờ đờ, Gojin không khỏi có chút nghi ngờ. Để duy trì việc giả vờ mất trí nhớ, Gojin bị buộc phải tham dự tiệc tối của công ty. Trong lòng phàn nàn về quần áo và tinh thần của mọi người, không khí bàn ăn rất khó xử. Đồng nghiệp đều nói rất ngạc nhiên vì hành vi bất thường của anh. Mặc dù Gojin giả vờ mất trí nhớ, nhưng vẫn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đá xéo nhân viên. Anh nói thêm, tiệc tối cũng là sự đầu tư của công ty dành cho mọi người, vậy nên mọi người nên làm việc chăm chỉ, báo đáp cho công ty. Còn chưa nói xong thì Eun Jong phá đám. Mọi người cùng uống, thưởng thức những món ăn ngon. Bởi vì đã từng tình cờ nghe được Shin A là vợ sắp cưới của Gojin, nên những giảng viên nam cực kỳ quan tâm đến cô. Eun Jong cố tình đụng phải người phục vụ đang bê đồ để cố tình hất đổ lên người Shin A. Vào thời điểm quan trọng thì giảng viên nam kia đã đỡ thay cho cô, đến nỗi suýt ngất đi. Xém tí thì anh ta đã tiết lộ thân phận của Shin A. May mắn thay, Shin A đã kịp thời che miệng anh ta lại. Để chuyển hướng sự chú ý, Shin A vội vàng đề nghị tiếp tục chơi. Vừa nghe còn có tăng nữa thì Gojin có vẻ hơi hoảng. Mọi người lại đến quán karaoke. Các nhân viên đã có một thời gian tuyệt vời, vừa ca hát vừa nhảy múa, vừa uống. Chỉ có Gojin ngồi một mình trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng. Eun Jong cố tình pha bia nồng độ cao đưa đến cho Shin A. Shin A không từ chối được nên đành cố gắng uống hết. Gojin ở một bên im lặng theo dõi tất cả chuyện này. Sau đó mọi người chỉ tay vào Gojin và nói nâng ly kính anh. Đang giả vờ mất trí nhớ nên anh chỉ có thể hợp tác. Mới uống 3 ly, Gojin đã bắt đầu chánh choáng. Khi Eun Jong mời anh lên sân khấu hát thì anh không hề từ chối. Nghe giọng hát có hồn của Gojin, không ai biết anh hát tôn nào. Mọi người đều tỏ ra bất lực, lần lượt bịt tai lại. Để ngăn Gojin hát tiếp, mọi người cổ vũ cho Shin A lên sân khấu. Lúc đầu Gojin có chút khinh thường, nhưng khi nghe thấy giọng hát tuyệt vời của Shin A, thì Gojin cũng phải thầm khen ngợi giọng hát khá hay. Ngay lập tức Gojin có vẻ hài lòng với Shin A, thậm chí còn nghĩ Shin A xinh đẹp. Mọi người đắm chìm trong tiếng hát của Shin A. Eun Jong không thể chịu đựng được nữa nên cố tình bấm vào nút tắt. Cô ta còn bắt Shin A uống thêm lần nữa với lý do xin lỗi. Nam giảng viên kia đứng lên bảo vệ Shin A, bởi vì đã uống quá nhiều nên anh ta đã buột miệng nói cô là vợ chưa cưới của Gojin, làm ai cũng sốc ngang sốc dọc. Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Shin A vô tình nôn mửa khắp người Gojin vì quá căng thẳng. Hai ly rượu của Eun Jong đã có tác dụng. Trên đường về nhà, Shin A bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Gojin sợ hãi đến hồn vía cũng sắp bay mất. Thấy Shin A muốn nôn lần nữa, Gojin vội vàng bịt miệng cô lại. Tài xế lại nói thêm một câu, cô gái mà ném cả những thứ bẩn trong người ra với anh thì đó mới là tình yêu đích thực. Ngay khi về đến nhà, Gojin tức giận cởi áo ra, tức giận ném xuống đất. Nhưng để tìm ra sự thật về tai nạn của mình, Gojin quyết định nuốt cơn giận lại. Nhìn Shin A nằm bất động trên ghế sofa, Gojin đành phải gọi Junpo đến xử lý. Ở bên kia, Eun Jong kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay với Yang Tae. Yang Tae nghe xong thì đã hết lời khen ngợi Shin A đã cưa được Gojin, vẫn hối hận vì đã không kéo cô về phe mình sớm hơn. Eun Jong nghe thấy vậy thì nhanh chóng nói dối mình là bạn thân nhất của Shin A.
Sau đó cô ta còn đưa sách toán đã sẵn sàng để xuất bản vào tháng sau của Gojin cho Yang Tae. Sáng hôm sau, Shin A bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ trên đường. Junpo khoác cho Shin A cái áo rồi nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này, Gojin đang lau sạch ghế sofa nơi Shin A nằm tối qua. Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận rằng không có mùi gì cả. Đột nhiên chuông cửa vang lên, là Suyang đến thăm. Gojin có chút kinh ngạc, hóa ra Suyang vừa mới chuyển đến tầng dưới nên mang bánh gạo đến làm quà gặp mặt hàng xóm. Gojin bàng hoàng nhìn cô. Khi cầm đĩa bánh gạo, anh vô tình chạm vào tay Suyang. Suyang bị giật mình nên không may buông tay làm vỡ chiếc đĩa. Gojin thấy vậy vội vàng ngồi xuống thu dọn nhưng lại bị thủy tinh cứa vào tay. Suyang thấy thế liền lấy khăn tay ra lau tiết canh cho Gojin. Cô cũng kể lại khung cảnh lần đầu họ gặp nhau. Khi đó, Gojin vẫn đang làm công việc quét dọn ở trường, bị đứt tay khi cố cậy kẹo cao su ra khỏi sàn. Và Suyang lúc đó xuất hiện như một thiên thần, băng bó vết thương cho anh. Thế là hai người quen biết nhau. Lát sau, Gojin nhanh chóng rút tay lại. Điều anh không ngờ tới là Suyang đã đề nghị làm quen với anh lần nữa, bắt đầu từ việc làm bạn bè. Shin A chán nản trở về nhà, thậm chí không thể nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tưởng đó là biến chứng của ung thư não, nên cô quyết định đẩy nhanh kế hoạch trả thù của mình. Nói làm là làm, Shin A kéo Gojin đi mua quần áo với lý do cần ăn mặc phù hợp để đi tái khám. Shin A lấy thẻ tín dụng của công ty để mua sắm như điên. Gojin chỉ giả vờ mất trí nhớ nên không thể làm gì được cô, vợ chưa cưới này đành phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Nhưng họ không để ý là cách đó không xa, có một người đeo găng tay đen đang chụp lại cảnh này. Người này trở về nơi ở của mình vào ban đêm, có nhiều bức ảnh khác nhau liên quan đến Gojin được dán trên tường. Hắn cầm bức ảnh mới của ngày hôm nay và dán lên đó. Ngày thứ 60 kết thúc được đánh dấu bằng bút đỏ. Ngày hôm sau, Shin A đến công ty làm việc. Mọi đồng nghiệp đều đứng dậy chào cô. Shin A cảm thấy không thoải mái nên vội vàng chạy về chỗ ngồi. Sau khi Segi biết được Gojin tham dự bữa tiệc thì cảm thán chứng mất trí nhớ thực sự đã thay đổi Gojin rất nhiều. Và danh tính vợ chưa cưới của Shin A vừa hay chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, có vài người nhận thấy thái độ của Gojin đã thay đổi nên nghi ngờ rằng anh bị mất trí nhớ. Bên kia Gojin đang ở nhà thấy đồ Shin A đặt được mang đến thì cảm thấy đau thay cái ví của mình. Gojin gọi điện thoại bảo với Junpo rằng có lẽ bây giờ Shin A đang ở phòng làm việc của anh. Quả nhiên, Shin A đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy cửa từ từ mở ra nhưng không có ai bước vào mà cô vẫn không để tâm. Junpo đang trốn dưới ghế sofa âm thầm bật tivi lên, tin Kang Min đầu thú đang được phát trên truyền hình. Đôi mắt của Shin A mở to ngạc nhiên, cảm thán một câu không thể tin nổi. Nhóm thư ký cũ cũng nhìn thấy tin tức, sau khi biết hung thủ chính là Kang Min thì họ cũng ngạc nhiên. Sau đó bà Piu Sơn đến và nói Shin A là vợ chưa cưới của Gojin, làm ba người kinh ngạc đứng dậy. Cùng lúc đó, sau khi xem tin tức, Shin A và Segi lập tức đi đến chỗ Gojin. Nhưng điều họ không biết là ngày xảy ra tai nạn thì sau khi Kang Min lái xe bỏ trốn, Gojin bị thương nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy có người đàn ông đi giày ra bước đến. Sau khi anh để ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay người đàn ông đó thì ngất đi. Kang Min đầu thú tại đồn cảnh sát. Sau khi vào tù, anh ta không giao tiếp với người khác, chỉ đắp chăn và đi ngủ. Lúc này có người đến thăm nhà tù. Sau đó Yang Tae cũng đã tới đây, tình cờ nhìn thấy Segi đang lái xe đi. Lúc này Gojin đang đứng trên thang và làm bài toán. Hình ảnh chiếc đồng hồ luôn hiện lên trong tâm trí anh. Đúng lúc này, Segi mang đồ ăn đến văn phòng. Thấy Gojin leo thang cao, sợ anh bị ngã nên Segi đưa tay ra đỡ. Sau một lúc, Gojin nắm tay Segi và từ trên thang đi xuống. Hôm nay Segi đã mua cơm nắm và mì hộp đến. Khi bắt đầu kinh doanh, họ không có nơi nào để ở, sống ở văn phòng và ăn đồ ăn nhanh rẻ tiền mỗi ngày. Gojin cắn một miếng đồ ăn mà anh đã chán. Khi ăn lại thì thấy cũng khá ngon, không đến nỗi. Hai người trò chuyện và hôm nay Segi đến công ty muộn hơn thường lệ. Anh giải thích rằng mình vừa đi họp ở bên ngoài về. Sau đó Gojin đề nghị muốn gặp Kang Min. Anh muốn hỏi đối phương tại sao lại làm vậy với mình. Cùng lúc đó, Shin A lại bắt đầu kế hoạch trả thù. Cô giả mạo là Gojin và gửi một email nhóm, thông báo cho tất cả nhân viên nghỉ làm đúng giờ bắt đầu từ hôm nay. Nếu không được nghỉ phép thì hãy nhanh chân nghỉ đi. Và cũng hứa sẽ tổ chức tiệc tối 2 tuần một lần, chắc chắn sẽ ăn thịt bò đắt tiền. Ngay lập tức công ty bùng nổ, mọi người đều không thể tin được, nghĩ Gojin chắc điên rồi. Ở phía bên kia, tập đoàn giáo dục của Suyang bắt đầu kinh doanh. Bởi vì Suyang đã từng che giấu thân phận của mình để làm giảng viên thực tập tại công ty của Yang Tae. Sau khi biết Suyang là con gái của một gia đình tài phiệt, Yang Tae lập tức lao tới cố gắng lấy lòng cô. Chỉ cần hợp lực với Suyang thì Yang Tae cảm thấy việc đánh bại công ty của Gojin sẽ dễ như ăn bánh. Gojin phát hiện ra một số điều bất thường khi tan làm. Các nhân viên liên tục chào hỏi anh trên đường. Sau đó, chú bảo vệ chạy đến để bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh. Gojin lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn từ Segi, khen anh hôm nay đã làm rất tốt. Gojin càng cảm thấy hoang mang hơn. May mắn thay, Shin A đã phản ứng kịp, nhanh chóng chuyển chủ đề. Bà Piu Sơn nói với các thư ký cũ về việc Gojin nghĩ đến quyền lợi cho nhân viên. Ba người họ vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, cảm thấy rằng sau khi Gojin và
Shin A ở bên nhau thì bắt đầu thay đổi từng chút một. Ba người vẫn thấy may vì lúc đó không kéo Shin A vào hội thư ký cũ cùng nhau trả thù. Nếu không, với tư cách là vợ chưa cưới của Gojin thì cô chắc chắn sẽ tiết lộ kế hoạch trả thù. Gojin đến trại tạm giam thăm Kang Min, Segi lo lắng cho anh nên cùng đi vào. Sau khi gặp mặt, Gojin muốn nói chuyện một mình với Kang Min. Thấy Segi đi xa, Gojin mới nói ra nghi ngờ của mình. Anh nghi ngờ đồng phạm của Kang Min chính là Shin A. Đầu tiên, Shin A cố tình dụ anh ra đường, sau đó thì Kang Min lái xe đến. Nhưng Kang Min lại có dấu chấm hỏi trên mặt, thậm chí còn không biết Shin A là ai. Thực ra đó không phải lỗi của Kang Min. Suy cho cùng thì Shin A gần như không có cảm giác tồn tại ở công ty. Theo lời Gojin, Kang Min mới nhớ ra có người như vậy. Nhưng anh ta vẫn khẳng định mình không có đồng phạm. Buổi tối, Eun Jong giúp Yang Tae hẹn gặp Shin A. Bức ảnh hai người ở cùng nhau được Junpo chụp lại gửi cho Gojin. Yang Tae cố gắng đến gần Shin A hơn, cùng Shin A đi mua sắm nhiều thứ để chúc mừng cô đính hôn với Gojin. Nhưng chẳng may, vợ Yang Tae bất ngờ xuất hiện. Tưởng chồng ngoại tình nên đến để rạch mặt tiểu tam. Một số người đang làm ồn ào trong trung tâm mua sắm. Khi vợ Yang Tae đang định tát vào mặt Shin A thì Gojin đã xuất hiện kịp thời. Anh kéo Shin A vào lòng như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, và cái tát này giáng thẳng vào mặt Yang Tae. Gojin đích thân giải quyết hiểu lầm, nhẹ nhàng vuốt tóc Shin A. Anh ép vợ Yang Tae mua hết túi trong cửa hàng để bù đắp tinh thần cho Shin A. Tất nhiên là bà ta không muốn tốn khoản tiền này. Gojin tiếp tục gây áp lực, nếu đã không có tiền mà lại dám động đến người phụ nữ của anh. Sau đó, Gojin vẫn muốn xem camera và gọi cảnh sát. Vợ Yang Tae bất lực chỉ có thể mua tất cả các túi cho Shin A. Giây tiếp theo, Gojin hành động không theo lẽ thường, yêu cầu nhân viên làm hỏng tất cả các túi đã trả tiền rồi gửi về công ty cho anh kiểm tra. Nói xong, anh ta độc đoán kéo Shin A đi. Đến tận cửa thang máy, Gojin mới nhận ra rằng mình vẫn đang nắm tay Shin A nên nhanh chóng bỏ ra. Cửa thang máy mở ra, Gojin nhìn thấy Su Yang. Nhân lúc đối phương chưa nhìn thấy, anh vội vàng kéo Shin A đi. Đợi sau khi Su Yang rời đi thì mới vào thang máy. Nghĩ là chót lọt rồi nhưng nào ngờ, Su Yang chợt nhớ ra mình để quên điện thoại nên đành quay lại thang máy. Gojin quay lại và ôm Shin A, giả vờ họ là một cặp vợ chồng trẻ đang mặn nồng. Dù Shin A có chống cự thế nào, anh cũng sẽ không buông tay. Sau khi Su Yang rời đi, Gojin mới buông cô ra. Anh giải thích cho Shin A rằng vừa rồi thấy hơi chóng mặt. Trên đường về, Shin A nhận được điện thoại của bố nói rằng máy cày của ông bị lật. Cô lo lắng nhấn ga và lái thẳng về nhà mình ở nông thôn. Shin A hoàn toàn không quan tâm đến Gojin ở ghế sau. Đến nơi, Gojin choáng váng và muốn xuống xe để hít thở không khí trong lành nhưng lại ngã thẳng xuống đất. Sau khi chắc chắn rằng bố vẫn ổn thì Shin A mới cảm thấy nhẹ nhõm. Khi quay lại thì thấy Gojin đang nôn bên đường. Lúc này Shin A mới nhớ đến sự tồn tại của anh. Bố nhìn thấy Gojin nên đưa hai người về nhà. Một trưởng lão đến và hết lời khen ngợi anh. Bố lấy một miếng táo đưa cho Gojin, nó làm anh nhớ đến tuổi thơ của mình. Bà nội cũng làm như vậy. Sau nhiều năm, Gojin cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp như ở nhà. Ngay sau đó, Gojin cố tình đề cập đến việc đính hôn của anh với Shin A. Shin A sợ đến mức kéo anh đi ngay. Kết quả là đã gặp em trai đang đứng trước xe của Gojin điên cuồng selfie. Gojin vừa mở cửa xe định bước vào, tình cờ nhìn thấy Ok Hee đi ngang qua với trang phục ma nên anh sợ quá đến mức ngất đi. Vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ Shin A nên Suho và Ok Hee đều về quê, một gia đình ba người ngồi ăn cùng nhau. Suho xin được việc làm ở cửa hàng tiện lợi, Shin A hoàn toàn đồng ý nhưng bố thì lại phản đối. Kiếm tiền từ người khác không bao giờ là chuyện dễ dàng. Bố Shin A có trình độ học vấn thấp, làm việc rất cần cù chỉ để cho hai đứa con được hưởng sự giáo dục tốt nhất. Nhờ chăm chỉ nên ông mới mua được nhà và đất ruộng. Ông Yong-gu đã chỉ ra rằng giới trẻ ngày nay thực sự không thể chịu khổ, cứ thấy công việc có chút khó khăn là muốn xin nghỉ. Shin A phản bác lại rằng tại sao phải nhịn, cuối cùng nếu cứ nhịn mãi thì kết cục sẽ là đắp chiếu. Gojin quay lại và ôm Shin A. Cho tới tối, Gojin đã tỉnh lại. Ban đầu anh định cứ thế rời đi nhưng lại tình cờ gặp hàng xóm. Hàng xóm kéo anh đi uống rượu cùng họ. Hết cách, Gojin và Shin A phải bàn riêng rằng cố gắng chuốc say họ rồi nhân cơ hội bỏ trốn trong đêm. Hai người rót rượu vào bát dưới bàn rồi lén thay bằng nước lọc. Nhưng nào ngờ mấy ông chú chưa say lại khó đối phó hơn. Gojin hết lần này đến lần khác định rời đi nhưng lại bị họ kéo về. Tới khi trời khuya, mọi người đều buồn ngủ thì Gojin mới thoát được kiếp nạn. Kết quả là anh đã chạy quá tốc độ và trên người mùi rượu quá nồng nên bị cảnh sát giao thông bế đi. Mặc dù kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy anh không hề uống rượu nhưng cảnh sát vẫn nghi ngờ. Gojin sắp phát khóc vì giải thích mãi không được thì Shin A xuất hiện, nói rằng mình là người nhà của Gojin và bảo lãnh cho anh. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Gojin dự định về Seoul nhưng xe lại hết xăng. Shin A đành phải đưa anh về nhà bằng xe công nông. Về lời nói của Shin A rằng cô là người nhà của Gojin, cả hai đều cảm động. Shin A thì nhớ người mẹ đã khuất của mình. Gojin thì đã nhiều năm không nghe được câu này. Gió đêm thổi cao, họ tận hưởng màn đêm yên tĩnh ở quê. Hai người rón rén về nhà. Shin A để anh ngủ cùng phòng với mình đúng một đêm nay thôi. Đống ớt khô là ranh giới giữa hai người. Gojin từng nhìn thấy Shin A ngồi đối diện với ảnh thờ của mẹ mà đau lòng.
Anh cũng nhớ lại ngày bà qua đời, bản thân đã khóc trong đau đớn. Vì vậy anh lúng túng an ủi Shin A, muốn cô cảm thấy đỡ phần nào. Sáng sớm hôm sau, xe của Gojin đã được đổ đầy xăng, xuất hiện ở cổng. Hóa ra anh rể của Okhi là cảnh sát nên nhờ vào mối quan hệ này mà chiếc xe được quay về với chủ. Ngoài ra, bên trong xe cũng chất đầy khoai tây do bố Shin A trồng. Gojin bị dồn vào một góc nhỏ, không nhúc nhích được. Anh cảm thấy khoai tây không xứng ở trên siêu xe của mình. Nghe vậy, Shin A rất tức giận vì tình cảm của bố cô lại bị chà đạp. Thế là cô lập tức mang khoai tây xuống xe. Shin A còn nói nếu so sánh chúng với chiếc xe thì chiếc xe không có tuổi. Shin A để Gojin về nhà một mình, còn cô thì đi đến bên đường, giao rằng khoai tây miễn phí đây. Sau vài câu giao thì khoai tây nhanh chóng được tẩu tán hết. Shin A ôm thùng khoai tây cuối cùng và đợi đèn đỏ. Ở bên cạnh có một chàng sinh viên làm nghề giao hàng đang gọi cho mẹ. Rõ ràng là rất mệt mỏi nhưng cậu lại nói dối để mẹ không phải lo lắng. Nhưng nào ngờ, ngay sau đó có một chiếc xe phóng nhanh qua, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời chàng trai. Shin A sợ hãi, thùng khoai tây trên tay rơi xuống đất. Người kia rõ ràng ban nãy vẫn đang sống sờ sờ, thế mà chỉ vài giây thôi đã thành người đã mất. Shin A không nhịn được mà rơi nước mắt. Đến bây giờ cô mới hiểu mình vẫn còn thời gian trước khi đắp chiếu để nói lời tạm biệt cuối cùng với gia đình và bạn bè. Đó thực sự là điều đáng để hạnh phúc. Gojin trở về nhà, nhìn củ khoai tây sót ở trên xe mà trầm ngâm suy nghĩ. Khi còn nhỏ, nhà không có gì ăn nên bà nội đã hấp khoai tây cho Gojin ăn với đường. Điều này khiến anh nhớ đến khuôn mặt yêu thương của bà. Gojin nghĩ đến lúc ở nhà Shin A, bố cô đã bỏ khoai tây vào bát cho anh. Sau nhiều năm, cảm nhận lại hơi ấm tình yêu gia đình, Gojin cảm thấy như ở nhà. Anh bắt đầu hối hận khi nói khoai tây là đồ rẻ tiền, không xứng ở trên siêu xe với Shin A khi ở trên xe. Sau đó thì anh bất lực nhìn Shin A chuyển hết khoai tây đi. Gojin nhận ra sai lầm của mình nhưng không chịu xách mông đi xin lỗi. Sau khi cho hết khoai tây, Shin A ngồi lên xe buýt và nghĩ đến cậu sinh viên đoản mệnh ngày hôm nay, cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Shin A đầu óc đang loạn hết cả lên, cuối cùng lại vô thức đi thẳng về nhà Gojin. Thấy Gojin đang xem phim, Shin A đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Thực ra Gojin cũng giống cô, cũng chỉ là một người bình thường. Sẽ liếm sữa chua còn sót trên nắp, mặc áo thun cổ rộng rồi ngồi xem phim và cười phá lên không để ý đến hình tượng. Và việc Shin A sẽ hẹo không phải lỗi của Gojin, cũng chẳng phải lỗi của ai cả. Lúc này, Shin A tha thứ cho Gojin và rời khỏi nhà anh. Nhưng Shin A không biết Gojin đang đợi cô quay lại. Gojin đợi Shin A suốt đêm, chỉ nằm trên giường nhìn ra cửa. Nhưng Shin A đã không trở về. Gojin cảm thấy khó chịu, đứng dậy đi ra phòng khách. Ngay cả khi nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn trên bàn thì anh vẫn lớn tiếng hỏi sao giờ cô mới về. Shin A có vẻ ngạc nhiên và giờ mới nhận ra rằng Gojin đã đợi mình. Gojin thấy mình đã mất bình tĩnh nên anh nhanh chóng giải thích mình không hề đợi cô. Shin A cười ngượng ngùng, bảo Gojin mau ngồi xuống ăn cơm. Nhìn Shin A dịu dàng trước mặt, Gojin không khỏi bắt đầu nghi ngờ liệu cô có cho độc vào thức ăn không. Shin A thú nhận đã lừa anh ăn hành tây và cũng hỏi Gojin tại sao lại ghét hành tây đến vậy. Trên thực tế, gia đình Gojin khi anh còn nhỏ quá nghèo nên ba bữa một ngày đều phải ăn hành tây. Bạn bè cùng trang lứa gọi anh là cậu bé hành tây, chúng tụ tập lại và cười nhạo anh. Vì thế khi lớn lên, Gojin rất phản kháng với điều này. Nghĩ đến chuyện đó, Gojin im lặng cúi đầu bắt đầu ăn. Shin A thấy thế thì nhẹ nhàng động viên anh. Cuộc sống thoáng qua, dù là xin lỗi hay cảm ơn thì cần được bày tỏ kịp thời. Shin A bảo Gojin cũng nên cố gắng thích những thứ mà ban đầu bản thân ghét. Điều này sẽ làm cho cuộc sống của anh hạnh phúc hơn. Nói xong, Shin A đi ra ngoài trước. Gojin chớp mắt bối rối, hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu tại sao Shin A lại hành động khác thường. Ăn xong, Gojin đến công ty cứ nghĩ về sự bất thường của Shin A. Eun-hee vô tình đụng phải anh khi vừa bước ra khỏi thang máy. Tưởng mình sẽ bị mắng nhưng Gojin lại nói xin lỗi với cô. Bởi vì Gojin nghĩ đến lời nói của Shin A, lời xin lỗi cần được đưa ra kịp thời. Eun-hee không thể tin được, lập tức kể lại chuyện động trời này cho hai cô thư ký còn lại. Mọi người nhìn nhau bối rối, khó hiểu ngang. Cùng lúc đó, Gojin vẫn đang suy nghĩ về hành vi bất thường của Shin A ngày hôm nay. Nghĩ chắc chắn phải có gì đó nên cô mới hành xử như vậy. Anh gọi Junpo cải trang thành người dọn dẹp, sau đó thì ký hợp đồng để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Junpo vô tình phát hiện bộ đồ của Gojin có nhiều lỗ cứ cách nhau một ngón tay. Đang hoang mang thì Segi đến. Hai người không muốn chuyện nữa. Junpo vội giả vờ dọn dẹp, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Segi đến gặp Gojin để nói chuyện của Kang Min. Xét về tình hình hiện tại thì khả năng bảo lãnh cho anh ta là khó. Nhưng chỉ cần Gojin chịu tha thứ thì chuyện này có thể hay không không quan trọng. Segi mong Gojin không hao tâm tổn sức về chuyện với Kang Min nữa. Nghe vậy, Gojin gật đầu tán thành. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi Segi trở lại phòng của mình thì lập tức gọi cho luật sư. Mong luật sư sẽ không nộp đơn xin của Gojin yêu cầu trả tự do cho Kang Min. Đồng thời, anh còn nói với luật sư hãy báo cho mình mọi tình hình về Kang Min càng sớm càng tốt. Lý do là anh không muốn Gojin bị tổn thương lại bị kéo vào chuyện này. Shin A phân phát bánh mì và nước ép cho nhân viên công ty. Eun Jong bề ngoài rất biết ơn nhưng lại đi nói xấu sau lưng cô. Giảng viên tiếng Anh Michelle Lee không thể chịu được tính xấu này của cô ta nên đã bước tới chế giễu. Cô bảo đôi giày hàng hiệu Eun Jong đang mang là hàng giả. Thế là Eun Jong tức giận quay về chỗ ngồi, mở album ảnh ra xem, bên trong có bức ảnh của một cậu bé và ảnh cô ta lúc làm việc. Nhìn vào những bức ảnh, Eun Jong không nhịn được mà rơi nước mắt. Thế là cô ta lập tức gọi điện nói với bên kia rằng mình sẽ báo cáo.
Nói xong thì cô ta hoảng hốt cúp điện thoại. Gojin về nhà kiểm tra từng bộ quần áo trong phòng thay đồ. Quả nhiên là mỗi bộ đều bị phá, chắc là kiệt tác do Shin A tạo ra. Cô đã dùng khoảng cách 5,5cm yêu thích của Gojin mà đục lỗ lên quần áo anh. Sau đó Gojin phát hiện chiếc bình yêu quý của mình bị đục 3 lỗ, cây xương rồng ở nhà đã được tỉa thành dưa chuột. Anh tức giận đến mức hét tên Shin A. Cùng lúc đó, Shin A sắp xếp đồ đạc và đưa đơn xin nghỉ việc cho Segi. Và Gojin lại chạy ra xe kiểm tra, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh nhìn lại thì thấy Shin A thực sự đã để lại lời nhắn trên xe, chiếc xe ngu ngốc vớ vẩn. Gojin tức giận ôm ngực, suýt nữa thì đăng xuất vì tức. Ở phía bên kia, Suyang đến bệnh viện thăm bố. Mối quan hệ giữa bố và con gái nhà này không mấy hòa hợp. Họ ăn miếng trả miếng ngay khi gặp nhau. Đến bệnh viện chỉ là chuyện làm cho phải đạo. Bố hỏi Suyang khi nào mới mua lại được công ty gót top. Vì muốn mở rộng kinh doanh thì đa phần dựa vào việc đi tranh cướp, đạt được điều mình muốn bằng mọi cách cần thiết, không ăn được thì đạp đổ. Nhưng Suyang không đồng tình với cách làm này, vì bố đã dùng cuộc hôn nhân của cô để cứu công ty. Đây chắc chắn là một tổn hại đối với Suyang. Sau khi Suyang rời đi thì gặp Gojin ở bãi đậu xe. Hai người không nói chuyện, Suyang trực tiếp rời đi. Nhưng đột nhiên cô lại xuất hiện ở đằng sau, ôm lấy Gojin, chỉ muốn được yên bình trong 5 phút ngắn ngủi. Đây là một sự ăn ý nhỏ giữa họ. Trước đây, khi Suyang xấu hổ trước mặt mọi người thì cũng sẽ làm như bây giờ, dựa vào người Gojin để tìm kiếm sự yên bình. Shin A đi dạo một mình trên phố vào ban đêm, nhìn đôi bạn trẻ ôm nhau bên đường, cô nghĩ bụng nếu không ôm thì chắc giờ ấy. Vừa nghĩ xong thì cô lại nghĩ ngay đến vòng tay ấm áp của Gojin. Không lâu sau, Gojin phát hiện thư ký của mình đã được đổi thành người khác, cảm thấy hơi lạ. Khi biết Shin A từ chức thì cô đã rời đi từ lâu rồi. Shin A lên xe buýt và đến trường của Suho, tự tay đưa một xấp tiền tiêu vặt cho em. Cô cũng bày tỏ sự ủng hộ ước mơ trở thành diễn viên của em. Sau đó Shin A về nhà thăm bố. Vừa gặp bố, ông đã hỏi thăm về con rể. Shin A nhanh chóng thay đổi chủ đề rồi đi chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn. Ngoài ra còn để rất nhiều món ăn kèm trong tủ lạnh. Trong khi ăn, Shin A thậm chí còn nghĩ đến việc tìm mẹ kế cho bố. Nhưng bố không cần, chỉ giục cô nhanh lấy chồng thôi. Shin A rơi nước mắt nghĩ sau này bố chỉ còn một mình thì cô thấy thật có lỗi, thấy tiếc vì bản thân đoản mệnh. Gojin đến quán bar để gặp Junpo, nhưng không ngờ rằng Junpo thực chất là một nhân viên pha chế. Junpo đã điều tra và phát hiện Shin A không gặp vấn đề gì về tài chính. Hơn nữa cô và Kang Min không cùng một ruột. Bên cạnh đó, ngày hôm đó anh ta cũng lợi dụng lúc Shin A say rượu mà cài thiết bị theo dõi vào điện thoại cô. Dựa trên ảnh phòng của Shin A và những hành động bất thường của cô gần đây thì Gojin đoán cô sẽ bỏ trốn sớm thôi. Lúc này, Shin A đang ngồi trên taxi trở về Seoul. Sống ở Seoul 5 năm, lần đầu tiên cô thấy được vẻ đẹp của thành phố này. Bình thường cô chỉ cảm thấy ở đây lạnh lẽo, nhưng hôm nay có vẻ ấm áp lạ thường. Tài xế cũng có cảm nhận tương tự. Rõ ràng là ngoài sự sống thì những thứ khác đều nhỏ bé, nhưng khi người sống bận rộn với những việc nhỏ nhặt thì luôn quên trân trọng những cảnh đẹp xung quanh. Cùng lúc đó, bác sĩ đang phát sầu vì Shin A từ chối điều trị. Nhưng điều kỳ lạ là theo các trường hợp trước thì đáng lẽ tầm này cô phải đau đầu liên hồi, uống thuốc cũng không đỡ. Nhưng thật ra bây giờ cô không cảm thấy khó chịu chút nào. Bên ngoài đột nhiên có tiếng động, một ông bố lao vào và túm lấy bác sĩ, nói anh đã giấu bệnh ung thư giai đoạn cuối của con gái với mình. Cho đến lúc đó bác sĩ mới nhận ra tên của hai người quá giống nhau. Thậm chí còn cùng ngày sinh nên y tá đã vô tình nhầm hồ sơ bệnh án. Điều đó có nghĩa là Shin A không bị ung thư não giai đoạn cuối. Sau khi tiễn ông bố đó đi, y tá vội vàng gọi cho Shin A đang đi chụp di ảnh, bảo cô hãy đến bệnh viện. Shin A vội vã quay lại bệnh viện. Sau khi biết sự thật, cô vui đến mức nhảy cẫng lên ở bến xe buýt. Nhưng sau đó nhìn thấy ảnh của Gojin trên xe và nghĩ về những hành động điên rồ mình từng làm thì vẻ mặt Shin A đột nhiên căng hơn. Cô rón rén trở lại nhà Gojin, gói ghém hành lý và chuẩn bị chạy trốn, nhưng vô tình làm rơi cuốn sổ của mình ở cạnh giường. Shin A vừa định rời đi với chiếc vali thì đột nhiên đèn sáng lên. Gojin tựa người vào cửa phòng, bước về phía cô thật chậm. Thấy Shin A định bỏ chạy, Gojin ghé sát vào tai cô và nói một sự thật gây sốc. Thực ra anh không hề bị mất trí nhớ. Shin A sợ hãi, chiếc vali rơi xuống đất. Gojin kể lại chính xác cảnh hai người gặp nhau lần đầu và một số chi tiết về tương tác hàng ngày của họ và những gì Shin A đã mắng anh vào đêm anh bị tai nạn. Gojin đã đọc lại nguyên văn mọi thứ. Shin A sợ hãi đến mức ngất đi và ngã xuống đất. Gojin sắc mặt lạnh lùng, lấy cốc nước và đổ vào Shin A để cô tỉnh lại. Thấy việc giả vờ làm vợ sắp cưới bị bại lộ, Shin A liên tục xin lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt Gojin. Gojin liệt kê những lần giả vờ mất trí nhớ và những lần Shin A trừng phạt anh, từ lần cho anh ăn toàn hành tây, uống nước chanh lấy từ bồn cầu. Anh thề sẽ tống Shin A vào tù vì giả làm vợ sắp cưới. Gojin khuyên cô nên nhanh chóng tìm luật sư, nếu phát hiện ra con gái là kẻ lừa đảo, bố của Shin A chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Họ còn phải bán tài sản và phải bồi thường thiệt hại lớn về mặt tinh thần. Shin A đã bắt đầu tưởng tượng trong đầu cảnh bố cô sốc và ngất đi và cảnh bản thân bị giam trong sự xấu hổ. Shin A liên tục lắc đầu, quỳ xuống cạnh Gojin và cầu xin tha thứ, nhưng Gojin không có ý định để cô đi dễ dàng. Thực ra Gojin nói nhiều thế cũng chỉ là muốn tìm người đứng đằng sau, vì mọi chuyện quá trùng hợp. Đêm đó, sau khi Gojin theo Shin A ra ngoài thì mới xảy ra vụ việc. Sau đó Shin A lại đưa anh đến bệnh viện giả làm vợ chưa cưới, nhưng Shin A vẫn khẳng định tất cả đều do một mình cô làm. Không thấy được
được thông tin nào có ích, Gojin quyết định tống cô vào tù. Shin-a ôm chân Gojin và cầu xin được tha và đừng lôi bố cô vào chuyện này. Nghe vậy, Gojin nở một nụ cười, vẻ mặt như có âm mưu đã thành công. Shin-a lo lắng trở về nhà, chỉ một ngày thôi mà cô đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Gojin yêu cầu cô ký hợp đồng làm con tin, bù đắp nợ bằng lao động. Shin-a không chỉ phải đóng giả làm vợ chưa cưới của anh, mà còn phải làm tài xế và người giúp việc. Bất lực, Shin-a chỉ có thể đồng ý. Gojin nhấn mạnh lần nữa, Shin-a phải tiếp tục như hiện tại, mặt dày giả làm vợ sắp cưới. Mặc dù Shin-a không hiểu ý định làm việc này của anh nhưng cũng không dám hỏi thêm. Ngày hôm sau, Shin-a chán nản đi mua bữa sáng cho Gojin rồi đưa đến đúng giờ. Cùng lúc đó, Gojin đang khiêu vũ trong văn phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh vội vàng chạy về chỗ ngồi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Như thường lệ, Gojin rất kén chọn bữa sáng, kể cả khi cà phê có hơi nhạt đi một chút thì anh cũng sẽ mắng Shin-a. La mắng xong, dùng đôi chân dài mở thùng rác cảm ứng, ném cà phê không đạt yêu cầu vào đó. Shin-a chỉ có thể nuốt cơn giận và đi mua lại. Shin-a vừa rời đi thì Gojin tiếp tục khiêu vũ với vẻ mặt đắc thắng, tâm trạng rất tốt. Gojin bắt đầu tra tấn Shin-a, bắt cô làm này làm kia. Shin-a tức giận đến mức nghiến răng, không nhịn được mà lấy ngón tay khuấy nước chanh rồi mang cho Gojin. Không ngờ Gojin lại không uống một ngụm nào, quay sang đòi ăn thịt nướng. Shin-a chuẩn bị xong xuôi thì anh đổi giọng, nói ăn nhiều thịt có hại cho sức khỏe, ăn bạch tuộc sống có vẻ tốt hơn. Nhìn bạch tuộc tươi, Shin-a cảm thấy hơi khó nhằn, nhưng chỉ có thể cắn răng và xử lý từng chút một. Khi Gojin nhìn thấy con bạch tuộc trên đĩa thì lại bảo bạch tuộc đáng yêu thế làm sao đành lòng ăn nó được chứ, như vậy thật tàn nhẫn. Gojin ngay lập tức thay đổi ý định, muốn ăn sandwich. Bắt nạt xong Shin-a, hai người cùng nhau đến công ty. Nhân viên nữ dẫn theo một đàn trẻ con đến công ty để cảm ơn Gojin, là vì Shin-a đã giả làm Gojin cho mọi người tan làm đúng giờ. Thế là các nữ nhân viên đã được về nhà với con, tận hưởng thời gian dành cho gia đình. Lũ trẻ đồng thanh cảm ơn Gojin rồi thả bóng trong tay ra. Sau đó, nhiều nhân viên lần lượt bày tỏ lời cảm ơn, và tất cả những điều này là công lao của Shin-a. Gojin lúc đầu hơi bối rối nhưng nhanh chóng nghĩ ra đây là tác phẩm của Shin-a. Ngay khi Gojin sắp phát điên thì bà Pilson lao vào ôm lấy anh. Hóa ra là Shin-a vô tình nghe được tin con của bà bị ốm và gia đình không đủ khả năng chi trả các hóa đơn y tế. Thế là cô đã nhân danh Gojin đến bệnh viện và thanh toán tất cả các hóa đơn. Nhìn khung cảnh hỗn loạn, Shin-a sợ hãi đến mức nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng. Gojin không hiểu sao nhận được lời cảm ơn của mọi người dành cho mình. Tất cả điều này đã được Segi chứng kiến. Vào buổi tối, Shin-a lo lắng đưa Gojin về nhà. Quả nhiên, Gojin lại tức giận, thấy khoản nợ của mình lại thêm một đống hóa đơn y tế thì Shin-a hối hận về sai lầm của mình. Ok Hee nửa đêm khát nước nên vào bếp tìm đồ uống. Khi quay lại thì thấy Shin-a đang ngồi trong phòng khách như một bóng ma, cô nàng sợ đến mức gần như nhảy dựng lên. Nghĩ đến việc Gojin đe dọa mình rằng phải giữ bí mật về việc anh không hề mất trí nhớ, mà Shin-a nuốt nước mắt vào trong, tất cả những gì cô có thể làm là ngậm miệng lại. Mặt khác, Yang Tae dựa vào thông tin được Eun Jong đánh cắp từ công ty mà biên soạn ra được một cuốn sách giáo khoa và hôm nay sẽ mở bán. Ông ta đã đợi ngày cá chép hóa rồng này lâu lắm rồi, thậm chí còn ước có thể lập tức dẫm lên Gojin, người đã xúc phạm mình. Sau khi sách giáo khoa được phát hành thì người bên Gojin đã phát hiện ra chuyện này. Đột nhiên Eun Jong hét lên, bảo phải bắt được kẻ gian đã làm lộ tài liệu công ty. Sách mới đã bán hết ngay khi lên kệ, Yang Tae mừng thầm, phá lên cười như người thắng cuộc. Eun Jong trốn ở cầu thang bí mật gọi báo cáo tình hình công ty cho ông ta. Yang Tae đang có tâm trạng tốt nên hứa sẽ cho cô ta đứng trên bục giảng bài. Eun Jong hưng phấn đến mức suýt chút nữa hét lớn. Segi vội vã đến nhà Gojin ngay lập tức, giải thích qua chuyện này rồi hai người cùng nhau bàn bạc biện pháp đối phó. Segi nói gần đây Gojin có một buổi họp báo mà anh cần phải tham dự. Segi xem xét tình trạng mất trí nhớ của Gojin nên đề nghị sẽ đi thay anh. Nhưng Gojin nhất quyết muốn đích thân tham dự và Shin-a cũng sẽ phải đi cùng vì anh cần người chăm sóc. Ngày hôm sau Shin-a chủ động tìm luật sư, muốn hiểu mức độ nghiêm trọng của sai lầm cô đã mắc phải. Nhưng nào ngờ luật sư này thực chất là Junpo cải trang. Junpo lừa Shin-a rằng kẻ phạm tội lừa đảo phải ra đầu thú ngay lập tức và còn nói cách tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo lời của bị hại để hòa giải. Shin-a vừa ra khỏi văn phòng luật sư được vài bước thì Gojin gọi đến, bảo cô đến spa làm đẹp. Sau nhiều giờ, Shin-a xuất hiện trở lại, dịu dàng và khí chất. Gojin bị thu hút đến mức không thể rời mắt. Cùng lúc đó, Suyang cũng đang chuẩn bị cho buổi họp báo. Cô đã cẩn thận lựa chọn những bộ đồ hiệu chưa có mặt trên thị trường để thu hút sự chú ý của Gojin. Cô muốn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt anh. Buổi tối, Shin-a nắm tay Gojin cùng nhau bước vào hội trường buổi họp báo. Vì không quen đi giày cao gót nên Shin-a muốn vào nhà vệ sinh để chỉnh lại. Gojin ở lại hiện trường bắt đầu trò chuyện với những người nổi tiếng. Nhìn vào lời nói và hành động đạo đức giả của mọi người, trong thâm tâm anh biết họ đang hả hê trước sự bất hạnh của anh. Gojin lần này thua Yang Tae nên ông ta bắt đầu khiêu khích, cố tình đề cập đến doanh thu khổng lồ của sách giáo khoa ông ta đã xuất bản. Sau khi nghe vậy, mọi người xung quanh lại bắt đầu tâng bốc Yang Tae. Yang Tae tự hào về mình, đưa tay vuốt tóc một cách cường điệu. Gojin nhìn thấy đồng hồ của Yang Tae thì đột nhiên khen một câu, anh làm vậy là để thăm dò thái độ của đối phương. Yang Tae bối rối, không biết tại sao Gojin đột nhiên thay đổi chủ đề. Ngay khi Yang
Giang Tê đang đắc ý thì cấp dưới đột nhiên mang đến tin xấu. Nhận thấy các chủ đề trong sách giáo khoa còn nhiều vấn đề nên người mua đang yêu cầu trả lại hàng. Lúc này, Gojin đi tới nói thẳng Giang Tê là kẻ trộm. Vẫn mừng vì lúc ấy anh đã có ý nghĩ bất chợt là muốn tổ chức một hoạt động đặc biệt, nên đã cố tình viết sai 15 đề bài sai. 100 sinh viên tìm ra lỗi đầu tiên sẽ được nhận quà, nhưng Giang Tê đã trực tiếp công bố mà không kiểm tra. Điều này hóa ra là một sai lầm lớn. Gojin đưa chai sâm panh trong tay cho Giang Tê, sau đó anh hài lòng rời đi. Điều mà mọi người không ngờ tới đó là rượu sâm panh đã bị một người đàn ông bí ẩn với vết sẹo trên cổ tay bí mật bỏ thuốc mê vào. Giang Tê uống xong liền ngã xuống đất bất tỉnh. Su Yang đến muộn đã gặp được Shin A đang đau chân, vì đi giày cao gót ở trước cửa nhà vệ sinh nên đã giúp đỡ. Sau khi biết Shin A là thư ký của Gojin thì Su Yang cảm thán vì hai người bọn họ có quan hệ thân thiết và nói những lời kỳ lạ như họ đang chia sẻ cùng một người đàn ông. Bên kia, Giang Tê được đưa lên xe cứu thương. Người vui nhất chắc chắn là Gojin. Anh vừa nhớ ra Shin A đã đi vệ sinh và không thấy quay lại. Quay lại thì nhìn thấy Su Yang bước vào. Sau khi biết Su Yang cũng thành lập một công ty giáo dục, Gojin sững sờ tại chỗ. Anh nhìn Su Yang đang tiến tới chào hỏi với vẻ mặt nặng trĩu, nội tâm đang giằng xé. Sao em lại cứ phải xuất hiện trước mặt anh? Lúc này Shin A đã quay lại, Gojin ôm lấy cô và giới thiệu với Su Yang rằng đây là vợ sắp cưới của mình. Lần này đến lượt Su Yang ngạc nhiên, khóe mắt hơi cay. Hai người cứ như vậy rơi vào bế tắc. Gojin sau đó nắm tay Shin A và rời khỏi hội trường, bỏ lại Su Yang một mình đứng đó. Nhưng Su Yang vẫn đi ra ngoài và gọi Gojin đứng lại. Gojin quay lưng lại và giải thích tình hình cho Shin A. Bây giờ anh cần làm một chuyện gấp, ngay cả cô từ chối thì anh vẫn làm. Nói xong, Gojin hôn Shin A trước mặt Su Yang. Điều này làm trái tim Su Yang tổn thương nặng nề. Sau đó, cả hai ngồi trong xe im lặng một lúc lâu, vẫn cảm thấy hơi lúng túng trong chốc lát. Gojin nói anh chỉ diễn cho hợp cảnh thôi và đề nghị trả một số tiền lớn như một phần thưởng, khấu trừ khoản nợ trước đó xong. Anh thậm chí còn nêu ra các điều khoản trong hợp đồng giữa hai người họ. Hành vi của anh hoàn toàn tuân thủ tất cả các thỏa thuận trong đó. Shin A giận dữ bước ra khỏi xe và bỏ đi. Nào ngờ, ngay sau đó, Gojin thực sự đã nói lời xin lỗi một cách trịnh trọng. Anh còn kính cẩn cúi đầu 90 độ. Thấy thái độ của đối phương rất chân thành, Shin A có vẻ ngạc nhiên, cơn giận cũng nhanh chóng tiêu tan. Su Yang ở phía bên kia vẫn chưa tin được chuyện Gojin đã đính hôn. Nghĩ đến cảnh hai người ân ái mà Su Yang không nhịn được đỏ bừng mắt. Ban đầu, bố cô vì muốn cô chia tay Gojin nên đã khiến anh bị đưa đến đồn cảnh sát vì tội giả mạo bằng cấp học vấn. Không chỉ có vậy, bố còn ép cô lấy người khác vì lợi ích kinh doanh. Nếu không vâng lời thì kết cục của Gojin còn thê thảm hơn. Hết cách, Su Yang chỉ có thể chia tay Gojin bằng cách nói những điều trái với ý muốn của mình. Gojin ôm Su Yang, cầu xin cô đừng buông tay anh. Không có Su Yang thì anh không sống nổi. Su Yang vô cảm không hề dao động, cầm ô và bước đi một cách tàn nhẫn. Nhưng sau khi rời xa Gojin, cô đã bật khóc khi nghĩ đến chuyện người đàn ông mình đã từng yêu rất nhiều, giờ lại là chồng sắp cưới của người khác. Su Yang không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng cô vẫn tự an ủi mình, có lẽ sau khi Gojin lấy lại trí nhớ thì sẽ lại yêu cô lần nữa. Cùng lúc đó, Shin A mất ngủ vì nụ hôn với Gojin. Suy cho cùng thì cả hai đều đã trưởng thành, hôn nhau không phải chuyện gì to tát cả. Nhưng Gojin lại lấy chuyện đó ra để khấu trừ nợ cho cô. Shin A nghĩ lại mà tức giận đến mức nghiến răng, nhưng khi nghĩ đến lời xin lỗi chân thành của Gojin thì cô lại mềm lòng. Thực ra Gojin cũng hối hận vì những điều ngu ngốc đã nói lúc đó. Nhưng điều kỳ lạ là khi nhìn thấy nam nữ chính hôn nhau trên màn ảnh, anh lại nghĩ đến khuôn mặt của mình và Shin A. Ngay lập tức nhịp tim anh tăng nhanh, hình như có gì đó đặc biệt lan tỏa trong lòng hai người. Đêm nay cả Shin A và Gojin đều không ngủ được. Ngày hôm sau, Gojin đến công ty, thấy ghế thư ký trống, Gojin nhìn quanh để tìm người. Nào ngờ, ngay sau đó Shin A đã xuất hiện bên cạnh anh. Hai người lại tiếp xúc thân thiết, Gojin dùng sự tức giận để che đậy sự lo lắng của mình. Nhưng Shin A cảm thấy anh có hơi kỳ lạ. Shin A đến trả lại chiếc váy cô mặc hôm qua. Gojin ban đầu muốn tặng cho cô luôn nhưng lại không kiểm soát được cái mỏ hỗn. Nào ngờ, đột nhiên Shin A tiến gần lại. Gojin vô thức nhắm mắt còn tưởng sắp được hôn tới nơi. Nhưng Shin A chỉ muốn lấy sợi tóc rụng dính trên áo cho anh. Sau khi Shin A rời đi, Gojin cảm thấy xấu hổ. Một lát sau, Segi đến tìm anh. Giang Tê vì chuyện sách xuất bản xảy ra sai sót nên được Giang Cư Mận bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Vì thế việc dò dỉ bí mật nội bộ không còn là vấn đề lớn đối với Gojin nữa. Anh chỉ muốn tìm người đàn ông bí ẩn vào ngày xảy ra tai nạn xe. Thông qua manh mối chiếc đồng hồ, Gojin nghi ngờ Segi. Nhưng hai người họ là anh em đã làm việc cùng nhau nhiều năm, anh không tin đối phương sẽ tàn nhẫn với mình như thế. Gojin định hỏi rõ ràng nhưng vẫn không thể nào nói ra được. Segi cảm thấy ngờ vực khi có nhiều lỗi sai trong đề bài. Thật ra, anh hoài nghi Gojin giả vờ mất trí nhớ. Nhưng Gojin không hề bộc lộ khuyết điểm của mình. Chỉ qua vài câu anh đã loại bỏ nghi ngờ của Segi, cả hai cùng nhau khởi nghiệp kinh doanh. Thời điểm khó khăn nhất, Segi đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình, giúp công ty vượt qua giai đoạn đó. Họ làm việc đến khuya trong văn phòng tồi tàn, chỉ ăn mì ăn liền 3 bữa một ngày. Sau những nỗ lực không ngừng, cả hai cuối cùng đã mở ra thành công trong sự nghiệp, vui mừng đến mức ôm chầm lấy nhau. Nghĩ đến việc người em thân thiết như anh em ruột có thể phản bội mình mà Gojin đau buồn.
anh không cầm được nước mắt. Đúng lúc đó, Shin-a đến đưa cà phê. Vì đang không kiểm soát được cảm xúc nên Gojin nắm tay cô, cố gắng cảm nhận được một chút thoải mái. Thấy Gojin buồn nhưng Shin-a lại không biết phải làm gì, đành lặng lẽ ở bên, cho đến khi anh ngủ quên. Ở một diễn biến khác, Eun-jong sợ rằng sẽ bị phát hiện chuyện là nội gián, nên hốt hoảng ôm lấy túi sách và định về sớm. Nhưng tình cờ cô ta lại gặp Se-gi. Trên thực tế, Eun-jong cũng là một kẻ đáng thương. Nếu không phải vì chuyện ly hôn mà từ chức, thì giờ chắc chắn đang là một giảng viên giỏi rồi. Cuộc sống hôn nhân của Eun-jong không hạnh phúc nên cuối cùng vợ chồng ly tán. Để giữ quyền nuôi con trai, cô ta cũng âm thầm gánh khoản nợ của chồng cũ. Se-gi bày tỏ sự thông cảm với chuyện của Eun-jong, nhưng sau đó anh cũng nói rằng Gojin sẽ không bao giờ tha cho cô ta. Nhờ câu này mà Eun-jong đã giúp anh hẹn gặp Yang Tae. Sau khi gặp mặt, Se-gi đã đưa bản kế hoạch hợp tác mà Gojin mất 6 tháng để hoàn thành cho Yang Tae. Có vẻ như Se-gi đang lên kế hoạch cho một âm mưu lớn hơn. Shin-a ra ngoài mua đồ ngọt thì gặp Su-yang trên đường trở về công ty. Hai người trò chuyện vài câu. Su-yang cố tình tiết lộ rằng gần đây cô đã gặp được mối tình đầu, bản thân chờ đợi suốt 12 năm, nhưng đối phương đã đính hôn mất rồi. Cho dù cảm thấy đau lòng, cũng không thể làm gì được. Nhưng Shin-a lại không nghĩ nhiều về chuyện đó, và ngu ngốc động viên Su-yang đừng bỏ cuộc. Cùng lúc đó, Gojin tỉnh dậy và nhìn thấy mảnh giấy do Shin-a để lại. Nhắc anh uống thuốc đừng để bị ốm. Gojin bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Sau đó, Junpo gửi ảnh buổi gặp mặt giữa Se-gi và Yang Tae đến, làm cho Gojin cảnh giác. Tối đó, Gojin và Shin-a cùng nhau về nhà, thấy Shin-a đang bê những chồng sách nặng. Nhìn qua thì có vẻ như anh không quan tâm, nhưng thực ra lại âm thầm cho ngón tay ra đỡ giúp cô một phần. Để dành nhiều thời gian hơn cho Shin-a, Gojin cố tình yêu cầu cô dọn dẹp từng phòng. Thời gian đã đến 11 giờ tối, thấy Shin-a sắp rời đi, Gojin lập tức ra quy định Shin-a không được phép rời khỏi nơi làm việc trước 12 giờ tối. Chẳng mấy chốc đã 12 giờ, Gojin lo lắng vì đã quá muộn mà con gái đi xe buýt một mình thì không an toàn. Gojin lấy việc mua nước ngọt làm cái cớ để ở cùng Shin-a ở tầng dưới, cho đến khi cô lên xe rồi mới rời đi. Gojin trở về nhà, lần đầu tiên thấy nhà mình trống vắng, lạnh lẽo đến vậy. Ngày hôm sau, Gojin gặp Su-yang tại phòng tập thể hình. Su-yang mời anh và Shin-a đi ăn tối cùng mình vào cuối tuần này, mục đích là chúc mừng họ đính hôn. Sau khi biết hôm đó là sinh nhật của Su-yang thì vì phép lịch sự nên Gojin đành phải đồng ý. Ngày hẹn gặp mặt cũng đến. Trên bàn ăn, Gojin không chỉ ăn loại hành tây anh trước đây ghét nhất mà còn đút cho Shin-a ăn bít tết trước mặt Su-yang. Su-yang tò mò không biết anh thích Shin-a ở điểm nào. Gojin trả lời rằng so với vẻ bề ngoài thì anh thích việc được bầu bạn hơn. Ban đầu chỉ có một mình, chính Shin-a là người kiên quyết ở bên cạnh và không bỏ rơi anh. Những lời này dường như có điều gì đó muốn nói. Bầu không khí trong chốc lát có chút nặng nề. Sau đó, người phục vụ vô tình làm bỏng Shin-a khi rót cà phê. Gojin ngay lập tức trở nên tức giận. Sự quan tâm trong tiềm thức và những động tác nhẹ nhàng của anh làm Su-yang cảm thấy rất khó chịu. Trong khi Shin-a đi vào nhà vệ sinh, Su-yang cố tình nhắc lại chuyện quá khứ. Thực ra năm đó cô và Gojin đã cùng nhau đến thăm nhà hàng này. Lý do tại sao Su-yang làm như vậy là để Gojin lấy lại trí nhớ càng sớm càng tốt. Nhưng Gojin vẫn không tỏ vẻ gì. Nhìn thái độ đối phương lạnh lùng, Su-yang thực sự hy vọng người vừa bị bỏng chính là cô. Cô hy vọng rằng Gojin sẽ quan tâm đến mình. Su-yang lại không cầm được nước mắt khi trở về nhà. Khi Gojin còn là người dọn dẹp để cảm ơn Su-yang, anh từng tặng cô chiếc váy xanh. Rồi hai người yêu nhau, cùng nhau mua sắm, cùng nhau đón sinh nhật ở bên cạnh nhau. Tiếc rằng giờ đây mọi việc và con người đã thay đổi. Sau khi trở về, Shin-a đang chuẩn bị tan làm, hộp đựng trang phục và phụ kiện vô tình rơi xuống đất. Lúc này cô mới nhận ra bên trong đã thiếu một đôi bông tai. Sau bữa tiệc lần trước, Shin-a trở về ngôi nhà nơi cô sống và thu dọn trang phục và phụ kiện rồi cho vào hộp trả lại cho Gojin. Nhưng Ốc Hy Nhân lúc Shin-a đi ra ngoài đã mở hộp ra xem đồ bên trong và lấy đi đôi bông tai đắt tiền. Gojin đang buồn bã vì Su-yang, giờ thì hay rồi, anh đổ hết lửa giận lên người Shin-a, không chỉ chế giễu cô lừa gạt mà còn bảo cô là một tên trộm. Shin-a không thể chịu đựng được, cô lao vào phòng, giật tóc Gojin và yêu cầu anh phải xin lỗi mình đàng hoàng. Hai người đánh nhau trên giường, dùng gối làm vũ khí, không hề thủ hạ lưu tình miếng nào. Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc bằng việc Gojin ngã xuống đất, nhưng Shin-a sẽ không chịu nhịn nhục nữa. Cô tuyên bố mình không còn là thư ký và con tin của Gojin, nợ thì cô sẽ trả dần. Ngay cả khi Gojin nóng lòng muốn gọi cảnh sát thì cũng không thành vấn đề. Dù sao thì cô cũng không muốn thế này nữa, chỉ muốn sống hạnh phúc. Nói xong, cô ngầu lòi bỏ đi, và Gojin vừa lau tiết canh ở mũi vừa nói những lời gay gắt. Sau khi bình tĩnh lại mới thấy phòng mình như một bãi chiến trường, tức đến phát điên mất. Sáng sớm hôm sau, Gojin phải quay cảnh quảng cáo, nhưng không ai phát hiện ra lúc này người đàn ông có vết sẹo ở cổ tay, đang giở trò với thiết bị ánh sáng. Shin-a đến công ty để nộp đơn xin nghỉ việc, tình cờ nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp nhờ cô mang tài liệu đến trường quay. Shin-a quyết định sẽ làm xong việc này rồi nói chuyện nghỉ việc sau. Khi Shin-a tới hiện trường thì Gojin đang quay phim. Cô nhìn thấy chiếc đèn phía sau Gojin đang rung chuyển. Cô lập tức lao tới và đẩy Gojin ra.
Shin A không quan tâm đến việc bản thân bị thương mà lại lo lắng hỏi Han Gojin. Gojin ngây ngốc tại chỗ, rõ ràng là Shin A bị thương nhưng anh lại cảm thấy đau lòng. Gojin áy náy nên đã đưa Shin A đến bệnh viện để điều trị vết thương và kiểm tra nhiều lần xem có để lại sẹo không. Đến trước cửa công ty, Gojin xuống xe trước rồi đưa tay ra đỡ Shin A. Anh thậm chí còn bảo Shin A nghỉ làm sớm. Lý do thực ra là bảo cô về xử lý hậu quả của trận ẩu đả tối qua, đó là căn phòng toàn lông vũ. Nghe vậy, mức độ tức giận của Shin A dần tăng lên. Lúc này, Gojin đã chủ động xin lỗi Shin A vì những lời nói xúc phạm tối qua, điều này làm cô hơi sốc. Trước đây, Gojin hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Gần đây, anh lại thường xuyên thể hiện sự yêu ái của mình với cô, cũng đã biết xin lỗi. Phải nói rằng, Gojin dạo này càng ngày càng kỳ quái. Buổi sáng, Shin A chở Gojin đến cổng công ty. Gojin ngồi ở hàng ghế sau mà cứ nhìn Shin A qua gương chiếu hậu mãi mà vẫn chưa thoát ra được. Thấy các nhân viên nam trò chuyện và cười đùa với Shin A, Gojin đột nhiên cảm thấy không vui. Anh đi thang máy với mọi người với vẻ mặt tức giận, cố tìm ra nhiều lý do để mắng họ một trận. Sáng sớm mà tâm trạng vui vẻ của nhân viên bỗng chốc tụt xuống đáy. Mặt khác, Suyang cũng có động thái mới. Cô đề nghị thiết kế bài giảng trực tuyến như một điều kiện để đến công ty Gojin tìm anh. Mục đích của cô khi làm việc này là để tăng sự hiện diện của mình trước mặt Gojin, hy vọng Gojin sẽ sớm nhớ ra. Suyang không muốn chịu đựng nỗi đau này nữa. Cô còn đe dọa Gojin phải ăn 10 bữa cùng mình, nếu không thì sẽ nói chuyện hai người là mối tình đầu của nhau ra. Và Shin A cũng đang gặp một số chuyện phiền phức. Cô đã bị một số người hâm mộ phấn khích chặn lại trên đường. Người hâm mộ không chấp nhận việc cô là vợ sắp cưới của Gojin, cũng ra lệnh cho cô tránh xa idol mình ra. Sau đó mấy cô sinh viên quá khích này đã ném quả bóng bột mì lên người Shin A. May mắn thay, thời điểm quan trọng thì Gojin lao ra từ bên cạnh và che chắn cho cô, dùng sức ảnh hưởng của mình để thuyết phục bọn trẻ rút lui. Sau khi sinh viên ra về, Gojin với bột mì khắp người đi bộ cùng với Shin A. Shin A trở về nhà, thắc mắc tại sao Gojin lại đột nhiên xuất hiện. Đang nghĩ thì Okhi đi làm về và cô nàng đang đeo đôi bông tai Shin A bị mất. Đôi bông tai bị mất giờ đã tìm thấy, nhưng Shin A không biết phải giải thích thế nào với Gojin. Lúc này Gojin gửi tin nhắn đến nói cô hôm nay không cần đến dọn dẹp nhà, mà cứ đi làm thẳng. Shin A đến công ty, Gojin vẫn chưa xuất hiện, gọi điện cũng không bắt máy. Sau khi nhìn thấy dấu lịch trên bàn thì Shin A mới nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của bà Gojin. Shin A vội vã đến nhà Gojin, chuẩn bị đồ để cúng, im lặng ngồi cạnh anh. Bà nội là người thân duy nhất của Gojin, trong ấn tượng của anh thì lúc nào bà cũng đang bóc hành. Sau khi bà nội đi bán cá ở chợ mỗi tối về thì sẽ ở trong một căn phòng nhỏ, chất hành tây cao lên như núi, sau đó thì bóc hành mỗi ngày cho đến tận đêm khuya. Mỗi khi bóc một củ hành tây thì bà sẽ khóc và biện minh rằng do hành làm cay mắt, và lý do Gojin ghét hành đến thế là vì nó làm anh nhớ đến bà nội. Nhưng may mắn thay là Gojin bây giờ nhìn thấy hành thì dường như đang nghĩ đến một người khác, đó là Shin A vẫn luôn âm thầm bên anh. Ngày hôm sau, Gojin trở lại công ty làm việc. Gần đây công ty có nhiều chuyện rắc rối. Segi tìm đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn bộ trợ giảng thuộc đội ngũ giảng viên nữ, gọi một cách hoa mỹ là thế, nhưng mục đích thực sự là để tìm ra kẻ nội gián. Sau đó, Eun Jong cố tình kích động cảm xúc của mọi người, nói rằng chỉ có nhóm của cô ta được coi là nghi phạm, mất mặt trước nhóm khác thật sự là đang sỉ nhục bọn họ. Các thành viên trong nhóm của Eun Jong bắt đầu biểu tình chống lại Gojin. Buổi giảng dạy sắp bắt đầu nhưng các trợ giảng vẫn không chịu làm việc. Gojin tìm đến ngay Segi và nói không đồng tình với cách xử lý sự việc của Segi. Segi không đồng ý, anh ta cho rằng sẽ sớm thôi, mấy người kia sẽ vì cơm áo gạo tiền mà ngoan ngoãn quay về vị trí của mình. Nếu không thì công ty có thể thuê người mới. Gojin đột nhiên cảm thấy Segi trước mặt thật xa lạ. Anh chàng vốn dĩ là người dễ gần, được nhân viên yêu mến, nhưng giờ lại thật vô tình. Gojin vẫn đang suy nghĩ về buổi dạy một giờ sau. Segi khuyên anh nên hủy bỏ. Nếu không có sự giúp đỡ của trợ giảng thì buổi dạy không diễn ra được. Là con người thì phải giữ lời. Gojin dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không hủy bỏ thỏa thuận với sinh viên. Buổi dạy vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch, chỉ có một mình Shin A giúp anh. Shin A đã làm thư ký của Gojin được hơn một năm nên đầu việc nào cô cũng làm qua. Cô vừa chiếu PowerPoint vừa quay phim, ngay cả khi Gojin ho nhẹ cô cũng kịp thời đưa nước cho anh. May mắn là nhờ có sự giúp đỡ của Shin A, buổi dạy kết thúc thành công. Buổi tối, Segi hẹn Yang Tae gặp mặt. Vốn dĩ anh ta vẫn tin là Gojin bị mất trí nhớ sau tai nạn xe, nhưng Yang Tae đã nói ra việc Gojin cố tình sắp xếp 15 câu đề bài sai trong việc biên soạn sách. Sau khi nghe thấy vậy, Segi trở nên nghi ngờ. Cùng lúc đó, Gojin đang định mời Shin A đi ăn tối thì nhận được tin nhắn từ Suyang. Không có sự lựa chọn nào khác nên anh đành giữ lời hứa và quyết định đích thân nói rõ với Suyang rằng bản thân không hề muốn làm như thế này. Gojin cũng đặc biệt chọn một nhà hàng rất bình thường, nhưng Suyang chẳng quan tâm chút nào. Cô vẫn nhớ những cảm xúc ngày ấy, nhưng đáng tiếc Gojin không có ý định phối hợp cùng. Mặc dù Suyang đã giải thích việc chia tay ngày đó là do có nỗi khổ riêng, nhưng Gojin đã nói rằng về sau anh không muốn ăn một mình với Suyang nữa.
không cần phải tôn trọng sự ưu ái đơn phương của Su Yang. Go Jin vừa về đến nhà sau khi rời nhà hàng thì Se-gi đến, lấy cớ là đã lâu hai người không ngồi với nhau nên mới đến. Mới uống được một lát, Se-gi không thể kìm lòng mà muốn thăm dò Go Jin. Sau đó anh ta lấy ra miếng đào, đây là thứ sẽ làm Go Jin bị dị ứng. Se-gi đưa tới miệng Go Jin, Go Jin do dự một lát rồi vẫn nhét thẳng vào miệng, xóa tan hoàn toàn nghi ngờ của Se-gi. Nhưng chỉ một lát sau, Go Jin đã ngất đi vì bị dị ứng. Se-gi gọi điện cho bác sĩ riêng và Shin A cũng đến ngay sau đó. Còn Se-gi vẫn đang giả vờ tự trách mình rồi kiếm cớ rời đi trước. Lần thăm dò này làm Se-gi khẳng định Go Jin vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Sau khi Go Jin tỉnh lại, nhìn thấy Shin A bên cạnh mình thì trong lòng có chút ấm áp. Anh định đưa tay chạm vào đầu Shin A thì quá khứ chợt hiện về trong tâm trí. Go Jin đã trải qua nửa đầu cuộc đời mình với sự chia ly, mẹ và bà lần lượt ra đi, Su Yang bỏ rơi anh, ngay cả người em tốt nhất cũng phản bội anh. Có lẽ là sợ bị tổn thương lần nữa nên Go Jin thu tay lại và Se-gi lại bắt đầu hành động. Đầu tiên anh ta ngồi đợi trước cửa công ty Su Yang, sau khi xe của cô di chuyển thì anh ta cố tình lái theo để đâm vào. Se-gi đã mời Su Yang đi ăn tối để xin lỗi, hai người trò chuyện vui vẻ bên bàn ăn. Se-gi giả vờ thản nhiên nhắc đến việc mình nghi ngờ danh tính vợ sắp cưới của Shin A. Thấy thế, Su Yang đã cắn câu ngay lập tức. Mặt khác, Go Jin cuối cùng cũng lấy hết can đảm để mời Shin A đi ăn tối. Lần này khác với cách đối xử với Su Yang, lần này anh đặc biệt đặt cả nhà hàng, còn hỏi Shin A nơi này có hợp với cô không. Ăn xong, Go Jin lấy ra bản hợp đồng mà hai người đã ký trước đó và bảo Shin A xé đi. Shin A ngoan ngoãn vâng lời. Go Jin lúc này mới tuyên bố từ giờ phút này, hợp đồng của họ đã chấm dứt. Lần này đến lượt Shin A bối rối, bất ngờ được thông báo rằng mình đã trả hết nợ, thậm chí còn bị Go Jin sa thải và mất việc không lý do. Shin A tuyệt vọng bước trên đường về nhà. Nhưng điều kỳ lạ là hợp đồng rõ ràng đã kết thúc, không cần phải trả nợ nữa, nhưng trái tim Shin A lại trống rỗng, không thấy vui chút nào. Khi nghĩ đến những lời lạnh lùng của Go Jin, Shin A hoàn toàn thất vọng, cảm thấy như mình vừa bị bỏ rơi. Ngày đầu tiên sau khi rời xa Shin A, Go Jin lại trở lại trạng thái ban đầu, lạnh lùng và khó gần. Anh vẫn sẽ gọi Shin A làm việc cho mình theo thói quen, nhưng rồi nhận ra cô đã nghỉ việc. Khi đang ăn những mẩu thức ăn thừa ở nhà vào buổi tối, thì Go Jin nhớ lại những bữa ăn thịnh soạn mà anh từng được thưởng thức. Kể cả khi ngủ, tâm trí anh tràn ngập hình bóng của Shin A, còn tưởng tượng cô đang nằm cạnh. Go Jin ngày nào cũng nhớ Shin A. Nhìn bức ảnh Shin A Photoshop, hai người nhìn nhau mà anh vô thức bật cười. Trên bàn còn để cả củ khoai tây ngày trước, mọi thứ đều đang làm Go Jin nhớ mong về Shin A nhiều thêm. Go Jin thực sự không thể chịu đựng được, đến căn phòng nơi Shin A từng ở đây. Không ngờ là ở dưới góc giường có cuốn sổ nhật ký mà cô đánh rơi. Go Jin xem qua nhật ký, nội dung lúc đầu khá bình thường. Nhưng càng đọc thì Go Jin càng cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ là do đã xem nội dung về căn bệnh nan y của Shin A. Sau đó anh vội vã đến nhà Shin A để tìm cô, nhưng không thấy người đâu. Anh phải nhờ đến định vị của Junpo mới biết bây giờ cô đang ở công ty. Shin A cố tình chọn cách thu dọn đồ đạc sau khi mọi người tan làm. Cô muốn nhìn nơi đã làm việc suốt một năm qua lần cuối. Khi quay lại thì tình cờ gặp Go Jin đang đến. Bởi vì bị sa thải không có lý do rõ ràng nên Shin A muốn trực tiếp rời đi. Nhưng không ngờ Go Jin lại cản đường cô. Miệng thì nói cô ly Shin A, chúng ta hẹn hò đi. Shin A nhìn Go Jin với vẻ hoài nghi, tưởng anh lại đùa. Vô tình làm tổn thương người khác thật là một người đàn ông tệ. Nhưng sau đó Go Jin lại nghiêm túc đề nghị hẹn hò. Chỉ khi đó Shin A mới nhận ra anh không hề nói đùa. Cho đến sáng hôm sau, Shin A vẫn còn hơi bối rối. Nghe Ok Hee nói hình như nhìn thấy Go Jin dưới cửa nhà thì Shin A giả vờ đi ra ngoài đi dạo nhưng lại không thấy bóng dáng ai. Ngay khi Shin A chuẩn bị quay về thì nghe thấy giọng Go Jin vang lên từ phía sau. Go Jin nói rằng việc sa thải Shin A bị hủy bỏ, anh đến đón Shin A cùng đi làm. Không chỉ có vậy, Go Jin cũng xin lỗi vì hành động tùy tiện trong quá khứ làm tổn thương cô. Đối mặt với lời thú nhận của Go Jin, lại còn thấy anh cười dịu dàng, Shin A suýt ngã. Sau khi phản ứng lại thì cô lập tức từ chối, quay người đi vào nhà. Sau đó, Go Jin nhìn bàn thư ký trống mà suy nghĩ thật kỹ. Làm sao có thể khiến Shin A thay đổi ý định đây? Cùng lúc đó, Se-gi cũng không rảnh rỗi. Anh ta khuấy động cảm xúc của nhân viên, phối hợp với Eun-jong để làm nổi bật sự vô tình của Go Jin. Quả nhiên, các nhân viên ngay lập tức tỏ ra tức giận và dọa sẽ nộp đơn khiếu nại lên cục lao động. Và đây chính là điều mà Se-gi mong muốn. Nhưng điều mọi người không ngờ tới đó là Go Jin tu tâm dưỡng tính, gần đây rất biết cách xin lỗi người khác. Anh sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của nhân viên. Anh còn nói chỉ muốn họ giúp anh một việc, không chỉ xin lỗi một cách chân thành, mà cũng không truy cứu vụ nội gián kia nữa. Lúc này Shin A đang bồn chồn ở nhà, tâm trí tràn ngập việc Go Jin đề nghị hẹn hò. Thế là cô bật TV để chuyển hướng sự chú ý của mình, nhưng mở lên thì hình bóng của Go Jin xuất hiện khắp màn hình. Ngay khi Shin A đang nghĩ về Go Jin thì bị gọi ra ngoài bằng một cuộc điện thoại. Trong quán cà phê, đồng nghiệp nam nắm tay Shin A và cầu xin, chỉ cần cô quay lại làm việc thì Go Jin sẽ không sa thải nhân viên. Shin A tốt bụng, không thể chịu đựng được việc mọi người mất việc vì mình nên cuối cùng đã nhượng bộ. Bằng cách này, Go Jin đã thực hiện được lời hứa của mình. Se-gi hơi bất ngờ khi biết Go Jin đã xin lỗi. Anh ta đã hy vọng rằng vấn đề này sẽ càng ồn ào càng tốt. Kết quả là kế hoạch đã thất bại.
Mặt khác, Suyang nghi ngờ Shin A đã lừa dối Gojin để làm vợ chưa cưới của anh lúc anh bị mất trí nhớ. Suyang hỏi cấp dưới của mình thông tin cá nhân của Shin A để điều tra thêm. Bắt đầu làm việc lại, Shin A bị phân tâm bởi lời tỏ tình của Gojin. Khi đang ở ngoài đường thì cô suýt bị xe máy đâm, nhưng may là Gojin đã xuất hiện kịp thời cứu được người đẹp. Và anh đã nói một cách nghiêm túc rằng nếu đi bộ mà mất tập trung thì để thời gian đó nhớ anh còn hơn. Nói xong, Gojin chủ động nhận lấy thức ăn từ tay Shin A, đến thẳng công ty. Xa xa có một cô gái đang trốn cạnh cột điện nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người. Khi đến công ty, Gojin tuyên bố một cách bá đạo rằng về sau nhân viên trong công ty sẽ tự mua đồ ăn sáng, ngồi lâu không tốt cho sức khỏe. Điều quan trọng nhất là việc mua đồ ăn sẽ làm người con gái của anh mệt. Anh không muốn Shin A ăn bữa ăn thiếu dinh dưỡng tại nơi làm việc. Anh búng tay một cái là một hàng người phục vụ mang đến những món ăn sang trọng lấp đầy cả bàn. Khi thấy Shin A đang bê chồng tài liệu nặng thì Gojin lập tức bước tới giúp, không muốn cô phải mệt. Chứng kiến hành vi bất thường của Gojin, các nhân viên suy đoán Shin A đang mang thai. Mọi người đều mang theo thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho bà bầu tặng cho cô để nịnh bợ. Giờ thì hay rồi, Shin A càng xấu hổ hơn. Khi biết chuyện này, Gojin càng thấy phấn khích. Anh bình tĩnh nói rằng nếu đã như vậy thì họ hẹn hò luôn đi. Shin A không nói nên lời trước phản ứng của Gojin. Vào buổi tối, Gojin nhất quyết đưa Shin A về nhà. Shin A không hiểu tại sao anh lại kiên trì đến vậy. Sau khi vào nhà, Shin A nhìn thấy em trai và Ok Hee đang đút cho nhau một cách thân mật. Thậm chí cô còn không quan tâm, cứ thế bước vào phòng. Sau khi phản ứng lại, Shin A quay lại nói với hai người họ. Sau khi biết Suho đã bỏ học, Shin A tức giận đến mức đánh em không thương tiếc. Suho vội vàng bỏ chạy, nhưng ngay khi vừa bước xuống lầu thì Gojin đã ép cậu vào tường và tra hỏi vì nghĩ cậu là kẻ theo dõi. Sau khi biết đây là Suho thì Gojin mới thả cậu ra, rồi hai người cùng đi lên lầu. Thấy em trai quay lại, Shin A múc nước trên bàn đổ lên người cậu. Suho nhanh nhẹn cúi xuống để tránh, nhưng Gojin ở phía sau lại không may mắn như vậy. Cũng may là Gojin không để bụng, bảo cô có gì thì từ từ nói. Cảm thấy tội lỗi, Shin A giúp Gojin lau nước trên mặt, vừa xin lỗi vừa hỏi anh có ổn không. Thấy Shin A đang tiếp xúc gần với mình như vậy nên Gojin đáp, em đứng sát tôi như thế thì sao tôi ổn được đây. Shin A vội vàng né tránh, tối nay đã đủ loạn rồi mà nào ngờ bố Shin A lại đột nhiên xuất hiện. Thấy hai người trong phòng, ông nhầm tưởng họ đang sống cùng nhau. Gojin và Shin A nhanh chóng giải thích rằng đây là một sự hiểu lầm. Nhưng ông Yonggu dường như không quan tâm, còn bảo con gái nắm bắt thời cơ. Sớm sinh cháu ngoại cho ông bế, ông cũng thúc giục con gái hãy nắm bắt thời gian và sinh con càng sớm càng tốt. Gojin ở lại qua đêm, bốn người đàn ông nằm ngủ ở phòng khách. Và Shin A cảm thấy áy náy nên đã gửi tin nhắn xin lỗi Gojin. Nhưng Gojin không những không để bụng mà còn thấy như đang ở nhà. Hai người nhắn hết chuyện này đến chuyện kia, mãi đến nửa đêm mới đi ngủ. Ngày hôm sau, Gojin vừa thức dậy thì ông Yonggu đã gọi anh ra ngoài ăn sáng. Ông Yonggu có ấn tượng tốt về anh. Và Gojin cũng hứa sẽ bảo vệ Shin A hết mực, sẽ không bao giờ bỏ cô. Nghe xong thì ông chúc hai người sống với nhau đến răng long đầu bạc. Gojin vẫn lầm tưởng rằng Shin A sắp lìa trần nên chỉ gật đầu cứng ngắc. Sau khi tỉnh dậy, Shin A không thấy hai người đâu cả. Thế là cô đi ra ngoài và nhìn xung quanh, sau đó thì thấy hai người đàn ông đang đi bộ vừa nói vừa cười. Shin A chợt thấy vui lây. Nhưng sau đó Suyang phát hiện ra Shin A là thư ký duy nhất đã làm việc cho Gojin được hơn một năm. Cô thẳng thắn nói rằng mình ghét nhất kiểu thiếu nỗ lực này, chỉ biết mượn sự giúp đỡ từ người khác. Cô ta hoàn toàn coi Shin A như một cái gai trong mắt mình. Đang nói thì Segi gọi điện mời cô đi ăn vì muốn xin lỗi về sự cố lần trước. Nhưng Suyang lúc này chỉ muốn uống rượu. Hai người ngồi ở quán bar uống rượu. Segi đã cố tình đề cập việc Gojin thường nhắc đến Suyang mỗi khi say. Có vẻ như nhớ Suyang rất nhiều. Nhưng bây giờ Gojin đã mất trí nhớ. Định mệnh giữa hai người lại bị đứt ngang. Suyang tin đó là sự thật nên bắt đầu để ý đến sự tồn tại của Shin A. Segi nhân cơ hội đề xuất giải pháp, đó là thuê Shin A về làm giảng viên ở công ty Suyang. Dù sao khi xa mặt thì kiểu gì cũng cách lòng. Đêm đó, Gojin tìm kiếm nhiều thông tin khác nhau về bệnh ung thư, cố gắng tìm cách cứu Shin A. Cầm cuốn sổ nhật ký lên, Gojin lại nhớ lại quá khứ. Bà nội bỏ anh vì không có tiền chữa bệnh. Bây giờ thì Shin A là người quan trọng thứ hai anh gặp trong đời. Vì thế dù thế nào đi nữa cũng không thể bỏ mặc cô được. Lúc này, Shin A không chắc chắn với cảm xúc nên nhờ Ok Hee cho lời khuyên. Ok Hee nói rằng nếu không chắc chắn thì chỉ cần nhìn vào mắt đối phương. Nếu đó là tình yêu đích thực thì sẽ nghe thấy một âm thanh đinh. Shin A ghi nhớ những lời này trong lòng. Sau khi Shin nghỉ việc, Shin A thấy tin công ty lại bắt đầu tuyển dụng giảng viên. Shin A vô cùng thích thú mở máy tính để đăng ký. Kết quả là phát hiện ra rằng mình không đủ điều kiện để nộp đơn. Hỏi đồng nghiệp thì mới biết chính Gojin đã cố tình loại cô ra khỏi danh sách phỏng vấn. Thế là Shin A xông vào và yêu cầu một lời giải thích. Câu trả lời nhận được chỉ có 6 tiếng, em không hợp làm giảng viên. Sau khi trở về chỗ ngồi, Shin A vẫn còn bất công. Lúc này, Suyang gọi điện mời cô đi ăn trưa. Sau bữa ăn, hai người ngồi trong văn phòng trò chuyện. Đầu tiên, Suyang ngập ngừng hỏi về chuyện đính hôn. Sau đó, cô ta bảo Shin A rằng muốn thuê cô về làm giảng viên. Shin A ngạc nhiên và có chút khó hiểu, không biết làm gì.
Bên kia, Yang Tae đã đi trước một bước mua lại trường cao đẳng mà Gojin quan tâm. Sau đó, ông ta vẫn cố tình thể hiện hơn thua trước mặt Gojin. Gojin không muốn nói nhiều, định quay người rời đi. Yang Tae thấy anh hành động khác thường nên kinh ngạc đuổi theo, nghĩ Gojin đã mất trí. Anh thậm chí còn không chửi lại Yang Tae câu nào. Gojin buột miệng nói, năm đó Yang Tae thấy anh có tài nên mới nói dối với bên ngoài rằng anh tốt nghiệp đại học Oxford. Ông ta đã dùng nó như một mạng lưới quảng cáo để xây dựng Gojin thành một giảng viên hạng nhất, kiếm về thật nhiều tiền. Nhưng Yang Tae đã bỏ rơi Gojin sau khi trình độ học vấn giả mạo của anh bị vạch trần, và để Gojin chịu đựng tất cả một mình. Trong công ty, Shin A đang đứng trên thang lao bảng, nhưng không may bị trượt chân ngã xuống. Đúng lúc nguy cấp thì Gojin quay về công ty kịp thời để đỡ lấy cô, và giải thích lý do tại sao cô không được phép làm giảng viên. Nếu Shin A thực hiện được ước mơ của mình, thì cô sẽ không còn ở bên anh nữa. Không có Shin A ở bên, Gojin sẽ cảm thấy khó chịu, và anh mong Shin A sẽ luôn ở bên cạnh mình. Gojin nhân lúc này tỏ tình và nói anh thích em. Sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, Gojin chủ động hôn lên môi nàng. Khoảnh khắc này, Shin A cuối cùng cũng hiểu được lòng mình và đáp lại nụ hôn cháy bỏng của chàng. Gojin hỏi hôm nay là ngày đầu tiên họ yêu nhau phải không? Shin A ngượng ngùng nói rằng sẽ bắt đầu từ ngày mai. Nói xong thì cô quay người bỏ chạy. Buổi tối, hai người nắm tay cùng nhau về nhà. Đến tận cửa, họ cũng không nỡ buông tay ra. Đột nhiên, Suho và Okhee đi mua đồ ăn đêm quay về. Suho thuyết phục Gojin cùng ăn lòng bò. Gojin sau đó đã tận dụng cơ hội này để ở lại. Anh đến phòng Shin A. Anh thấy khắp phòng đều là những nỗ lực để trở thành giảng viên của cô. Rồi anh rơi vào trầm tư. Đối với sinh viên thì giảng viên là người chỉ đường cho họ có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi. Vì vậy, sinh viên sẽ luôn tìm kiếm một giảng viên tốt hơn nữa. Vì ích kỷ nên Gojin không muốn Shin A bị học trò bỏ rơi mà cảm thấy buồn. Nhưng không ngờ Gojin nói một hồi thuyết phục, thế mà cuối cùng Shin A lại thẳng thừng tuyên bố muốn trở thành người như anh. Cho dù có vì nguyên nhân gì thì cô cũng sẽ dốc hết tâm can để truyền đạt cho sinh viên. Sáng sớm hôm sau, Gojin đã đợi sẵn ở tầng dưới để đón Shin A đi làm. Sếp đang trong trạng thái yêu đương đúng là khác bọt hẳn. Anh không chỉ chu đáo giúp Shin A mở đóng cửa xe mà còn ân cần đeo túi giúp cô như một người bạn trai tiêu chuẩn. Các đồng nghiệp nữ trong công ty sau khi nhìn thấy đều vô cùng ghen tị. Không ngờ Gojin lại có mặt dịu dàng và ân cần như vậy. Cùng lúc đó, Segi đang xem thông tin về cổ đông của công ty. Sau đó có một cuộc điện thoại đến, anh ta lưỡng lự một lúc rồi trả lời cuộc gọi. Đối phương là nhân viên viện dưỡng lão. Segi trả lời rằng mình sẽ đến đó một chuyến trong thời gian sớm nhất. Gojin bên kia vẫn đang tập trung vào tình yêu. Anh bảo Shin A tan làm sớm, để hai người dành riêng cho nhau. Gojin đích thân nấu bữa tối cho Shin A. Nhưng vì là lần đầu tiên nấu ăn nên cũng chưa được tốt lắm. Anh chỉ chăm chú vào việc tạo nét nên cuối cùng đồ ăn được bày ra bàn trông thật kinh khủng. Tất cả đều cháy rụi. Shin A nhìn đồ ăn đen xì mà phá lên cười. Để bớt ngượng ngùng, Gojin chữa cháy nói mình giỏi nấu đồ Hàn hơn. Món Tây không phải là điểm mạnh của anh. Nhưng sau đó thì hai người ăn bibimbap trứng với nước tương. Ăn xong, khi đang lau bàn, Shin A nhìn thấy bùa xui xẻo trong phòng khách nên lập tức gỡ nó xuống. Nói dối rằng mấy thứ bùa may mắn này đều có hạn sử dụng, không thể treo trong phòng khách trong thời gian dài. Shin A ném bùa sang một bên và nói muốn rửa bát, nhưng Gojin từ chối, bảo rằng không muốn Shin A làm việc quá sức. Nghe thấy câu này, Shin A cảm thấy hơi lạ, nhưng cô cũng không để tâm lắm, quay sang hất nước lên mặt Gojin. Cả hai đuổi nhau trong phòng khách chơi chán thì quay ra ôm nhau nghỉ ngơi. Gojin nói đầy ẩn ý, đừng lo lắng gì cả, anh sẽ không buông tay đâu. Ngày hôm sau, Gojin gặp một số giảng viên của công ty và bảo họ hãy chỉ bảo Shin A với tư cách là tiền bối. Các giảng viên đều ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Gojin nhờ vả người khác, và đương nhiên là họ đồng loạt gật đầu. Mấy tiếng sau, Shin A nhận thấy các giảng viên đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ, cứ thỉnh thoảng lại nói với cô chuyện bản thân đã từng bước trở thành giảng viên như thế nào, những phẩm chất cần thiết để trở thành một giảng viên ra sao, vân vân và mây mây. Shin A cứ cảm thấy khó hiểu nhưng không nghĩ được gì. Hoàn thành công việc thì Shin A định nghỉ ngơi. Khi cô vuốt tóc thì Gojin nhầm tưởng cô bị đau đầu, thậm chí còn yêu cầu Shin A đến bệnh viện kiểm tra với vẻ mặt lo lắng. Bây giờ em có thể nói thật cho anh biết rồi chứ? Những lời này khiến Shin A hoang mang. Đêm đó, Gojin quyết định bàn giao công ty cho các nhà quản lý chuyên nghiệp rồi nghỉ hưu, dành thời gian ở cạnh Shin A. Kể cả khi đã biết Segi có âm mưu, thì Gojin cũng không muốn tốn nhiều thời gian cho việc này. Đối với anh thì bây giờ không có gì có thể quan trọng hơn người phụ nữ anh yêu. Khi hai người đang trong thời kỳ mặn nồng thì Suyang đến phá. Cô ta hẹn gặp Shin A vào cuối tuần. Suyang hỏi Shin A đã cân nhắc đến chuyện làm giảng viên ở công ty mình đến đâu rồi. Thấy Shin A nói mình sẽ phải học một thời gian thì Suyang không bình tĩnh nổi nữa. Cô ta lập tức nói nếu Shin A làm giảng viên dưới trướng Gojin thì chắc chắn hai người sẽ bị bàn ra tán vào, vì thế ra đi là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Nghe vậy, Shin A cảm thấy hơi bối rối, nhưng cô vẫn muốn suy nghĩ kỹ càng. Cảnh hai người tạm biệt nhau tình cờ được Gojin nhìn thấy, anh giận dữ cảnh cáo Suyang đừng có làm phiền cuộc sống người khác. Không ngờ Suyang lại hỏi anh tại sao không nghi ngờ thân phận vợ sắp cưới của Shin A. Gojin trả lời dứt khoát rằng chả sao cả, bởi vì anh hoàn toàn chắc chắn với tình cảm anh dành cho Shin A. Lúc này, Shin A đang đờ đẫn bước đi trên đường, những gì
Suyang vừa nói vang vọng trong tâm trí cô. Đột nhiên Suho gọi đến và nói trong nhà đã xảy ra chuyện lớn, thế là Shin A tức tốc chạy về. Hóa ra là Gojin đã mua rất nhiều đồ nội thất và thiết bị thông minh đến, lại còn mời cả công ty dọn vệ sinh đến để dọn dẹp nhà cho họ. Họ còn thay một tấm nệm lớn hơn và thoải mái hơn cho Shin A. Nhìn ngôi nhà mới tanh, mấy người họ lần đầu tiên cảm thấy không khí trong lành đến vậy. Để chuyển đến đây sống cùng Shin A, Gojin cũng cố tình vạch trần mối quan hệ tình cảm giữa Suho và Ok Hee. Như vậy thì vừa khéo hai đôi ở hai phòng. Một loạt những chuyện này làm Shin A choáng váng. Cô không hiểu tại sao Gojin lại đột nhiên nổi loạn như vậy. Gojin trả lời rằng anh lo lắng cho Shin A, làm tất cả cũng vì lo bệnh tình của cô. Shin A nghe xong lại càng hoang mang. Sau khi Gojin lấy cuốn sổ nhật ký của cô ra thì cô mới phản ứng lại được. Toang toang hẳn, giờ thì hiểu lầm to rồi. Shin A cố gắng giải thích rõ ràng, nhưng Gojin hoàn toàn không nghe vào tai, chỉ nghĩ cô đang cố giấu. Anh cũng ôm lấy Shin A để ngăn cô tiếp tục nói. Những thời gian sau này, Shin A luôn đi theo và bảo với Gojin rằng mình không bị bệnh, nhưng Gojin vẫn không chịu tin điều đó. Không chỉ có vậy, Gojin còn mua rất nhiều thuốc bổ não. Shin A hết cách nên đành đưa anh đến bệnh viện để chứng minh rằng mình không bị bệnh. Sau khi biết bệnh ung thư của Shin A bị bác sĩ chẩn đoán nhầm, thì Gojin bắt đầu phàn nàn sao cô không nói với anh sớm hơn. Mặc dù cô liên tục nhắc đi nhắc lại rằng cô không bị bệnh, nhưng lại không nói là do chẩn đoán nhầm. Gojin tức giận lao ra khỏi cửa. Shin A bị bỏ lại một mình trong văn phòng có đôi mắt đỏ hoe. Cô nghĩ người đàn ông này đối với tốt với mình trong thời gian qua như vậy là vì tình yêu, nhưng giờ đây dường như đó chỉ là sự đồng cảm. Shin A đứng buồn một mình, anh không biết khoảng thời gian này nó đau đớn đến thế nào. Anh sợ Shin A bị ung thư là do mình trước giờ gây áp lực, vì vậy anh còn dự định giải thể công ty và bỏ hết những thứ khác, nguyện chạy khắp nơi để tìm cách cứu Shin A. Anh sợ cô sẽ giống như bà nội và bố mẹ, rời bỏ anh để sang thế giới khác. Đó là lý do tại sao anh tức giận với Shin A. Thấy Gojin bất an như vậy, Shin A chủ động hôn anh, đôi tình nhân ôm nhau thật chặt. Cùng lúc đó, Segi mang giỏ hoa quả vào viện dưỡng lão. Hóa ra bố anh ta mắc bệnh Alzheimer và đang ở bệnh viện này. Ông lão hoàn toàn không nhận ra Segi, vừa ôm búp bê vải vừa nói chuyện với nó. Ông liên tục gọi tên con gái mình là Sehi. Có lẽ Sehi là chị gái hoặc em gái của Segi. Segi vô cùng đau lòng nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục thực hiện kế hoạch. Ngày hôm sau Gojin thức dậy thì nhìn vào bức ảnh đen trắng của Shin A ở trên tường. Anh không còn thấy đáng sợ nữa. Dù nhìn thế nào thì anh vẫn thấy Shin A xinh đẹp. Ngay sau đó, Gojin tự tát mình để biết đây không phải mơ, rằng Shin A của anh không bị bệnh. Thế là anh bật dậy, diện đồ để đi hẹn hò với Shin A. Hai người còn vô tình mặc đồ giống nhau. Họ cùng nhau đi mua sắm, ăn đồ ngọt và chụp ảnh chung. Chơi đến khuya rồi mà vẫn không nỡ rời xa. Vừa bước tới cửa thì Shin A thấy Suho và Ok Hee chạy đến chỗ mình với nét mặt buồn bã. Hóa ra Ok Hee cũng vô tình mở được cuốn nhật ký, tưởng Shin A mắc bệnh nan y. Shin A giải thích lại lần nữa mới đuổi được hai khứa này về. Những ngày sau, giảng viên ở công ty Gojin chuyển đến làm việc ở công ty Suyang. Công ty sẽ tạm thời gặp khó khăn. Suyang gan cũng to, cướp người của Gojin mà giờ lại còn ngang nhiên đến khiêu khích anh. Thậm chí còn nói, mình cũng từng thuyết phục Shin A nhưng cô đã thẳng thừng từ chối. Shin A muốn đảm nhận vị trí giảng viên bằng chính khả năng của mình, chứ không muốn đi cửa sau. Thấy mình thất bại, Suyang chế giễu Shin A rằng với năng lực của cô thì không thể làm giảng viên được. Gojin sau đó đã hỏi Shin A về thực hư chuyện này. Shin A rất kiên định nói sẽ trở thành giảng viên bằng chính khả năng của mình. Cùng lúc đó, Segi lợi dụng chức vụ của mình và lại bắt đầu gây rắc rối. Anh ta gọi giảng viên kim đứng top 1 của công ty đến để nói việc quay quảng cáo bị hủy là do lỗi của Gojin và bịa đặt rằng tất cả đều là do Gojin sắp xếp. Thầy Kim tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lập tức quyết định sẽ cho Gojin biết thế nào là lễ hội. Ngay sau đó, Segi đã lấy sổ kế toán đến cho cổ đông lớn xem và nói Gojin trốn thuế. Segi đề nghị rằng muốn có được sự ủng hộ từ các cổ đông khác. Bên cạnh đó, Segi phát hiện ra Yang Tae đã dùng tên con gái mình để mua 3% cổ phần của công ty Gojin, nên anh ta muốn dùng việc này để ép Yang Tae hợp tác cùng nhau hạ bệ Gojin. Segi muốn Yang Tae thúc đẩy cuộc họp cổ đông về việc bãi nhiệm Gojin trong vài ngày tới. Gojin lúc này vẫn chưa hề hay biết, đang vui vẻ đưa Shin A về nhà. Dù họ là người yêu, nhưng Shin A luôn gọi Gojin là giám đốc. Gojin cảm thấy cách xưng hô này quá xa lạ, nên anh mong được Shin A gọi là oppa hay anh yêu gì đó. Shin A cảm thấy xến xúa nhưng trước khi vào nhà thì cô đã hôn lên má Gojin. Sau đó, Suyang say rượu đã gọi điện cho Gojin để hẹn gặp. Cô ta chỉ thẳng mặt bảo Gojin đang giả vờ mất trí nhớ, quay cô ta như trong chóng. Hóa ra là sáng nay, Yang Tae muốn chiêu mộ Suyang để cùng nhau đối phó Gojin. Trong cuộc trò chuyện, ông ta nói rằng lần trước Gojin đã khơi lại mối hận thù giữa hai người cách đây 14 năm. Yang Tae suy nghĩ đơn giản, còn tưởng Gojin ghi chuyện này vào sổ nên mới nhớ được. Nhưng Suyang lại đoán Gojin không mất trí nhớ. Gojin cũng thú nhận rằng mình đã lừa Suyang. Nghe vậy,
Suyang bước tới ôm lấy anh, mừng vì Gojin không mất trí nhớ. Gojin vội vàng đẩy Suyang ra, nhìn người đàn ông trước mặt thật thờ ơ. Suyang muốn nói ra sự thật về cuộc chia tay năm đó, nhưng cuối cùng lại bị cho nín họng, bởi vì Gojin nói rằng tất cả đã ở quá khứ, mối quan hệ giữa hai người họ đã hoàn toàn kết thúc, không nên dây dưa thêm. Ngoài trời đang đổ mưa, Suyang rưng rưng nước mắt, không thể chấp nhận sự thật này. Trên đường về, Gojin trông có vẻ buồn, cho đến khi Shin A gọi thì anh mới bất giác nở nụ cười. Lúc này, Gojin đột nhiên nhớ Shin A rất nhiều nên đã hẹn gặp nàng, để Gojin luôn có thể nhìn thấy mình. Shin A đã lấy điện thoại anh và chụp một bức selfie, chỉ cần nhớ là có thể mở ra ngắm bất cứ lúc nào. Nhìn Shin A đáng yêu trước mặt, Gojin cảm ơn từ tận đáy lòng vì cô đã đến bên anh. Cùng lúc đó, Suyang vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Cô ta nghĩ lý do Gojin lại vô tâm như vậy là vì còn giận lần chia tay tàn nhẫn ngày xưa. Ngày hôm sau, Shin A dậy sớm để chuẩn bị hộp cơm trưa tình yêu, mang đến công ty cho Gojin thưởng thức. Khi Gojin nhìn ba hộp cơm trưa trước mặt thì anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, thậm chí anh còn nhất quyết đòi Shin A đút cho mình ăn. Shin A mỉm cười trìu mến, đành phải chiều anh yêu, hai người cứ thế đút cho nhau ăn. Khi cả hai đang chuẩn bị trao nhau nụ hôn cháy bỏng thì đồng nghiệp đột nhiên xông vào. Đến tối, Suyang vẫn không bỏ cuộc gọi điện rủ Shin A đi uống rượu. Cô ta trực tiếp lật bài, nói rằng mối tình đầu mà bản thân chờ đợi suốt 12 năm chính là Gojin, thậm chí còn nói rằng Gojin vẫn yêu mình và cầu xin Shin A hãy kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Nghe đến đây, Shin A đột nhiên rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Sau khi về nhà thì cô bị mất ngủ cả đêm, cứ như vậy cho đến sáng. Shin A chật vật tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra, như thể đã đưa ra quyết định. Gojin đến đón Shin A đi làm nhưng lại không thấy nàng đâu. Cũng may là hôm qua Suho thấy chị gái đi uống cùng một người phụ nữ xinh đẹp nên kể lại cho Gojin. Cùng lúc đó, Shin A tìm gặp Suyang. Cô thừa nhận mình phải suy nghĩ cả đêm mới nhận ra bản thân thích Gojin đến mức nào, vì thế nên cô sẽ không chọn bỏ cuộc. Nhưng Suyang vẫn không chịu, muốn dùng vật chất để đổi lại Gojin. Cô ta không hề hiểu có những thứ tiền bạc và địa vị không thể đánh đổi được. Shin A không muốn nói thêm gì nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Suyang trở lại công ty thì thấy vị khách Gojin không mời mà đến. Qua lời kể của Suho thì anh đoán được người đang muốn gây chuyện là Suyang, vậy nên anh mới chạy đến đây. Gojin lại một lần nữa khẳng định mình không còn hận Suyang. Giờ đây trái tim anh đã hoàn toàn bị Shin A chiếm giữ. Nghe những lời này, Suyang cảm thấy rất đau đớn. Nhưng Gojin không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Anh lo lắng Shin A sẽ bị ảnh hưởng bởi việc này, nên đã chủ động rủ cô trốn làm đi chơi cho khuây khỏa. Đang đi dạo thì Gojin phát hiện ra không thấy chiếc nhẫn trên tay Shin A. Shin A giải thích chiếc nhẫn là chuẩn bị cho việc cô giả vờ làm vợ sắp cưới, nhưng bây giờ họ là một cặp đôi thực sự nên không cần thiết đến nó nữa. Nghe xong thì Gojin thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ôm Shin A và nói trước khi gặp được cô thì anh luôn hận Suyang vì đã bỏ rơi mình. Giờ có Shin A rồi, anh mới bước ra được cái bóng tâm lý đó. Và Shin A không phải là người để bụng tính toán. Nói đùa vài câu thì chuyện này cứ thế cho qua. Lúc này dòng nước ngầm đang dâng lên khắp nơi. Yang Tae nhớ tới lời Segi từng nói rằng công ty của Gojin sẽ sớm thay đổi cách quản lý. Ông ta vui mừng khôn xiết vì mình sắp nhổ được cái gai trong mắt. Nhưng vui chưa được mấy hồi thì nhớ ra thư ký dâu của Suyang rất quen. Cứ cảm giác như gặp ở đâu rồi mà không thể nhớ ra được. Cùng lúc đó, yêu là yêu, nhưng Shin A vẫn chưa từ bỏ ước mơ trở thành giảng viên của mình. Ngay khi về nhà, cô đắm mình vào việc đọc sách, không nghe điện thoại còn đỡ, thậm chí cô còn quên cả việc hẹn hò, làm Gojin không vui. Anh đang ngồi ở nhà hờn dỗi, đột nhiên chuông cửa reo, tưởng là Shin A đến tạo cho mình một bất ngờ. Khi mở cửa thì lại là em trai của Shin A. Suho vừa bước vào đã hết lời khen ngợi ngôi nhà. Gojin cũng rất chiều nên bảo cậu cứ lấy đi bất cứ thứ gì mình thích. Shin A không biết gì vẫn chăm chỉ quay video ở nhà, rèn luyện kỹ năng giảng dạy. Thất bại lặp đi lặp lại khiến cô hơi cáu. Nhớ lại lời tiền bối từng nói rằng sẽ che mắt khi luyện tập, thì Shin A định chạy ra xin Ốc Hy khẩu trang để quay, nhưng lại biết được tin Suho đã đến nhà Gojin. Shin A giận dữ lập tức kéo Ốc Hy đi tìm em trai về. Nhưng có Gojin là người hòa giải bên cạnh nên Suho cuối cùng cũng thoát. Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn trưa. Gojin nghe được từ cuộc nói chuyện của họ mới biết ngày mai bạn cấp 3 của Shin A sẽ đến Seoul. Không chỉ có vậy, Shin A khóc sưng mắt vì một bạn nam tên Hee-suk phải đi nghĩa vụ. Vì tò mò mối tình đầu của Shin A nên Gojin đang âm thầm vẽ kế hoạch. Tối hôm sau, Shin A đang trò chuyện và cười đùa với bạn cùng lớp thì một lát sau Gojin xuất hiện. Sau khi biết được danh tính của Gojin, mấy cô bạn đồng loạt ồ lên. Gojin rất hào phóng, không chỉ chủ động trả tiền mà cũng đã đặt phòng khách sạn để cho Shin A nở mày nở mặt với bạn bè. Nói xong, Gojin bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng đối phương lại là con gái. Gojin có chút kinh ngạc, và Shin A cũng hiểu tại sao tối nay anh lại có mặt ở đây, và thầm cười trong bụng. Sau khi ăn xong, nhóm bạn rời nhà hàng nhưng suýt bị một chiếc ô tô đâm phải. Một người phụ nữ đi xuống nhưng không xin lỗi mà còn hung hãn mắng chửi. Sau đó Suyang cũng xuống xe. Ốc Hy không nuốt nổi cục tức này nên bước đến và nói lý lẽ với bên kia. Kết quả là người phụ nữ kia còn định động tay động chân, vô tình đẩy Shin A xuống đất.
Suyang đang định bước tới giúp Shin A thì ngay sau đó Gojin xuất hiện, lạnh lùng đưa người yêu đi. Shin A giải thích chuyện này không liên quan tới Suyang, nhưng Gojin chỉ mong cô và bạn bè có thể vui vẻ, đừng suy nghĩ nhiều. Sau khi tiễn Shin A đi, Gojin quay lại và thấy Suyang đang đi theo mình. Anh giận dữ chút giận lên Suyang, nhưng cô ta cũng cảm thấy khó chịu, vì chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của Suyang. Tại sao Gojin lại đối xử với cô ta như vậy? Cuộc chia tay nhẫn tâm năm ấy cũng có lý do của nó, nhưng Gojin không muốn hiểu nỗi khổ của Suyang nên đã rời đi mà không ngoảnh lại. Cùng lúc đó, Eun-jong đang đấu tranh tâm lý ở công ty. Trước đó, Se-gi đã mang theo sổ kế toán nói với cô ta rằng Gojin trốn thuế. Anh ta thỉnh cầu Eun-jong hãy giúp mình công khai chuyện này vì chính nghĩa, với danh nghĩa là đang cứu công ty, chống lại chế độ độc tài của Gojin trước khi nó gây ra thảm họa. Không chỉ có vậy, Se-gi thậm chí còn dụ dỗ Eun-jong bằng việc thăng chức và tăng lương, giúp cô ta giành được quyền nuôi con. Nghĩ lại chuyện này, Eun-jong như bị tẩy não, lập tức gọi điện đồng ý với yêu cầu của Se-gi. Gojin bên này vẫn không hề hay biết Eun-jong đang tổ chức họp báo, vạch trần việc trốn thuế và hành vi ép nhân viên của anh. Sau khi nhận được tin, một vài cổ đông nhận hối lộ quyết định loại bỏ Gojin. Se-gi là kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện nên đang thấy phấn khởi lắm. Sau cuộc họp báo, rất nhiều người chặn cửa công ty, la hét đòi tìm ra sự thật. Thậm chí còn có những người còn phẫn nộ đến mức ném trứng vào Gojin. Và Suyang nghe tin Gojin đang gặp khủng hoảng thì muốn lấy lại tất cả mọi thứ, cả công ty lẫn Gojin. Đêm khuya, Shin A ngồi trước máy tính gọi điện cho Gojin nhưng không ai bắt máy. Đang định ra ngoài tìm thì đi đến cửa đã thấy anh mang theo đồ ăn khuya xuất hiện. Nhìn anh cứ như thể không bị ảnh hưởng vì xì căng đan. Gojin là giảng viên số 1 nên sao có thể dễ dàng đánh bại thế được. Gojin trời sinh không sợ bất cứ điều gì, anh chỉ sợ Shin A sẽ rời bỏ mình. Sáng sớm hôm sau, Gojin đến công ty thì thấy Se-gi đang ngồi vào ghế của mình. Hai anh em gặp lại nhau và giờ không còn chung chiến tuyến nữa. Gojin nói, nếu Se-gi muốn vị trí này thì có thể nói thẳng, anh sẽ trao lại bằng cả hai tay. Nhưng tiếc là người mà Gojin coi như em trai mình, giờ đây thật khác so với 6 năm trước. Mặc dù Gojin đã đoán được kiểu gì cũng sẽ có chuyện này nhưng anh vẫn thấy đau lòng. Cuộc biểu tình ở tầng dưới vẫn đang tiếp tục, cơ quan thuế quốc gia cũng đến để tiến hành điều tra. Khi họ lục soát văn phòng của Gojin thì Shin A muốn ngăn lại, nhưng không thể làm khác được. Sau khi những người khác rời đi, khi đang xếp lại tài liệu, cô vô tình phát hiện ra căn phòng bí mật. Căn phòng bí mật này trước kia Gojin dùng để lưu trữ tất cả các đồ vật đe dọa anh. Shin A nhìn vào tấm bảng trong suốt, trên đó có ghi chép về vụ tai nạn xe. Ảnh của Se-gi xuất hiện nổi bật trong số những nghi phạm. Khi Shin A quay lại, Gojin cũng bước vào. Shin A không thể tin được vụ tai nạn ô tô thực chất là do Se-gi lên kế hoạch. Shin A kết nối mọi thứ lại với nhau và hiểu tại sao Gojin lại giả vờ mất trí nhớ. Trên thực tế, trước sự phản bội của người em thân thiết, Gojin hy vọng rằng mình thực sự đã mất trí nhớ. Lý do khiến anh phải đợi lâu đến vậy là muốn biết tại sao Se-gi lại muốn bê mình và rốt cuộc anh ta muốn cái gì. Ở phía bên kia, Se-gi mang hoa đến thăm Se-hi, là người mà lúc nào bố Se-gi cũng gọi tên. Lý do tại sao anh ta lại tàn nhẫn với Gojin như vậy chắc là để trả thù cho Se-hi. Công ty tổ chức đại hội cổ đông vào ngày hôm sau, Yang Tae nắm giữ 3% cổ phần nên cũng có mặt. Trên đường đi ông ta nhận được tin nhắn từ Gojin, sau đó mọi người tập trung tại phòng họp. Gojin và Se-gi đang đối đầu ăn miếng trả miếng, chờ đợi kết quả cuối cùng về việc trốn thuế. Và việc bỏ phiếu về hành vi bóc lột nhân viên đã bắt đầu, Se-gi dường như đã thành công. Cách đó không xa, Yang Tae lại do dự một hồi mới viết câu trả lời. Kết quả bỏ phiếu nhanh chóng được đưa ra. Thật bất ngờ, hơn một nửa số người ủng hộ Gojin. Các cổ đông ngay lập tức bắt đầu bàn tán. Se-gi nhìn thấy vậy thì vẫn cố chấp nói Gojin mất trí nhớ, nên không thể điều hành công ty một cách bình thường. Làm sao anh ta biết được Gojin đã giả vờ mất trí nhớ? Gojin đã đoán trước được mọi chuyện, nên cho phép các cổ đông lớn đặt câu hỏi cho mình. Anh sẽ đưa ra câu trả lời từng cái một. Sau đó Gojin gọi cho Junpo để công bố chứng cứ. Tất cả những lần Se-gi chuyển tài sản của công ty ra ngoài, Gojin cũng thừa nhận thời gian qua anh đã giả vờ mất trí nhớ. Những cổ đông thất vọng rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại hai anh em. Gojin luôn tò mò về mục đích làm việc này của Se-gi, nhưng Se-gi không chỉ tránh nói về chuyện đó mà còn mắng Gojin là ghê tởm và bảo anh hãy nghĩ xem mình đã làm gì sai. Ngay sau đó, Se-gi đã bị đình chỉ để tiếp nhận điều tra và Suyang đã chủ động đi tìm anh ta, muốn chiêu mộ Se-gi cho công ty của mình vì cả hai đều có chung một mục tiêu, đó là hạ bệ Gojin, mất đi người anh em tốt nhất của mình. Gojin cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng may mắn là có Shin A ở bên nên anh có thể vượt qua mọi khó khăn. Gojin dự định đến đảo Ganghwa cùng với Shin A. Anh muốn người bà đã mất của mình gặp cháu dâu tương lai. Nói xong, Gojin giữ Shin A ở lại một đêm, nhà anh vẫn luôn có phòng cho cô. Nhưng Shin A chỉ nghĩ đi đâu thôi, đầu óc chắc đen tối lắm đây này. Khi cô đứng dậy định đi làm việc khác thì Gojin bước đến ôm lấy cô từ phía sau. Anh cảm ơn vì sự tồn tại của Shin A, nếu không có cô thì anh sẽ khó khăn lắm. Hôm sau, công ty hoạt động trở lại bình thường. Gojin đoán được khủng hoảng, nên đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ xã hội. Cơ quan thuế cũng cảm ơn vì sự đóng góp đầy đủ của anh. Nhân viên khen ngợi Gojin hết lời, mặc dù ngoài lạnh lùng,
nhưng tấm lòng ấm áp như mùa xuân. Bà Pilson cũng xuất hiện trước truyền thông, nói rất nhiều điều tốt đẹp về anh. Thật ra thì Shin-a đã bí mật thực hiện việc này mà không nói với Gojin. Nhưng việc cứu anh khỏi xì căng đan là điều đúng đắn. Hai người đang nhìn nhau trìu mến thì Eun Jong xông vào văn phòng. Cô ta hoảng sợ lập tức khai nhận mình bị Se-gi lừa nên mới tổ chức họp báo. Nhưng cô ta không biết rằng sổ kế toán đã bị giả mạo. Lúc này, Gojin lấy ra ảnh Eun Jong từng gặp Yang Tae. Gojin từ lâu đã biết Eun Jong đang bí mật qua lại với Yang Tae. Đó là lý do tại sao anh ra đề sai trong cuốn sách sẽ xuất bản. Thấy vậy, Eun Jong cúi đầu cầu xin Gojin tha thứ, giải thích rằng bản thân bất đắc dĩ mới làm như thế. Nhưng Gojin không hề định tha thứ cho hành vi gây tổn hại cho người khác, chỉ vì ích kỷ của bản thân của Eun Jong. Anh cũng cho rằng dù Eun Jong có đi công ty khác thì anh cũng sẽ cố hết sức chặn đường cô ta, bởi vì một người có tính cách như vậy thì không xứng đáng làm giảng viên. Eun Jong không còn gì để nói nên lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi. Trước khi đi, cô ta quên lấy đồ chơi cho con trai nên Shin-a tốt bụng đã chạy đi đưa. Khi đến dưới sảnh thì Shin-a thấy Eun Jong đang ngồi khóc một mình bên bồn hoa. Shin-a dường như nhìn thấy quá khứ của mình nên cũng cảm thấy khó chịu. Thế là cô quay lại công ty để xin Gojin tha cho Eun Jong. Nhưng Gojin tin rằng nếu phạm sai lầm thì phải trả giá, chỉ khi đó mới có thể tự chịu trách nhiệm và phê phán người khác. Shin-a cũng không nên can thiệp vào những vấn đề như vậy. Nhưng điều Gojin không ngờ là Shin-a không có ý định tham gia vào vòng tuyển chọn. Gojin hoang mang, không tham gia thì làm sao trở thành giảng viên được. Shin-a thần bí nói rằng mình có kế hoạch riêng. Sau khi trở về nhà, Shin-a bắt đầu thực hiện. Thì ra là cô đeo mặt nạ để quay video dạy học rồi đăng lên mạng. Có sự trợ giúp từ mặt nạ, Shin-a giảng bài trước ống kính một cách thoải mái và tự nhiên. Xét về những báo cáo người tốt và việc tốt liên quan đến Gojin, mấy cô thư ký cũ đều đã chuyển từ ghét sang người hâm mộ. Ngay từ đầu, họ ngày nào cũng bàn về cách trả thù, nhưng giờ lại quay sang lo lắng cho sự an toàn của Gojin. Thấy người khác bắt nạt anh là họ cực kỳ bực bội. Ở phía bên kia, Suyang từ yêu chuyển sang thù hận chính thức tiên chiến với Gojin. Trước khi rời đi, không quên bảo Shin-a hãy chờ xem. Se-gi đã thành công gia nhập hội với Suyang. Họ lên kế hoạch cùng nhau đánh bại Gojin. Suyang cũng tò mò tại sao Se-gi lại từ bỏ tình nghĩa anh em bao nhiêu năm như vậy. Anh ta chỉ ậm ừ nói vì Gojin đã sát hại em gái Se-hi của mình. Sau khi Se-gi rời đi, Suyang ra lệnh cho người của mình điều tra nguyên nhân tai nạn của Se-hi. Lúc này, Se-gi đang xem ảnh của em gái trên điện thoại, nhớ đến lúc cô nhảy lầu tự tử. Cùng lúc đó, Gojin nhớ lại những lời Se-gi nói. Anh không thể hiểu được giữa hai người họ thì có mối thù nào được. Ngay sau đó, Gojin lại đến nơi xảy ra vụ tai nạn xe tìm kiếm chi tiết bị lãng quên. Gojin nằm trên mặt đất nơi xảy ra vụ tai nạn, nghe thấy một giọng nói phát ra gần đó. Thì ra có hai công nhân đang làm việc. Trước đây họ từng đặt camera để theo dõi cháy rừng, nhưng lắp không đúng chỗ, lại còn nhầm cả hướng nên camera đối diện với đường chứ không phải rừng. Gojin thấy camera có thể quay được thông tin hữu ích nên đã lấy nó về tự mình kiểm tra. Và anh thấy không chỉ có Se-gi có mặt vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mà còn có một người đàn ông bí ẩn khác. Sau đó, Gojin đến trại tạm giam và lấy ra bức ảnh của người đàn ông bí ẩn ra. Hỏi Kang Min có biết người này không? Từ bức ảnh thì có thể thấy người đàn ông này là cấp dưới của Suyang. Kang Min nói đây là người bạn anh ta gặp ở sòng bạc. Anh ta cũng là người đã khuyến khích Kang Min hạ bệ Gojin, gây ra sai lầm lớn. Sau khi xảy ra tai nạn, Kang Min lập tức muốn bỏ chạy, nhưng không thể liên lạc được với người này nữa. Bên cạnh đó, Kang Min cũng cho biết lúc đó Se-gi đã đến trại giam và đang tìm người đã gửi cho anh ta một lá thư nặc danh. Gojin mang theo thắc mắc đến nhà Se-gi, anh cho Se-gi xem hình ảnh camera ghi lại được. Se-gi cuối cùng đã nói ra sự thật, hồi đó Se-hi lẻn vào văn phòng chụp ảnh đề thi thì vô tình bị Gojin bắt được. Sau đó, Gojin không biết quan hệ của Se-hi và Se-gi nên không bỏ qua chuyện này, thậm chí còn ác độc nói sẽ không để Se-hi tồn tại được ở giới này. Dưới áp lực khủng khiếp, không lâu sau thì Se-hi nhảy lầu tự tử. Vì thế mà Se-gi hận Gojin đến tận xương tủy. Ngày hôm sau, khi Shin-a mở gói hàng cô vừa nhận được thì đột nhiên nó phát nổ. Sau khi cảnh sát biết được vụ việc thì lập tức bắt tay vào điều tra. Thực ra là 3 tháng trước, toàn bộ nhân viên trong công ty đều nhận được email có nội dung đe dọa sát hại Gojin. Email sẽ tự động bị xóa sau khi đọc xong nên rất khó điều tra. Đang giang dở chuyện này thì cảnh sát nhận được tin, kẻ gửi gói hàng phát nổ đã được tìm thấy. Hóa ra lại là một cậu học sinh. Một lát sau, mẹ cậu ta cũng đến. Hóa ra là thư ký cũ của Gojin, Eun-hee. Cậu học sinh cũng thừa nhận mình làm vậy là để chút giận cho mẹ. Eun-hee cũng nói những món hàng đáng sợ kia cũng là do bọn họ gửi đến. Mục đích chỉ đơn giản là trả thù Gojin, người đã gây áp lực cho mình. Hai thư ký còn lại nghe được từ bà Pilson rằng Eun-hee đã có chuyện. Tình thế cấp bách, hai người chạy đi tìm Shin-a. Với sự giúp đỡ của Shin-a, hai người đã có cơ hội xin lỗi Gojin trực tiếp và cũng thừa nhận rằng vào ngày xảy ra tai nạn xe thì họ là người đập vỡ camera bên ngoài nhà anh. Đáng tiếc Gojin vẫn không chịu tha thứ cho bọn họ. Nhìn hai người chán nản rời đi, Shin-a lại chạy vào xin giúp. Không ngờ Gojin vẫn hung hãn, ngay cả cậu học sinh kia anh cũng không tha, muốn họ phải trả giá. Anh cũng nói rằng đây là vấn đề của người khác. Nói đến thế rồi mà vẫn bướng, Shin-a tức giận. Anh không thể nhịn một lần được sao? Suy cho cùng, mọi người đều phải chịu đựng Gojin mỗi ngày.
Gojin cũng cảm thấy bực bội, rõ ràng là anh lo lắng cho Shin-a nên mới muốn đối phương trả giá, nhưng cuối cùng lòng tốt lại bị coi là ác độc, ngay cả người anh tin tưởng nhất cũng không đứng về phía anh. Gojin tức giận quay người bỏ đi, Shin-a đứng đó với vẻ hoang mang, không thể ngừng khóc. Về đến nhà, cô trùm chăn kín người, dù Ok-hee có thuyết phục thế nào vẫn không chịu nói gì, và Gojin cũng mất bình tĩnh nên về nhà đập phá đồ. Cùng lúc đó, có một cô gái mặc váy trắng đang dán ảnh Gojin lên tường và đánh dấu ngày chiến đấu bằng bút đỏ. Shin-a vẫn đang khóc. Lúc này, chuông cửa vang lên, còn tưởng là Gojin đến xin lỗi, nhưng khi ra ngoài thì lại thấy có người mặc váy trắng xuất hiện, và Shin-a cũng nhận ra người này là cô giáo Na So-yeon. Một lát sau, Gojin nhận được một bức ảnh Shin-a đang bất tỉnh. Sau khi Gojin nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn thì lái xe thật nhanh đi cứu người. Khi lên đến sân thượng, anh nhìn quanh nhưng không thấy Shin-a. Khi quay lại, cô gái mặc váy trắng xuất hiện phía sau. So-yeon đã đến tìm Shin-a, và cô nàng đã từng làm giảng viên tiếng Anh ở công ty của Gojin. So-yeon nói rằng có chuyện muốn hỏi Shin-a, và còn bảo nói chuyện ở ngoài đường thế này không tiện nên hai người đã ra xe. Sau khi Shin-a ngồi xuống thì So-yeon giả vờ ngồi ở ghế sau để tìm tài liệu, nhưng rồi cô ta lại dùng thuốc mê đánh ngất Shin-a. Một lát sau, Gojin nhận được ảnh Shin-a bất tỉnh. Sau khi báo cho Ok-hee báo cảnh sát thì anh lao tới địa điểm mà người kia gửi, đó là tầng thượng của một tòa nhà đổ nát. So-yeon đi giày cao gót xuất hiện phía sau Gojin. So-yeon thú nhận những món đồ đe dọa kia đều là những món quà mà cô ta chuẩn bị cho anh: xác chuột, con dao trong giỏ hoa, viên thuốc ngủ trong sâm panh, vân vân. Ngoài ra còn có đèn hỏng và email đe dọa. Về lý do tại sao cô ta lại làm điều này thì phải quay ngược về quá khứ để nói. Năm xưa có một đứa trẻ dù đã đi học thêm kèm nhưng vẫn không muốn học, thành tích không khá lên chút nào. Phụ huynh đã đổ hết trách nhiệm lên So-yeon, nói cô không đủ năng lực và đòi trả lại tiền. Sau đó, phụ huynh này cố tình tạo dư luận trên mạng, vu cáo So-yeon có quan hệ không đúng mực với học trò, gây náo động một thời gian. Dù So-yeon có giải thích thế nào đi chăng nữa, thì Gojin lúc bấy giờ chỉ quan tâm đến việc So-yeon gây tổn hại cho công ty mà sa thải cô. Sau 10 năm, So-yeon vẫn mang nỗi hận thù đó. Bản thân đã phải nỗ lực rất nhiều để có được vị trí này nhưng buộc phải rơi xuống đáy. Gojin đã từng gặp phải tình huống như vậy. So-yeon nghĩ ít nhất anh cũng sẽ đồng cảm vì bản thân anh cũng đã chịu đựng vấn đề tương tự. Nhưng cách làm của Gojin khiến So-yeon tuyệt vọng. So-yeon không còn thiết sống nên đã định kết liễu cuộc đời. Nhưng ông trời có mắt nên đã không để cô ta đăng xuất. Kể từ đó, So-yeon dấn thân vào con đường báo thù. Lúc đầu So-yeon muốn chuyển nỗi đau mà mình phải chịu sang cho Gojin. Nhưng sau này cô ta nhận ra rằng điều đó vẫn chưa đủ, nên đã chọn một cách cực đoan hơn. Sau khi nói xong, So-yeon từng bước một đến gần sân thượng. Cô ta chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình trước mặt Gojin. Gojin không muốn một sinh mạng biến mất trước mắt mình, nên vào thời khắc cuối cùng, anh đã chạy đến kéo lấy tay So-yeon. Nhưng anh cũng bị kéo xuống cùng với cô ta. Rất may xe cứu thương và xe cảnh sát đã đến kịp thời, nệm hơi đã được để sẵn ở dưới, nhờ vậy mà Gojin mới sống sót. Sau khi tỉnh lại, Gojin ngay lập tức lo lắng cho sự an toàn của Shin-a. Cả hai ôm nhau thật chặt, Gojin cũng xin lỗi về chuyện trước đây đã mất bình tĩnh. Sau đó, Gojin đến thăm So-yeon vẫn đang hôn mê. Sự việc này đã khiến anh hiểu ra nhiều điều. Sau khi chia tay Su-yang năm đó, Gojin cũng nghĩ không thông, dự định kết thúc cuộc đời. Rõ ràng cũng có nỗi tuyệt vọng giống như So-yeon mà lại không chọn tin tưởng cô, mà lại làm nỗi đau đó tăng lên gấp bội. Nghĩ đến đây, Gojin cảm thấy tội lỗi, nước mắt tuôn trào. Gojin bây giờ mới giác ngộ rằng từ lâu rồi mình đã sai. Lần này anh muốn làm chuyện đúng đắn. Shin-a cũng hứa sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh. Ở phía bên kia, thư ký dâu cấp dưới của Su-yang đang báo cáo. 7 năm trước, em gái của Se-gi vì tin đồn ác ý thay nên đã nhảy lầu tự tử. Lúc đó Se-hee đang làm giảng viên ở công ty của Yang-tae, và có tin đồn rằng người đứng sau những bình luận ác ý đó là đồng nghiệp lúc bây giờ của cô, là Gojin. Su-yang bối rối, Gojin không phải là người như vậy. Cùng lúc đó, giảng viên nhảy từ công ty Gojin sang công ty Su-yang đã nhận ra thư ký dâu từng làm việc cho Yang-tae. Khi giảng viên này hỏi có phải anh ta bị đuổi việc vì ăn cắp hướng dẫn học tập không, và hướng dẫn học tập đúng là của Gojin à, thì anh ta lảng đi. Trong văn phòng, Shin-a nhìn khuôn mặt buồn bã của Gojin, đặc biệt vẽ một phiếu điều ước để làm cho anh vui lên, và còn nói nguyện vọng gì cũng được, cô sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Thấy vậy, Gojin kéo Shin-a và ngồi vào lòng. Bây giờ anh chỉ cần một cái ôm đơn giản là đủ. Gojin rất hoang mang, anh muốn xin lỗi một cách đàng hoàng, nhưng sợ mọi người sẽ không chấp nhận sự chân thành của mình. Shin-a cổ vũ, chắc chắn họ sẽ cảm nhận được mà. Người đầu tiên Gojin xin lỗi là mấy cô thư ký cũ. Lúc đầu Gojin hơi lúng túng nhưng có Shin-a ở bên, anh lấy hết can đảm cúi đầu xin lỗi. Sau đó, So-yeon đã tỉnh lại. Khi nhớ lại cảnh Gojin dùng cả tính mạng để cứu mình, thì cô cảm động. Ngay sau đó, Gojin xuất hiện trước mặt So-yeon. Anh nói, 12 năm trước, sau khi mất tất cả, anh cũng muốn từ bỏ mạng sống nhưng không hẹo. Sau khi từ tay tử thần trở về, anh không còn có thể tha thứ cho mọi người và mọi thứ nữa. Anh tự nghĩ mình đang ở địa ngục, vì thế không thể hiểu được và cũng không muốn đối mặt với cảm xúc của người khác. Có lẽ là do hoàn cảnh
cảnh của Soyeon năm đó đã gợi lại ký ức về quá khứ của anh, làm nỗi đau lại nhói thêm một lần. Vậy nên Gojin sợ phải đối mặt với tổn thương trong quá khứ một lần nữa. Sau khi nói xong, Gojin trịnh trọng bày tỏ lời xin lỗi. Soyeon nhìn anh rời đi mà không nhịn được khóc lớn lên. Tối đó, Gojin đưa Shin-a về nhà, vào phòng. Shin-a định lên xem video bài giảng của mình được bao nhiêu view rồi. Cô nghĩ rằng cho dù có được 100 lượt xem thì cũng ổn, nhưng khi click vào thì thấy có hơn 30,000 lượt xem. Thế là Shin-a vui vẻ hét lên. Thư ký dâu của Suyang được Segi mời tới nhà, nhìn ảnh em gái của Segi trên bàn mà anh ta lơ đễnh. Segi đề nghị hai người sẽ cùng nhau hợp tác để hạ bệ Gojin. Thư ký dâu hoàn toàn đồng ý, nhưng trên mặt lại nở nụ cười kỳ dị. Hóa ra là vài tháng trước, chính anh ta đã chỉnh sửa đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Sehi và Gojin, và cố tình gửi USB có tin đồn ác ý về Sehi cho Segi. Sau đó, anh ta còn bô kích Kang Min gây tai nạn xe, rồi dẫn Segi đến hiện trường vụ tai nạn xe của Gojin. Người đàn ông bí ẩn xuất hiện lần cuối trên camera giám sát, cũng là một cái bẫy do anh ta giăng ra. Nào ngờ, Sehi và thư ký dâu lúc đó là người yêu của nhau. Một lát sau, anh ta gọi điện thoại cho một người và nói, bắt đầu đi. Ngày hôm sau, công ty của Gojin rối lung tung beng cả lên, giảng viên lần lượt bị đưa đi vì các kiểu nguyên nhân, không thể đứng lớp được. Ngay sau đó lại có một tin xấu chuyển đến, dưới sức ép của tập đoàn nhà Suyang, ngân hàng bất ngờ đẩy nhanh ngày trả nợ. Gojin đi gặp Yang Tae, vừa vào trong anh đã tự nhiên ngồi xuống. Yang Tae không vui nha, nếu không có ông ta bỏ phiếu phản đối tại cuộc họp cổ đông, thì có lẽ Gojin toang lâu rồi. Ngày bỏ phiếu, Yang Tae nhận được tin nhắn của Gojin, lần này xin hãy bảo vệ tôi. Thấy tin nhắn đó, Yang Tae không biết nên làm thế nào. Ông ta không muốn chính tay mình hủy hoại Gojin hai lần, vốn của công ty có hạn, thấy Gojin vì nhân viên mà thậm chí còn sẵn sàng quỳ gối. Yang Tae trong lòng cũng có chút cảm động, hồi đó ông ta có lý do riêng nên mới sa thải Gojin. Yang Tae luôn muốn biến Gojin trở thành giảng viên giỏi nhất, thậm chí còn muốn gửi anh đến Đại học Oxford để học thêm, nhưng lại bị tập đoàn của gia đình Suyang đe dọa. Không có sự lựa chọn nào khác nên ông ta mới tung tin bằng cấp giả của Gojin ra. Bây giờ Gojin mới hiểu ra, lý do khiến cuộc đời anh thế này là vì ban đầu khi yêu Suyang đã làm cho một số người căm ghét. Bố của Suyang vì con gái hẹn hò với một đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh bần hàn, nên tức giận đến mức muốn bóp nát Gojin. Gojin nhớ rằng Suyang luôn nói rằng mình có nỗi khổ riêng. Cuối cùng anh đã hiểu mọi chuyện, giảng viên trong công ty lần lượt gặp chuyện, trên diễn đàn thảo luận trường học đã xuất hiện nhiều tin đồn ác ý. Cùng lúc đó, Gojin tới gặp Suyang. Giờ anh đã biết Suyang đã phải một mình gánh chịu nỗi đau vào 12 năm trước. Anh cũng xin lỗi vì đã hiểu ra quá muộn. Suyang lập tức bật khóc, nhưng trong lòng cả hai đều biết dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể quay về như trước được. Bên kia, Segi gặp thư ký dâu. Hai người vừa lên xe chuẩn bị ra ngoài họp thì Segi phát hiện điện thoại của mình sắp hết pin nên mượn thư ký dâu sạc điện thoại. Đúng lúc đó thì có người gọi đến. Thư ký dâu nhờ Segi tìm sạc trong ngăn đựng đồ, còn anh ta thì ra khỏi xe để nghe điện thoại. Segi lục lọi tìm sạc rồi vô tình tìm được điện thoại của em gái ở đây. Anh ta mở ra thì thấy bên trong có rất nhiều ảnh chụp chung của thư ký dâu và Sehi. Thấy thư ký dâu sắp quay lại, Segi hoảng loạn bỏ điện thoại vào túi trước. Hóa ra hồi đó, Sehi, Gojin và thư ký dâu làm giảng viên ở công ty của Yang Tae. Thư ký dâu bị sếp mắng vì làm việc kém, đồng nghiệp thì cho rằng anh ta vô dụng, chỉ có Sehi mới sẵn lòng khai sáng cho anh ta. Hôm đó anh ta cầu xin Sehi lấy trộm tài liệu giảng dạy của Gojin, nhưng nào ngờ vừa lấy được thì Sehi đã bị bắt tại trận. Sau sự việc này, Gojin bắt đầu hỏi về nguyên nhân hậu quả và dùng điện thoại của cả hai để ghi âm. Sehi thú nhận là mình trộm tài liệu cho bạn trai, nhưng lại từ chối tiết lộ bạn trai mình là ai. Gojin muốn tìm ra kẻ ăn trộm thành quả lao động của người khác, anh sẽ không tha thứ cho người này, bởi vì những người có tính cách này không thích hợp làm giảng viên. Gojin cho bạn trai Sehi một tuần để thừa nhận lỗi lầm, nếu không anh sẽ khiến đối phương không thể sống trong giới này nữa. Sehi quay lại thuyết phục thư ký dâu, cô lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Gojin để xin lỗi. Kết quả là ngay lập tức bị thư ký dâu cướp điện thoại và mắng cho cô một trận. Anh ta nói ra lời chia tay và bảo ở cùng với người hạng ba như cô thì sẽ không ngóc đầu lên được. Còn việc trộm tài liệu thì chính Sehi là người thực hiện nên mọi chuyện không liên quan đến anh ta. Sau khi nói xong, thư ký dâu quay người bỏ đi. Anh ta bước xuống tầng dưới mới nhớ ra mình đang cầm điện thoại của Sehi, nhưng khi định quay lại trả thì nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất phía sau. Bi kịch đã xảy ra. Thời gian quay lại bây giờ, Segi mang điện thoại của em gái đến tìm Gojin. Anh ta mở đoạn ghi âm lên và nói nó hoàn toàn khác với bản mình đã nhận được, rõ ràng là nó đã được chỉnh sửa một cách ác ý. Sau đó, thư ký dâu không thấy điện thoại đâu, nhận ra Segi đã lấy nó đi. Còn Yang Tae đến tìm Suyang, hy vọng cô ta ngừng tấn công Gojin. Họ không thể đẩy Gojin vào tuyệt vọng hai lần. Suyang có vẻ bối rối. Lúc này, Yang Tae tiết lộ Gojin đã cố gắng tự kết liễu đời mình. Yang Tae tuyên bố lần này sẽ đứng về phía Gojin. Suyang có vẻ ngạc nhiên, vốn dĩ cô ta nghĩ chia tay là cách để bảo vệ Gojin.
Không ngờ nó suýt khiến anh mất mạng. Tối đó, khi Gojin đưa Shin-a về nhà thì đột nhiên điện thoại rung lên. Gojin liếc nhìn điện thoại rồi vội vàng rời đi. Gojin cuối cùng cũng đối đầu với thư ký của Su-yang. Anh đã nhìn thấu kế hoạch của đối phương, hỏi anh ta tại sao lại muốn hại mình. Thư ký Dâu nói chuyện không biết xấu hổ, bảo rằng chính Gojin đã hủy hoại cuộc đời anh ta. Đúng là mặt dày, chuyện thế cũng nói được. Rõ ràng là thư ký Dâu đã hóa vàng em gái của Segi, nhưng lại cố tình đổ hết lên đầu Gojin. Cho đến thời điểm này, thư ký Dâu vẫn không nhận ra sai lầm của mình, vẫn tự an ủi mình, dù không có anh ta thì dưới áp lực gia đình, Sehi cũng sẽ tự tử. Cô có một ông bố mắc chứng mất trí nhớ cần được chăm sóc, nhưng anh trai là Segi lại lấy cớ đi du học chạy ra nước ngoài. Cuộc đời của Sehi đã đầy gánh nặng rồi nên trút bỏ nó càng sớm càng tốt. Nói xong, thư ký Dâu rút dao đi về phía Gojin. Vào lúc quan trọng, Segi từ bên cạnh lao ra, ném thư ký Dâu và đánh đập anh ta một cách điên cuồng. May mắn thay, Gojin đã ngăn anh ta lại. Hóa ra là sau khi Segi mang điện thoại của em gái đến gặp Gojin thì vẫn luôn đi theo thư ký Dâu. Thư ký Dâu phát hiện chiếc điện thoại đã bị mất nên lập tức lên kế hoạch hóa vàng Gojin. Segi cũng lái xe bám sát phía sau, anh ta cũng gửi tin nhắn để thông báo cho Gojin. Thư ký Dâu đang ở trong bãi đậu xe, hai người họ đã bố trí một cuộc phục kích, định sẽ hỏi sự thật từ thư ký Dâu. Một lát sau thì cảnh sát đến. Thư ký Dâu bị buộc tội bịa đặt trái phép tin đồn và tiếp tay cho tội gây thương tích đặc biệt nên sẽ bị bắt khẩn cấp. Những đám mây đen gây rắc rối cho mọi người bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến. Anh em trở lên lầu, nhìn Gojin băng bó vết thương cho mình mà Segi cảm thấy có lỗi, thế là anh ta đã chủ động xin lỗi. Gojin cũng suy ngẫm về hành vi của mình, nếu lúc đó anh không truy cứu vấn đề này thì có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra. Segi phản bác Gojin không có lỗi gì cả, là do người anh trai là mình đã bỏ đi để em gái ở lại gánh hết áp lực. Hiểu lầm đã được giải quyết, hai anh em không còn hận nhau nữa. Sáng sớm hôm sau, Shin-a đến gặp Gojin. Khi biết được chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cô thể hiện rất quan tâm đến Segi. Cô còn đặc biệt dặn dò Gojin ở nhà chăm sóc cho em trai. Shin-a đang định rời đi thì ngay sau đó có tiếng chuông cửa reo. Hóa ra là Su-yang vì chuyện Gojin hồi đó đã cố tự kết liễu đời mình nên thấy áy náy. Gojin bình tĩnh nói lúc đó anh coi Su-yang là tất cả, nhưng dù sao thì vẫn ổn vì anh còn sống. Lúc này, Su-yang không thể oán giận Gojin được nữa. Cô chấp nhận sự thật trở thành bạn bình thường với Gojin. Một buổi chiều nọ, có một cậu bé đi vào công ty để tìm người. Hóa ra cậu bé là con trai của Eun-jong. Cậu bé không biết mẹ mình trong thời gian này đang loay hoay tìm việc làm mới. Eun-jong vội vã đến công ty sau khi nhận được tin báo, đang định chuẩn bị rời đi cùng con trai thì Gojin đã yêu cầu cô ta ở lại và tiếp tục làm việc, và anh còn nói mình vẫn luôn coi Eun-jong là trợ giảng chính của công ty. Eun-jong nghe xong cảm động đến mức ôm mặt khóc lớn, ôm con trai thật chặt. Bên kia, mấy cô thư ký cũ vẫn tin được chuyện Gojin đến xin lỗi và mời họ về công ty làm việc. Đúng lúc đó thì bà Pilson chạy đến báo chuyện về Eun-jong. Có được tin vui này, bà bắt đầu cảm thấy thật bất công cho Gojin, thậm chí còn lớn tiếng quát mấy cô thư ký cũ. Sau đó cô Lee đã chủ động tìm Gojin. Trước đó cô cũng nhận được thông tin từ thư ký Dâu, đe dọa sẽ công khai trình độ học vấn giả của cô. Sau khi nghĩ lại, cô Lee vẫn thú nhận với Gojin về chuyện này. Cô muốn chấm dứt hợp đồng, giảm tối đa ảnh hưởng đến công ty. Nghe xong, Gojin không hề tức giận, bởi vì trình độ tiếng Anh của cô Lee thực sự rất đỉnh. Anh khích lệ cô hãy nói rõ mọi chuyện với sinh viên và thành thật xin lỗi chúng. Nếu sinh viên không chấp nhận thì lúc đó từ chức cũng chưa muộn. Sau khi gỡ nút thắt cho cô Lee, Gojin mời hai nam giảng viên khác đi uống rượu. Tối đó, Shin-a mở hộp thư và thấy mình đã nhận được nhiều lời mời ký hợp đồng. Trong số này còn có công ty của Yang-tae. Khi Shin-a nhìn với vẻ hoài nghi thì Gojin đã gọi cô ra gặp. Dưới ánh đèn đường, Gojin đã nói rất nhiều điều từ trái tim trong cơn say. Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu những người xung quanh mình quý giá nhường nào. Cách đó không xa, Suho và Okhi nắm tay nhau về nhà, thấy hai người nên họ chạy đến chào hỏi. Shin-a nhân cơ hội này yêu cầu Gojin dạy dỗ Suho. Vợ sắp cưới đã lên tiếng, đương nhiên anh phải nghe theo rồi. Gojin vỗ vai Suho và nói muốn đưa cậu đi nhập học lại, nghiên cứu kiến thức lý thuyết ở trường đại học cũng sẽ hữu ích cho sự nghiệp diễn viên trong tương lai. Suho rất ngoan ngoãn, lập tức đồng ý ngay. Mấy người cũng cảm thấy ngỡ ngàng, ai ngờ Suho lại nghe lời đến thế. Mọi thứ đã giải quyết xong xuôi, hợp đồng giữa Junpo và Gojin kết thúc tại đây. Trước khi đi, anh ta tặng Gojin một món quà cuối cùng. Khi tai nạn xe xảy ra, 119 đã nhận được tổng cộng 3 cuộc gọi báo án, lần lượt là Segi, Shin-a và Kang Min. Junpo động viên Gojin đừng buồn vì mọi người ghét mình. Anh ta đang định rời đi thì tình cờ Shin-a đi vào, cô cảm thấy người này trông quen quen. Lúc này cả hai người đàn ông đều hoảng, Gojin trông không được tự nhiên, nháy mắt liên tục. Junpo mở cửa bỏ chạy, Shin-a mang theo nghi ngờ quay lại chỗ ngồi. Thực ra là có chuyện khác cô cần suy nghĩ, cô nên mở lời với Gojin thế nào đây, nói cho anh biết cô là giảng viên đeo mặt nạ. Bên kia, Yang-tae đang lo lắng vì không thuê được giảng viên đeo mặt nạ. Khi biết đối phương đã gọi đến đồng ý gặp mặt, thì ông ta tự tát vào mình một cách phấn khích, sợ đây là mơ. Yang-tae đến quán cà phê đã hẹn ngồi đợi trước, sau đó có một người phụ nữ đeo khẩu trang kính đen ngồi xuống sau ông ta. Hai người gặp nhau theo cách này, Yang-tae nói kể từ khi gặp Gojin 14 năm trước. Thì đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự mới mẻ này. Ông ta đánh giá cao phương pháp giảng dạy rất sáng tạo của Shin-a. Yang-tae đang hết lời khen ngợi,
thì lại phát hiện ra người mình muốn ký hợp đồng lại là vợ chưa cưới của Gojin. Yang Tae cảm thấy thật đã cái nư. Mấy ngày sau, ông ta tìm cơ hội hẹn gặp Gojin để khoe. Đôi mắt của Gojin mở to, không thể tin nổi. Khi Shin A chuẩn bị nói với Gojin thì đã muộn rồi. Gojin kích động, vừa cảm thấy buồn vừa thấy ấm ức. Dù Shin A có giải thích thế nào cũng vô ích, nhưng từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Shin A sử dụng con át chủ bài của mình, lẽo đẽo đi theo Gojin để năn nỉ. Thấy Gojin không lung lay, Shin A nũng nịu gọi, "Oppa, anh yêu à." Thế là Gojin đã đầu hàng ngay lập tức, không còn giận nữa, ôm Shin A vào lòng. Thực ra thì anh đã biết Shin A là giảng viên bịt mặt từ lâu nhưng không nói. Bây giờ Shin A chuyển sang công ty Yang Tae làm việc cũng được, vì dù sao làm chung như bây giờ thì không tránh khỏi việc bị bàn ra tán vào. Ngày hôm sau, Suyang chủ động đi tìm Shin A để hòa giải, hai người cũng gỡ nút thắt cho nhau. Suyang vẫy tay tạm biệt con người quá khứ của mình, trong lòng bỗng cảm thấy rất vui. Segi đến thăm em gái, lúc đó anh quyết tâm ra nước ngoài, phớt lờ lời cầu xin ở lại của em. Dù Sehi không nỡ nhưng đành phải chấp nhận. Bây giờ Segi cực kỳ tự trách rằng không nên bỏ rơi em gái. Khi chuẩn bị đi về thì tình cờ gặp được Gojin ngồi trên chiếc ghế dài. Segi nhớ lại quá khứ. Bắt đầu từ bậc trung học cơ sở, anh chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện vui vẻ với bố mình. Anh ghét bộ quần áo đi làm bụi bặm của bố, ghét việc bố say rượu và gây rắc rối mỗi ngày. Vì thế Segi chỉ lấy việc đi du học làm cái cớ thôi. Thật ra anh muốn để bố cho em gái chăm sóc. Tiếc rằng bây giờ trả nợ đã muộn. Sau khi nghe điều này, Gojin quyết định cho anh ta 3 tháng để ở bên bố thật vui, xong xuôi thì mới quay lại làm việc. Bố Segi đã già nên không nhớ được nhiều chuyện lúc trước. Segi thề sẽ mang theo tấm lòng của em gái chăm sóc bố thật tốt. Hôm sau, Shin A từ chức, nhưng trước khi đi cô đã gói chiếc búa kia làm quà tặng cho Gojin, cảnh báo anh không được để ý đến người phụ nữ khác, nếu không thì chiếc búa này sẽ thay trời hành đạo, cuộc sống của mọi người đều đi đúng hướng. Công ty sôi động và nhộn nhịp, các giảng viên đều đã trở về chỗ của mình, mỉm cười chào Gojin. Gojin bước vào văn phòng nghe cuộc gọi video, giảng viên nghỉ hưu đã bắt đầu làm nông nghiệp, còn luôn miệng nói sẽ gửi hành tây đến làm quà. Bây giờ Gojin không còn ghét hành tây nữa. Cô thư ký từng sợ hãi bỏ đi cũng đã quay lại, và Shin A dự định bắt đầu ngày đầu tiên làm giảng viên. Việc có chút lo lắng khi giảng bài lần đầu là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với sự khuyến khích của Gojin, Shin A đã kết thúc thành công. Vừa tan làm thì Shin A đã thấy Gojin đứng đợi mình với bó hoa trên tay. Hôm nay cũng vừa khéo là ngày đẹp nên anh đã trịnh trọng cầu hôn nàng. Chiếc nhẫn từng dùng để giả làm người yêu. Một là sau khi hai người yêu nhau, khi hai chiếc nhẫn trở thành một thì tình yêu cũng sẽ trở nên trọn vẹn. Gương mặt Shin A tràn đầy hạnh phúc đồng ý lời cầu hôn, hai người ôm nhau dưới hàng cây hoa anh đào. Điều này cho thấy họ sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc sống. Sau đó, hai vợ chồng cùng nhau mua đồ đạc nấu ăn cùng nhau rửa bát và tưới nước cho hoa, đọc sách và nghe cùng một bài hát trên giường, nhìn tư thế ngủ của Shin A dưới ánh mặt trời. Gojin nhớ lại từng chuyện đã có với cô, vốn dĩ bên cạnh anh không có ai, nhưng Shin A lúc nào cũng ở cạnh anh. Hai người họ ngày càng trở nên tốt hơn nhờ sự động viên của nhau, và đây chính là ý nghĩa của tình yêu. Bộ phim đến đây là kết thúc, nếu thấy hay thì tìm phim gốc xem nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé, bye bye!